Đấu phá thương khung chương 1045, dung hợp, luyện chế đang dược thất phẩm là một chuyện cực kỳ rườm rà, mà luyện chế cái gọi là thất phẩm cao cấp hỏa bồ đang lại là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trên bệ đá, ngọn lửa màu bạc đang hừng hực thiêu đốt bên trong dược đỉnh, âm thanh long ngâm trầm thấp không ngừng từ bên trong truyền ra, nhiệt độ nóng cháy bên trong làm cho không gian xung quanh bãi đá cũng phải bị bẻ gãy đôi chút. Mà phần đông dược liệu xoay quanh bên trên thềm đá ngẫu nhiên sẽ bị đường chấn khống chế đưa vào bên trong dược đỉnh, sau đó bị chính con hỏa long nuốt vào trong thể nội nhưng mà không thể không nói việc dùng cửu long lôi cương hỏa để tinh luyện dược liệu là việc vô cùng thuận tiến chính con hỏa long giống như là chính cái dược đỉnh nhỏ vậy có thể tinh luyện các dược liệu đó vô cùng hoàn mỹ đương nhiên tiêu viêm cũng vô cùng hiểu rõ chính con hỏa long có thể tinh luyện đến mức này phần lớn cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc đường chấn khống chế người này đối với việc khống chế lửa đã đạt đến một trình độ rất cao cho dù tâm thần chia ra làm chính thì vẫn có thể không có chút sai lầm nào. Có thể nghĩ đến điều này, nếu như Đường Chấn trở thành một luyện dược sư thì chắc chắn thuật luyện đan của hắn sẽ không thấp chút nào cả. Mà đối với Đường Chấn thì Tiêu Viêm vẫn luôn có cảm giác nhìn không thấu, bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn vẫn có thể cảm nhận được người này vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu chỉ dựa vào khí tức thì lại không thể có được manh mối nào. Cái từ sâu không thể lường được chỉ sợ rất thích hợp dành cho người này. Hơn nữa đường chấn tuy có thực lực vô cùng khủng bố nhưng cách đối nhân xử thế lại là vô cùng tốt không hề có ngạo khí mình là một cường giả đấu tôn không biết đây là do tính tình quá tốt hay là hắn che giấu quá sâu nhưng cho dù như thế nào thì tiêu viêm vẫn duy trì một sự kiên kỵ to lớn với người này một người có thể đứng đầu một thế lực như phần viêm cốc thì lại là người bình thường hay sao đối với việc phân công luyện chế đang dược này tiêu viêm vẫn là lần đầu tiên nếm thử nhưng vẫn không có chút sai lầm nào kinh nghiệm luyện đan của hắn sẽ không hề yếu hơn so với bất kỳ người nào ở đây hơn nữa nhiệm vụ của hắn lúc này chỉ đơn thuần là dung hợp dược lực đã tinh thuần lấy lực lượng linh hồn của hắn hiện nay thì việc này cũng không quá mức khó khăn cho dù có cửu long lôi cương hỏa hừng hực bên trong đỉnh nhưng bản thân hắn đã có lưu ly liên tâm hỏa bảo hộ nên cũng không có lực uy hiếp nào trên bệ đá vô cùng im lặng chỉ có âm thanh của ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều đang nhắm chặt đôi mắt tâm thần ngưng tụ lại thao túng lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh, chung quanh ngọn lửa màu bạc có một ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiển, bên trong ngọn lửa xanh biếc đó hiển nhiên là lực lượng linh hồn của tiêu viêm. Giờ phút này, ở nơi này, phần đông các dược đã tinh luyện thành công đang được ở dưới sự khống chế mỹ diệu mà thông thả dung hợp vào một chỗ. Phốt, bên trong sơn cốc khổng lồ đang yên tĩnh này bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Mấy ánh mắt nhìn qua thì lập tức thấy có một chất lỏng sặc sỡ sền sệt đang lặng yên hiện ra, một mùi thuốc nồng đặc không ngừng từ giữa thẩm thấu ra, chỉ là bước dung hợp đầu tiên đã hao phí gần 3 giờ, thất phẩm đang dược quả nhiên không phải dễ dàng mà luyện chế a. À. Sau khi đem hai phần dược liệu dung hợp ra chất lỏng sặc sỡ sền sệt này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phèo nhẹ nhõm một hơi, rồi chợt lại căng thẳng lên. Hắn hiểu rõ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, luyện chế đang dược thất phẩm cũng không phải là chuyện dễ dàng như hắn tưởng tượng mà sau khi cảm nhận được sự khó khăn trong việc luyện chế đang dược thất phẩm tiêu viêm không khỏi cảm thấy có chút may mắn lúc trước khi hắn còn đang ở nội viện luyện chế đang dược cho thải lân nếu như không phải may mắn tiến vào một trạng thái huyền diệu thì sợ rằng lấy khả năng khi đó không có cách nào luyện chế thành công được bây giờ nghĩ lại thì quả nhiên lúc ấy vận khí đã chiếm đa số hơn rồi chẳng qua lấy năng lực hiện tại của ta mà luyện chế lại thì xác suất thành công tất nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều cũng không phải hy vọng tiến vào cái trạng thái xa vời kia nữa, nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Làm một việc mà có tiến bộ thì luôn làm cho người ta có cảm giác tốt hơn, Nham Kiêu tiểu hữu quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc, nhanh như vậy mà đã dung hợp được bước đầu. Âm thanh đường chấn đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hiển nhiên, đối với việc Tiêu Viêm có hiệu quả nhanh như vậy, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng ngay cả vị trưởng lão khách thanh huyễn đại sư của đan tháp kia giờ phút này cũng chưa dung hợp thành công được. Đối với sự kinh ngạc của đường chấn, tiêu viêm cũng cười cười, sau đó truyền âm nói, đường cốc chủ, bộ phận dược liệu thứ hai đã tinh luyện xong rồi chứ, ha hả, đã sớm chờ nãy giờ, đường chấn cười cười, tâm thần vừa động thì chính con hỏa long bên trong dược đỉnh liền há mồm ra, một lượng lớn dược liệu đã được tinh luyện xong liền được phun ra một số dược liệu sau khi được linh hồn lực lượng tiêu viêm quét qua thì liền tiến vào bên trong ngọn lửa xanh biếc. Luyện chế hỏa bồ đang chia ra làm 8 bộ phận, bây giờ mới chỉ là phần thứ hai thôi, nhưng mà có hai vị tương trợ thì xác suất thành công cũng lớn hơn nhiều. 8 bộ phận, nghe thấy lời này, tiêu viêm không khỏi âm thầm cắn lưỡi, đúng là đang dược thất phẩm cao cấp A. Trong lòng thoáng cảm thán, tiêu viêm cũng lần nữa ngưng tụ tâm thần, sau đó bắt đầu dung hợp phần dược liệu thứ hai sau khi đã trải qua tinh luyện ngay khi tiêu viêm bắt đầu dung hợp bộ phận dược liệu thứ hai thì hai tròng mắt đang đóng của huyễn đại sư cũng chậm rãi mở ra ánh mắt có chút nhìn về tiêu viêm nhìn thấy cử động của tiêu viêm lúc này hắn không khỏi ngạc nhiên người thanh niên tên nham kiêu này sợ rằng cũng là một thất phẩm luyện dược sư ai thiên phú cỡ này đúng là kinh tài tuyệt diễn mà trong lòng than nhẹ một tiếng lực lượng linh hồn của huyễn đại sư cũng khẽ đảo qua trong dược đỉnh đem nhóm dược liệu thứ hai đã được tinh luyện kia thu lại sau đó bắt đầu dung hợp. Sự phức tạp khi luyện chế hỏa bồ đan có chút vượt qua sự dự đoán của tiêu viêm cùng huyễn đại sư. Nếu cứ dựa theo thế này mà tính toán thì thời gian lần này nếu không hơn 10 ngày thì tuyệt đối không thể luyện chế thành công được. Liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ luyện đan, sự tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Đặc biệt là ngoài sự tiêu hao lực lượng linh hồn để dung hợp dược liệu thì còn phải phân thần chống đỡ lại sự ăn mòn của cửu long lôi cương hỏa. Điều này thì thật ra tiêu viêm còn có thể chống đỡ được, còn huyễn đại sư sau khi dung hợp liên tục đến bộ phận thứ năm thì trong cơ thể lại có chút không chịu nổi nữa, nhưng mà may mắn hắn đã chuẩn bị không ít đang dược khôi phục thực lực, nếu không thì cũng rất khó kiên trì xuống, mà nương theo sự dung hợp của hai người thì đống dược liệu huyền phù trên không bãi đá cũng đã dần dần giảm bớt. Thời gian cũng dần trôi qua, tính toán một chút thì cũng đã trôi qua 7 ngày, trong 7 ngày này, thân thể của ba người trên bãi đá vẫn chưa từng có chút động tĩnh gì, động tĩnh duy nhất chính là mùi hương của dược liệu từ bên trong dược đỉnh tỏa ra càng lúc càng nồng đậm hơn. Trên bình đài cách bãi đá đó không xa, một đám luyện dược đại sư nhìn tiêu viêm đã kiên trì qua 7 ngày thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn nhiều. Biểu hiện của tiêu viêm qua mấy ngày nay đã làm cho không ai dám nói lời trào phúng nữa, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như đổi là bọn họ thì tuyệt đối kiên trì không được như thế. Tên nham kiêu này, nếu như ta đoán không sai thì hắn cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Trên bình đài, đột nhiên có một gã luyện dược đại sư thở dài một tiếng, mở miệng nói, nghe thấy lời này, mọi người đều có chút nhăn mày, rồi cười khổ một tiếng. Chuyện này đối với bọn họ quả thực có chút khó làm người ta tiếp nhận được, bọn họ đã phải khổ tu nhiều năm mới có thành tựu như ngày hôm nay, nhưng hôm nay chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã trực tiếp hơn xa bọn hắn. Ánh mắt của mạch đại sư có chút kinh ngạc nhìn qua bãi đá, khuôn mặt vô cùng khó coi, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này. Dọc theo quảng trường, đường hỏa nhi dán vẻ thước tha yêu kiều, dáng người thon dài vô cùng động lòng người đang nhìn chăm chú vào trên bệ đá, bàn tay ngọc hơi nắm chặt lại. Quá trình luyện đang giờ đã đi đến giữa quãng đường, ngàn vạn lần không nên có chuyện gì xảy ra a. À. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thời gian dưới sự chờ đợi của mọi người dần trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua thêm một ngày nữa. Mà quá trình luyện đang cũng đã dần đi đến bước cuối cùng. Tất cả dược liệu vốn huyền phù trên bầu trời giờ phút này đều đã được đưa vào trong dược đỉnh hết, năng lượng thuộc tính hỏa lúc này cũng tràn đầy khắp bốn phía, làm cho không gian có chút bị đứt đoạn đi. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu bạc cũng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, tiếng long ngâm không ngừng từ bên trong đó truyền ra sau đó cùng cuộn dựng lên truyền đi khắp cả sơn cốc. Vẻ mặt của ba người Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng. Đây đã là bước cuối cùng rồi, nếu như còn không qua được thì lần luyện đan này coi như là hoàn toàn thất bại. Hai vị, việc tinh luyện dược liệu lão phu đã làm xong rồi, việc dung hợp kế tiếp còn cần nhờ hai người. Đường chấn khẽ nhìn về tiêu viêm cùng huyển đại sư, sắc mặt trịnh trọng ôm quyền nói, chuyện kế tiếp đã không còn liên quan đến hắn nữa, lần luyện đan này có thể thành công hay không thì phải xem vào tiêu viêm cùng huyển đại sư. Nghe vậy, tiêu viêm cùng huyển đại sư đều cắn răng gật đầu rồi tiếp tục ngưng tụ tâm thần. Bên trong dược đỉnh có tám cổ ngọn lửa màu xanh biếc, bên trong đó có những điểm sáng đang lơ lửng từng mùi hương thuốc nồng đậm không ngừng từ bên trong tảng phát ra, đây chính là tám chất lỏng có được sau khi dung hợp đống dược liệu kia. Mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này chính là đem tám giọt chất lỏng đã trải qua gần 9 ngày luyện kia dung hợp lại cùng một chỗ. Còn nếu như hắn dung hợp thất bại thì lần luyện đan này cũng coi như là thất bại, đến lúc đó thì chỉ sợ thiên hỏa tam huyền biến cũng không thể nào nghĩ tới nữa. Nghĩ đến đây, tiêu viêm đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Lúc này, chỉ có thể thành công, chứ không được thất bại. Tâm thần tiêu viêm tập trung vào 8 điểm sáng đang trôi nổi bên trong ngọn lửa màu xanh biếc. Trong điểm sáng hiện lộ ra một ít hoặc là chất lỏng hoặc là bột phấn. Đây đúng là những dịch thể mà tiêu viêm có được sau 9 ngày dung hợp các dược liệu tinh thuần. Mỗi dịch thể này cơ hồ đều hội tụ gần hơn 20 dược liệu mới ngưng tụ thành được. Vù, thở dài một hơi, tiêu viêm nhìn huyển đại sư một cái, chợt hai người đồng thời nhắm mắt, lực lượng linh hồn vào giờ khắc này cũng bùng phát dữ dội tiến vào bên trong đỉnh cảm thụ được cử động hai người nét ngưng trọng trên mặt đường chấn cũng ngày càng nồng đậm hơn luyện đang có thành hay không chính là chờ sự biểu hiện kế tiếp của huyễn đại sư cùng tiêu viêm lực lượng linh hồn của tiêu viêm mãnh liệt xông vào bên trong ngọn lửa xanh biếc tâm thần vừa động thì hai giọt chất lỏng có chút sặc sỡ liền nhất thời lại gần tiếp xúc nhau khi hai giọt chất lỏng này vừa tiếp xúc thì bên ngoài cũng nổi lên từng gợn sóng đây chính là do sự kháng cự do hai dược liệu sinh ra khi tiếp xúc lẫn nhau. Mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này là phải tìm điểm thăng bằng giữa hai giọt chất lỏng thì mới có thể làm cho chúng nó dung hợp một cách hoàn mỹ. Việc dung hợp này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với sự tinh chuẩn của lực lượng linh hồn, nếu như có chút sai lầm thì sẽ làm cho việc dung hợp thất bại. Lực lượng linh hồn hóa thành vô số sợi to che kín mỗi tất không gian chung quanh hai giọt chất lỏng để tiêu viêm có thể nhận biết rõ bất kỳ biến hóa nào bên trong đó. Bước dung hợp này cực kỳ khó giải quyết, may mà kinh nghiệm của tiêu viêm phong phú, cộng thêm lực lượng linh hồn vô cùng cường đại cho nên sau khi lực lượng linh hồn của hắn duy trì một áp lực ổn định lên sự dằn co của hai giọt chất lỏng thì hai giọt chất lỏng này cũng đã bắt đầu dung hợp lại. Tuy tốc độ này có chút chậm, nhưng hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn, thời gian lặng yên trôi nhanh qua, ước chừng ba canh giờ sau thì hai giọt chất lỏng sặc sỡ đã rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại một chỗ hóa thành một giọt chất lỏng sền sệt huyền lệ nhẹ nhàng phiêu phù bên trong ngọn lửa màu xanh thấy việc dung hợp thành công tiêu viêm cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi tâm thần vừa động thì lại có một điểm sáng bên trong có một vật thể dạng bột mày đen bay lên sau đó chậm rãi tiếp xúc với cái chất lỏng sền sệt huyền lệ kia dung hợp tinh hoa của dược liệu là một chuyện cực kỳ tốn thời gian trong lúc làm không thể có chút vội vàng nếu không chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ làm cho dung hợp thất bại hơn nữa còn làm cho đống dược liệu quý hiếm trở thành phế vật. Nhưng mà, may mắn cho đến giờ phút này thì tiêu viêm vẫn tiến hành thuận buồm xuôi gió. Mà chuyện này cũng là do hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết lần luyện đan này có thành công hay không sẽ quyết định rất lớn đến việc hắn có được thiên hỏa tam huyền biến. Theo thời gian trôi qua, trong cái ngọn lửa màu xanh đó, tám cái điểm sáng nhỏ đó dần, dần dần dưới sự khống chế của tiêu viêm mà thông thả dung hợp lại. Trên bệ đá, đường chấn vẫn chăm chú nhìn vào bên trong dược đỉnh, nhất cử nhất động bên trong cũng nhanh chóng được phản hồi về, nham kiêu này quả nhiên không phải người thường. Không chỉ có thể bảo trì tốc độ dung hợp mà quá trình diễn ra cũng không có chút sai lầm, hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn cũng vô cùng lớn mạnh, so với huyễn đại sư đã đạt đến thất phẩm kia mạnh hơn không ít, lấy năng lực của đường chấn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lực lượng linh hồn của tiêu viêm mạnh hơn rất nhiều so với đường chấn, trong lòng nghĩ như vậy, đường chấn chuyển mắt nhìn sang huyễn đại sư bên kia. Chỉ thấy người này giờ đây sắc mặt có chút tái nhợt, thấy vậy lòng của Đường Chấn hơi trầm xuống, xem ra trong 9 ngày dung hợp dược liệu dưới áp lực của Cửu Long Lôi cương hỏa đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều, nhưng mà lo lắng cũng là lo lắng, Đường Chấn lúc này cũng không có biện pháp thay đổi, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hai người này có thể kiên trì đến cuối cùng mà thôi. Những biến hóa trên thềm đá thì mọi người xung quanh đều biết rất rõ. Giờ phút này thì Đường Chấn đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn hiện tại là phải xem năng lực của tiêu viêm cùng với huyễn đại sư nếu như bọn họ có thể thuận lợi dung hợp các phần tinh hoa dược liệu kia hoàng mỹ thì xác suất lần luyện đan này sẽ không thấp nhưng nếu như trong hai người này mà có xuất hiện sai lầm gì thì chỉ sợ lần luyện đan này sẽ có kết cục thất bại không biết nham kiêu kia có thể kiên trì đến cuối cùng hay không đã qua chín ngày rồi hẳn lực lượng linh hồn của hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều một tên luyện dược đại sư vuốt chòm râu khẽ nói đã kiên trì tới bước này rồi nếu như còn xảy ra điều gì thì cũng thật đáng tiếc, một gã luyện dược đại sư khác nói. Mọi người nghe thấy như vậy cũng đồng cảm gật đầu, Nham Kiêu vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, mà huyễn phong, lực lượng linh hồn của hắn đã bắt đầu yếu bớt đi. Một lão giả đột nhiên bước về phía trước, nhìn về bãi đá thở dài một tiếng, nói, nghe thấy lời của hắn, chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Biểu tình trên khuôn mặt của mọi người cũng trì trệ hẳn đi, nói như vậy thì chẳng lẽ tên nham kiêu này so với huyễn đại sư còn muốn mạnh hơn trong lòng hiện lên cái ý nghĩ vớ vẩn này nhất thời mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải bởi vì vị lão giả vừa nói chính là tên trưởng lão khách khanh còn lại của đan tháp nhãn lực cấp bậc của người này so với bọn hắn còn mạnh hơn không ít cho nên bọn họ cũng không dám mở miệng nghi ngờ chẳng qua trong lòng vẫn âm thầm nói hiển nhiên cũng không tin lời của lão lắm đối với tâm tính của những người này thì lão giả cũng lười để ý tới trong mắt cũng xuất hiện chút lo lắng. Ngay cảm giác của hắn thì lực lượng linh hồn của Huyễn Phong đã dần dần trở nên suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả không ổn a. À. ai, hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì. Luyện chế đang dược thất phẩm cao cấp đối với Huyễn Phong quả thật cũng có chút miễn cưỡng, thời gian dung hợp dần trôi qua, mà việc dung hợp tinh hoa dược liệu của tiêu viêm cùng Huyễn Đại Sư đã dần đi vào kết thúc ngay dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì năng lượng thiên địa trên bãi đá cũng dần trở nên cuồng bạo hơn mà ẩn chứa bên trong cổ năng lượng cuồng bạo đó còn có một mùi thuốc vô cùng nồng đậm lặng yên tràn ra làm cho người ngửi thấy vô cùng sảng khoái nhận thấy biến hóa ở trên bãi đá từ đường chấn cho đến mọi người đều rung lên phải chăng hai người đã dung hợp xong dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì mặt của tiêu viêm vẫn chưa đổi sắc tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng trải qua một thời gian dài dung hợp như vậy sắc mặt của hắn cũng đã nhợt nhạt đi nhưng cũng không có gì quá trở ngại nhưng so sánh với hắn thì tình thế của huyễn đại sư lại xấu hơn rất nhiều khuôn mặt của hắn đã tái nhợt vô cùng thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng chưa từng có ý nghĩ buông tha cho dung hợp trên bãi đã khi mà mùi thuốc càng lúc càng nồng đấm hơn thì tiêu viêm cùng huyễn đại sư gần như là cùng mở mắt ra trong miệng khẽ quát một tiếng thủ ấn trong tay cũng liền biến đổi theo sự biến đổi thủ ấn của hai người thì lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh cũng tăng theo, rồi đem tất cả tinh hoa dược liệu đã dung hợp bên trong dung hợp lại cùng một chỗ. Vèo, ngay khoảng khắc dung hợp đó thì hai đạo ánh sáng một hồng một xanh cũng mạnh mẽ bạo xuất bên trong dược đỉnh, giống như là cột sáng vậy, tỏa ra ngoài hơn trăm thước. Mà ngay khi hai đạo ánh sáng đó xuất hiện thì hai cổ mùi thuốc nồng đạm cũng tản phát ra khắp nơi, dường như mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, dung hợp thành công, dọc theo quảng trường, tâm tình của đường hỏa nhi giờ khắc này cũng có chút buông lỏng xuống trên khuôn mặt xinh đẹp cũng xuất hiện nụ cười động lòng người trên thềm đá đường chấn giờ khắc này cũng đứng dậy khuôn mặt có nét cười khó có thể che giấu may mà hắn cũng không phải là người lỗ mãn hắn biết hiện tại quá trình dung hợp còn chưa thành công lập tức ôm quyền nhìn hai người tiêu viêm nói hai vị dược liệu đều đã dung hợp kế tiếp chính là bước quan trọng nhất thành đan tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt có chút nhìn thoáng qua huyễn đại sư sau khi nhìn thấy sắc mặt của Huyễn Phong, tiêu viêm không khỏi ngẩn ra, có chút chần chờ nói, Huyễn Đại Sư, ngươi còn có thể tiếp tục chứ? Nghe thấy lời tiêu viêm nói, Huyễn Phong vội vàng chấn tĩnh tinh thần, khoát tay áo, cười nói, yên tâm đi. Tuy nói lời như thế, nhưng biểu hiện của sắc mặt làm cho người khác không mấy tin tưởng lắm, nhưng nếu như hắn đã nói như vậy thì tiêu viêm cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như không phải tiêu viêm có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể thì chỉ sợ giờ phút này hắn cũng sẽ giống như huyển phong thôi. Đường chấn cũng cảm giác được trạng thái huyển phong có chút không tốt, nhưng giờ khắc này làm gì có thời gian quan tâm đến thứ khác, cũng chỉ đành cắn răng một cái, nói, hai vị, mời động thủ đi, nếu như để cho dược liệu sau khi dung hợp lâu quá thì sẽ ảnh hưởng đến xác suất luyện đang dược thành công. Tiêu viêm cùng huyển đại sư đều gật đầu rồi hít sâu một hơi, thủ ấn cũng cấp tốc biến đổi. Chỉ thấy hai cột ánh sáng màu hồng và xanh bên trong dược đỉnh đột nhiên sáng rõ lên, rồi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai cột ánh sáng này mạnh mẽ chạm vào nhau bên trong dược đỉnh, thình thịch. Ngay khi hai dọc chất lỏng đã dung hợp gần trên trăm dược liệu quý hiếm đó va và chạm vào nhau thì một tiếng nổ trầm thấp bổng vang lên, rồi một cổ năng lượng vô cùng dị thường cũng tự bùng phát ra mạnh mẽ chạm vào vách tường của dược đỉnh, phát ra âm thanh loãng xoảng vô cùng thanh thúy dường như bên trong hai giọt chất lỏng đó còn có sự trà trộn của lực lượng linh hồn nên ngay thời khắc va chạm làm cho tiêu viêm kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hơi rung lên phục tuy tiêu viêm có thể ngạnh kháng chấn động năng lượng này nhưng huyễn đại sư lúc này đã là dương cung hết nỏ giống như là lạc đà sau khi chở đồ nặng quá thì không thể chở đồ thêm nữa trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt trắng bệch nhìn thấy huyễn đại sư bỗng nhiên há miệng phun máu ra toàn trường đều yên tĩnh lại mà đường chấn cùng với đường hỏa nhi vừa rồi còn tươi cười thì cũng chậm rãi thu lại. ai cũng biết vào thời điểm này mà luyện dược sư lại có vấn đề thì sẽ cho ra loại kết quả nào? vẫn bị thất bại sao? đường chấn thì thào tự nói, khuôn mặt cũng bỗng già đi rất nhiều. mà ở bên ngoài quảng trường, khuôn mặt tươi cười của đường hỏa nhi cũng đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt có ẩn chứa sự bi thương. chẳng lẽ mệnh của nàng đến đây đã tuyệt sao? tiêu viêm lặng lẽ nhìn sang huyễn đại sư nhưng chỉ sau nháy mắt đã hồi phục tinh thần lại, rồi đột nhiên nhìn sang dược đỉnh. Nếu như lần luyện chế này thất bại thì hắn cũng đừng hòng nghĩ đến thiên hỏa tam huyền biến, chẳng lẽ lại phải chịu thất bại ngay tại thời khắc cuối cùng này sao? Nghĩ đến đây, nhất thời trong mắt tiêu viêm hiện ra thần sắc không cam lòng, toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo vẻ tiếc nuối nhìn về huyển đại sư đang hôn mê ngã dưới đất. Kiên trì hơn 10 ngày, chẳng ai ngờ lại thất bại ở thời khắc này cả, bên trong dược đỉnh, hai cột sáng màu hồng và xanh vẫn không ngừng phát sáng, mùi thuốc nồng đậm hầu như tràn ngập khắp quảng trường. Nhưng giờ phút này, không ai có thể tiếp tục cái tâm tình vui vẻ như ban nãy nữa, một đám đều trầm trọng ở trong lòng. Ánh mắt đường chấn như dại ra nhìn vào dược đỉnh, mọi người thấy hình dáng hắn như thế đều có chút không đành lòng. Bá chủ một phương mà lại có hình dáng ảo nề như thế, thật làm cho người khác phải chua xót. mà đường hỏa nhi ở bên cạnh quảng trường giờ đây khuôn mặt đẹp đã trắng bệt ra, một lát sau lại cười thảm, thân thể mềm mại lại có hơi chút lão đảo, mấy tên đệ tử phần viêm cốc ở phía sau thấy vậy vội vàng đi lên đón lấy, khắp quảng trường đều không có tiếng động nào, không khí vô cùng trầm trọng, áp lực trong không khí nặng nề vô cùng, không ai dám mở miệng nói chuyện vào lúc này cả, bầu không khí yên tĩnh đầy áp lực kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc có một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, phá vỡ áp lực trầm trọng trong quảng trường, đường cốc chủ, có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không? Nghe thấy lời này, mặc dù đường chấn đang ảo não bên trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn tiêu viêm. Khuôn mặt hơi run lên, miệng run rẩy một chút rồi mang theo chút ít hy vọng nói, nham kiêu tiểu hữu, ngươi có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan này, tiêu viêm chậm rãi lắc đầu. Đường chấn cũng quá đề cao hắn, thất phẩm đang dược cao cấp, cho dù lấy trình độ hắn hiện tại thì việc luyện chế thành công cũng cực kỳ thấp, nhưng cho dù thế nào thì so với việc ngồi không cũng tốt hơn nhiều. Tiếp tục luyện chế thì có lẽ còn có cơ hội, nếu cứ như vậy mà buông tha thì đó chính là thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng đường chấn. Trong đôi mắt của người này không hề có sự buông tha của tuổi trẻ, lịch lãm mấy năm nay đã làm cho tính cách Tiêu Viêm vô cùng cứng cỏi. Hai chữ buông tha này từ trước tới giờ hắn rất ít khi nói lên, con đường tu luyện hai mươi mấy năm, nếu như hắn có từng nói lời buông tha thì chỉ sợ hiện tại hắn chưa từng thoát khỏi cái thân phận phế vật Tiêu gia càng không nói đến việc đạt được trình độ như ngày hôm nay cảm thụ được ánh mắt sáng quắc của tiêu viêm đường chấn hơi có chút chấn động ánh mắt của hắn hơi có nhìn về luồng ánh sáng xanh hồng đang hiện ra trong dược đỉnh chần chờ một lát rồi cắn răng một cái trầm giọng nói nếu như nham kiêu tiểu hữu đã nói như vậy thì mời ra tay đi cho dù có thất bại thì cũng không trách ngươi được nhìn thấy đường chấn ưng thuận tiêu viêm nở nụ cười khẽ gật đầu thỉnh đường cốc chủ giúp ta hộ pháp đừng cho người nào quấy rầy ta cả ta sẽ toàn lực thử sức một lần còn về việc thành công hay không thì phải xem ý trời rồi tiêu viêm trịnh trọng nói một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại thủ ấn đột nhiên biến đổi lực lượng linh hồn từ vị trí ni tâm vào giờ khắc này không hề được giữ lại nữa mà là thổi ngang ra chợt giống như một làn sóng lớn tràn vào bên trong dược đỉnh nhìn thấy tiêu viêm bắt đầu động thủ thân thể đường chấn cũng đứng thẳng dậy vẻ ảo nề trên khuôn mặt cũng dần mất đi Thân thể dần dần huyền phù lên không, ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, không người nào được vào phạm vi trăm bước chung quanh bãi đá." Cảm nhận được giọng nói sắc bén của Đường Chấn, mấy đệ tử phần viêm cốc xung quanh chợt trùng mình, vội vàng ôm quyền rồi chỉnh tề lui về phía sau, hơn nữa còn không hề có chút tiếng vang nào. Trên bình đài, một đám luyện dược đại sư cũng vì cảnh này mà sững sờ. Sau khi hiểu được thì miệng cũng mở rộng ra, Tên nham kiêu kia lại muốn một mình hắn luyện chế hỏa bồ đan. Tuy nói chỉ còn có một bước cuối cùng là làm cho đan thành, nhưng một bước này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được a. À, phải biết rằng luyện chế thất phẩm đang được cao cấp, cho dù là ở trong đan tháp thì người có thể luyện chế được cũng vô cùng thưa thớt. Mặc dù tất cả mọi người vô cùng khó tin, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt sắc bén của đường chấn thì cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ đành đem sự hoài nghi đó ẩn sâu vào bên trong lòng. Bên trong bãi đá sự ngưng trọng của tiêu viêm ngày càng nồng hơn, hiện giờ thì hầu như lực lượng linh hồn của hắn đã nắm lấy mỗi một tất bên trong dược đỉnh, mà cũng chính vì thế mà hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của thất phẩm đang dược cao cấp, dược lực ẩn chứa bên trong đã đạt đến một cái mức vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức có thể làm cho năng lượng thiên địa cũng phải dập dần bồng bình, nếu như không phải có sơn dông đỉnh này thì chỉ sợ năng lượng, thiên địa bên ngoài giờ này đã hỗn loạn cả lên lực lượng linh hồn của tiêu viêm giờ phút này đã vây kín mít hai cột sáng xanh hồng kia, rồi phân hóa thành vô số sợi tơ năng lượng, chậm rãi dung nhập vào bên trong hai luồng hào quang đó. Lực lượng linh hồn vừa mới xâm nhập vào bên trong hai luồng hào quang thì thân thể của tiêu viêm liền chấn động mạnh. Hai giọt chất lỏng sền sệt huyển lệ ở bên trong tuy có thể tích rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa dược lực của hơn trăm loại dược thảo quý hiếm, hiện giờ những dược thảo này lại hoàn toàn bị dung hợp cùng một chỗ. Điều này đủ để thấy trong hai giọt chất lỏng sền sệt huyển lệ này có ẩn chứa dược lực nồng đậm đến mức nào. Hơn nữa, có lẽ vì nguyên nhân hai giọt chất lỏng sền sệt này tiếp xúc với nhau mà dược lực bên trong chúng nó cũng vô cùng cuồng bạo. Điều này làm cho việc dung hợp diễn ra vô cùng khó khăn. Hơn nữa dược lực không những cuồng bạo mà còn mang theo sự bài xích lẫn nhau, muốn đem đối phương tách ra khỏi mình. Tiêu viêm yên tĩnh quan sát trong chốc lát. Hiện tại, dược lực ẩn chứa bên trong hai giọt chất lỏng chưa ngừng tán phát ra, mà ngược lại ngày càng tán phát mãnh liệt hơn, thậm chí khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng cách xa ra. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói đến việc dung hợp, mà ngay cả việc khiến cho chúng nó tiếp xúc với nhau cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tình huống khó giải quyết như vậy cũng coi như là lần đầu tiên tiêu viêm gặp phải trong suốt mấy năm luyện dược qua, cho dù là lần luyện chế đang dược ở nội viện lúc trước thì cũng không có đến mức phiền toái như vậy. Đương nhiên, Nguyên nhân của điều này cũng là do lúc trước tiêu viêm đã tiến nhập vào một trạng thái huyền diệu. Hiện tại thì không còn vận may đó nữa, chỉ còn cách hoàn toàn dựa vào bổn sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay a. À. Nhận thấy sự kháng sự của hai dọc chất lỏng ngày càng mãnh liệt hơn, tiêu viêm thở dài một tiếng, rồi tâm thần liền động, chỉ thấy lực lượng linh hồn đang tràn ngập khắp đỉnh nhất thời hội tụ lại, sau đó điên cuồng tạo nên áp suất mạnh mẽ đối với hai dọc chất lỏng. Khởi âm thanh trầm thấp vang lên bên trong dược đỉnh dưới áp lực hết sức của lực lượng linh hồn tiêu viêm, hai giọt chất lỏng xanh hồng vừa mới muốn tách ra lại bị trực tiếp ép mạnh tiếp xúc vào, nhưng chúng nó cũng chưa vì vậy mà bình tĩnh, ngược lại chỉ sau nháy mắt đã ngày càng hung bạo hơn. Một cổ năng lượng vô cùng hung mãnh tự động từ bên trong hai giọt chất lỏng khuếch tán ra, mà mỗi khi cổ năng lượng này chạm vào lực lượng linh hồn bao lấy chung quanh lại làm cho thân thể tiêu viêm hơi rung lên nhẹ nhẹ. Luyện đa nhiều năm như vậy, ta cũng không tin hôm nay không giải quyết được hai vật nhỏ như các ngươi. Tiêu viêm dường như cũng vì luồng năng lượng cùng bạo trong hai giọt chất lỏng này làm điên lên. Trong lòng trấn định, lực lượng linh hồn bàn bạc bên trong dược đỉnh nhất thời ngưng tụ thành hình dạng một cơn lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn đánh đến. Ngay khi lực lượng linh hồn hóa thành lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng lên, mà ở dưới áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng rốt cuộc cũng chậm rãi tiếp xúc, sau đó mạnh mẽ dính với nhau hai giọt chất lỏng vừa mới dính với nhau thì tâm thần tiêu viêm liền động, áp lực bạo tăng kia nhất thời cũng giảm thấp, mà ngay dây khắc này, một ngọn lửa xanh biếc cũng vô hình hiện lên, bao quanh lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng kia. Từ lúc áp lực từ từ giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa xanh biếc kia tiêu viêm làm vô cùng hoàn mỹ, nếu như trong lúc này mà có bất kỳ sai lầm nào sẽ gây nên thương tổn đối với dược lựa, qua đó làm giảm tỷ lệ đang thành. Nhưng mà, Việc đem hai giọt chất lỏng dính lại với nhau vừa rồi cũng đã tạo nên sự tiêu hao vô cùng lớn cho lực lượng linh hồn của tiêu viêm, nhưng hiện tại không phải là thời điểm lo lắng chuyện này. Lực lượng linh hồn tiêu viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng xanh hồng, sau đó đem mỗi biến hóa rất nhỏ trong đó vào trong tâm mình, sau đó lại thật cẩn thận thao túng áp lực cùng độ lửa. Bên ngoài bãi đá hoàn toàn yên tĩnh, đường chấn nhìn thân thể tiêu viêm không ngừng rung rẩy lên thì cũng giật thoát lên đặc biệt khi thấy sắc mặt của tiêu viêm càng ngày càng tái nhợt thì cho dù với định lực trấn tĩnh của đường chấn cũng không nhịn được mà tim đập nhanh hơn nhưng mà cũng may thân thể của tiêu viêm run rẩy chưa được bao lâu thì dần dần cũng vững vàng lại đúng lúc này đường chấn cũng nhận ra bên trong dược đỉnh đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc ánh mắt nhìn lại thì liền nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc bên trong đó đã chậm rãi cuốn lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng trong lúc mơ hồ hai giọt chất lỏng lại có xu thế dung hợp với nhau một màn này đường chấn cũng không có xa lạ gì hắn biết đây là điềm báo đang thành lập tức trong lòng đập nhanh hơn khuôn mặt của hắn cũng không nhịn được mà có chút kích động hắn thật không nghĩ tới tiêu viêm có thể bằng vào lực lượng bản thân mà hoàn thành một bước cuối cùng này chuyện này đường chấn từ bên ngoài nhìn thì có vẻ là chuyện dễ dàng nhưng đối với tiêu viêm thì lại phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết nếu như không phải lực lượng linh hồn của hắn hơn xa luyện dược sư đồng cấp thì tất nhiên không có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn này hơn nữa ngay lúc này thì cũng làm cho hắn phát hiện lực lượng linh hồn của mình đã có dấu hiệu suy yếu đi trong lòng hít sâu một hơi tiêu viêm mạnh mẽ đè cái cảm giác lực lượng linh hồn đang suy yếu kia đi ngưng thần khống chế áp lực của linh hồn của độ lửa mà dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng áp lực linh hồn thì hai giọt chất lỏng xanh hồng kia cũng dần trở nên hòa tan với nhau sự yên tĩnh trong quảng trường kéo dài khoảng một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, nơi này vô cùng tĩnh mịch, không hề có chút tiếng động vang lên, nhưng trong thời gian đó cũng không có người rời đi. Ánh mắt của mọi người giờ đây đều nhìn lên trên bãi đá, mỗi người ở đây giờ phút này cũng đều muốn biết vị thanh niên cực kỳ trẻ tuổi kia có thể hay không hoàn thành bước cuối cùng này. Một luồng ánh sáng mặt trời lặng yên từ trong bầu trời đêm tỏa ra, phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc mà ở ngay lúc luồng ánh sáng đó xuất hiện thì năng lượng thiên địa trong phần viêm cốc khổng lồ đột nhiên mạnh mẽ nổi sóng khởi dậy. Trên bệ đá, đường chấn vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có sự mừng rỡ như đi nhìn lên trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy, từ bên trong dược đỉnh đột nhiên có một mùi đan hương phiêu tán ra, ầm ầm. Ngay khi đường chấn mở hai mắt ra thì đột nhiên ở phía đường chân trời xuất hiện một đám mây đen không hề có dự báo trước, mà ở bên trong mây đen lại ẩn chứa sấm sét ầm ầm, lôi điện khắp nơi làm cho người ta phải sợ hãi đang đang lôi hắn thật sự thành công ư làm sao có thể nhìn thấy đám mây đen ở cuối đường chân trời thân thể của mấy vị luyện dược đại sư kia nhất thời cứng ngắc lại một âm thanh khó tin thì thào từ trong miệng chậm rãi truyền ra mà đường hỏa nhi ở bên cạnh quảng trường cũng ngẩn khuôn mặt xinh đẹp nhìn mây đen ở trên bầu trời thân thể mềm mại của nàng lúc này cũng khó kiềm chế sự rung động mà run rẩy cả lên thành công một đám mây đen thật dày ngưng tụ trên bầu trời sơn cốc những tia nắng sớm mới xuất hiện ở chân trời trực tiếp bị che mất đi trong lúc nhất thời sơn cốc lại tối đen lại chỉ có những tia sấm sét trong mây đen chiếu sáng dưới sơn cốc mà ngay khi đám mây đen trên bầu trời ngày càng ngưng tụ lại thì đan hương cũng đã vô cùng nồng đậm nồng đậm tới mức ngay cả năng lượng thiên địa chung quanh đài cũng bị cổ đan hương này làm rung động bên trong dược đỉnh ngọn lửa xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt mà ngay trên không của ngọn lửa đó một quả đang dược màu xanh hồng trộn lẫn đang xoay tròn rất nhanh, đồng thời cũng có một cổ năng lượng kinh người không ngừng từ trong đó khuếch tán ra. Lùng năng lượng này khi va chạm vào vách tường dược đỉnh thì phát ra tiếng len ken như đao kiếm giao nhau. Tiêu viêm nhìn đang dược bên trong dược đỉnh, trên khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi tươi cười lên, mí mắt chậm rãi cục xuống, một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn tràn ra làm cho hắn có chút buồn ngủ. Lần luyện đan thành này đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nếu như không phải trong lòng có một cổ nghị lực chống đỡ thì chỉ sợ khó có thể thành công. Lôi đình cắt qua mây đen chiếu lên trên khuôn mặt tiêu viêm, làm cho vẻ mệt mỏi của hắn hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn trạng thái này của hắn, ai ai cũng biết hắn đã triệt để dốc toàn lực ra rồi, nham kiêu tiểu hữu, đại ân không thể nào cảm tạ hết được. Đang lôi này cứ để lão phu là được, ngươi nghỉ ngơi đi, nhìn thấy trạng thái suy yếu của tiêu viêm, đường chấn cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại từ trong kích động, vội vàng ôm quyền nói, dứt lời, đừng chấn liền muốn bay lên không đấu với đang lôi một trận thì lại đột nhiên nghe được tiếng thở dốc của tiêu viêm vang lên, đường cốc chủ, đang lôi này giao cho ta đi, đường chấn ngẩn ra, chợt vội vàng nói, nham kiêu tiểu hữu, yên tâm đi. Đang lôi này không làm gì được lão phu, trạng thái ngươi bây giờ làm sao có thể tiếp được đang lôi này, ta đương nhiên biết ngươi có thể tiếp đang lôi này, nhưng ta còn muốn địa yêu khôi mượn đang lôi này để rèn luyện thân thể a. À? tiêu viêm đảo cặp mắt trắng lên trong lòng thầm nhủ một tiếng chợt hắn vung bàn tay lên địa yêu khôi màu bạc liền xuất hiện hắn nhìn đường chấn một chút khẽ cười nói đường cốc chủ đang lôi này đối với ta còn có tác dụng cho nên xin đừng đoạt lấy cơ hội này đi lần trước sau khi địa yêu khôi trải qua sự tẩy rửa của đang lôi thì thực lực đã tăng lên rất nhiều nếu như lần này còn có thể tăng lên thì chỉ sợ uy lực sẽ cường đại hơn thứ này chính là sát thủ kim bài của tiêu viêm nếu có thể làm cho thực lực nó tăng lên thì quá tốt nhìn thấy địa yêu khôi đột nhiên xuất hiện đường chấn ngẩn ra trong mắt có chút kinh ngạc thất thanh nói khôi lỗi lấy nhãn lực của đường chấn tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhận thấy bản chất của con địa yêu khôi này thấy tiêu viêm làm như không có gì đường chấn nhìn qua một chút rồi lại nhìn lên đám mây đen ngày càng nồng nặc trên bầu trời gật đầu nếu như nham kiêu tiểu hữu đã cố ý như thế thì cứ để khôi lỗi lên đi nếu như tình huống không ổn thì cứ nói một tiếng là được mặc dù không biết vì sao tiêu viêm đối với khôi lỗi của mình có niềm tin như vậy nhưng đang lôi là do tiêu viêm gọi ra hắn cũng không thể nói gì hơn hơn nữa tiêu viêm còn giúp hắn luyện chế hỏa bộ đang thành công đã là cho hắn một cái ân huệ hết sức to lớn rồi hắn tự nhiên sẽ không nói thêm điều gì tiêu viêm mỉm cười gật đầu ánh mắt nhìn lên bầu trời hơi yếu ớt đưa bàn tay lên nhẹ giọng nói đi Mệnh lệnh vừa phát ra thì bàn chân địa yêu khôi đạp mạnh trên mặt đất, thân hình nhanh như tia chớp bay lên trên bầu trời, mà cách hơn 10 trượng trên đỉnh đầu của nó chính là vị trí mây đen tụ tập nồng đậm nhất. Nhìn thấy địa yêu khôi có thể bay lên nhẹ nhàng như cường giả đấu tông, vẻ kinh ngạc trong mắt đường chấn ngày càng nhiều hơn, không khỏi tán thưởng trong lòng một tiếng. Hắn phát hiện là giờ đây chính hắn cũng không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này, không chỉ trên người có mang dị hỏa, lại có thuật luyện đang vô cùng cao, Hiện giờ lại có thể lấy ra một cái khôi lỗi có thực lực ngang đấu tông, tất cả đã làm cho thân phận Tiêu Viêm trở nên thần bí rất nhiều, mà biến cố ở trên thềm đá thì tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Đặc biệt khi thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra một bóng người màu bạc bay lên trên không trung thì đều sửng sốt, bởi vì khôi lỗi không hề có hơi thở, vì thế một số người có cảm giác hơi nhạy cảm đã nhận ra được lai lịch của nó, lại là khôi lỗi ư? Chẳng lẽ nham kiêu này muốn dùng khôi lỗi kháng trụ đang lôi sao? đang lôi do đang dược thất phẩm cao cấp tạo thành cũng không phải là trò đùa A, à. nếu như là cường giả ngũ tinh đấu tông thì sẽ miễn cưỡng tiếp được, hôi lỗi kia tiếp được không? Đối với hành động của tiêu viêm thì mỗi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, nhưng vì những biểu hiện lúc trước của tiêu viêm quá kinh người cho nên cũng không có ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết tuy người thanh niên này còn trẻ hơn họ rất nhiều, nhưng trình độ luyện đang thì đã xa hơn bọn họ việc này mặc dù đối với các luyện dược đại sư này có chút tàn khốc nhưng dù sao cũng là sự thật mặc dù có chút khó tiếp nhận thì cũng không thể trốn tránh được mà nếu như đã không trốn được thì chỉ còn cách mạnh mẽ đón lấy thôi đương nhiên những người có ý nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ mà các đệ tử phần viêm cốc chung quanh quảng trường cũng đều không hiểu hành động của tiêu viêm là có ý gì nếu như tiêu viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đang lôi này thì có lẽ bọn họ còn tin tưởng được phần nào nhưng tiêu viêm hiện giờ đã như là cung dương hết cỡ đừng nói là tiếp đón đang lôi chỉ sợ một tên đệ tử phần viêm cốc đi lên cũng có thể đánh bại được phụ thân đang nghĩ gì vậy mặc dù đón đang lôi là khôi lỗi kia nhưng rõ ràng nó cùng với nham kiêu cũng có liên hệ nếu như khôi lỗi bị đang lôi hủy đi thì chắc chắn hắn sẽ bị thương lấy tình trạng hắn hiện giờ thì chỉ sợ khó có thể đón nhận được đừng hỏa nhi cao mày lại nhìn đạo thân ảnh màu bạc trê bầu trời không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói Đối với những ánh mắt nghi ngờ chung quanh quảng trường thì tiêu viêm cũng không có để ý tới. Chính xác thì hắn không có thời gian để để ý vì mây đen trên trời đã ngưng tụ nhiều lắm rồi. Bên trong cũng đã vang vọng ra tiếng sấm trầm thấp mà vang dội, ầm ầm không ngừng vang lên. Không biết sau khi hấp thu đan lôi này, địa yêu khôi có thăng cấp lên không? Tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm, địa yêu khôi được chia làm ba cấp thiên, địa, nhân. Lúc mới luyện chế ra thì chỉ là cấp nhân cấp thấp nhất mà thôi, nhưng sau khi trải qua lần đang lôi luyện thể thì đã nhảy vọt vào địa cấp, tuy chỉ là địa yêu khôi nhưng nó đã có thể cùng cường giả ngủ, lục tinh đấu tông chống lại. Nếu như là cấp thiên yêu khôi cao nhất, chỉ sợ cũng có thể đánh một trận với đấu tôn, khôi lỗi có thực lực đấu tôn. Vừa nghĩ đến đây thì tiêu viêm không khỏi nóng lòng lên, nhưng lúc sau thì lại tỉnh táo lại. Muốn đạt đến thiên cấp nào có thể dễ dàng như vậy, việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm. ầm um, ngay khi tiêu viêm còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ thấy một đạo lôi kình khổng lồ như con cự mãn màu bạc xé toạc mây đen, sau đó nhanh chóng lướt tới cái dược đỉnh bên trên bãi đá. Ngay khi lôi kình phóng xuống thì địa yêu khôi đang huyền phù trên đầu tiêu viêm cũng nhanh chóng lướt xuống, sau đó hiện ra trên bãi đá. Song trưởng của địa yêu khôi mở ra, để cho đạo lôi kình màu bạc kia trực tiếp đánh lên trên thân thể của mình, thình thịch lôi kình vừa chạm vào thân thể của địa yêu khôi thì một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên làm cho trái tim của những người ở đây không khỏi nhảy lên. Thân hình của địa yêu khôi trực tiếp bị đạo lôi kình đó đánh sâu xuống đất hơn 10 mét, sau đó mới ổn định lại được. Giờ phút này, trên thân thể của hắn có vô số điện lưu màu bạc lóe lên, không ngừng ăn mòn thân thể. Nếu như đổi lại là thường nhân thì chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị da tróc thịt bong, nhưng địa yêu khôi lại không hề có chút cảm giác nào ngược lại trên trên thân thể khô héo sau khi bị điện lưu ăn mòn thì dần dần được cường hóa thêm lại có thể hấp thu năng lượng lôi kình đừng chấn nhìn địa yêu khôi kia sau khi bị lôi kình đánh trúng không những không có chuyện gì mà còn đang hấp thu năng lượng bên trong lôi kình thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ ầm um, ầm um, ầm um, một đạo lôi kình bị địa yêu khôi dễ dàng tiếp được thì mây đen ở trên bầu trời cũng càng lúc dao động mãnh liệt hơn chỉ trong nháy mắt đã có ba đạo lôi kình mạnh mẽ hơn đạo lúc trước mang theo âm thanh vang nổ dữ dội từ bên trong mây đen đánh xuống thình thịch thình thịch thình thịch đưa mắt nhìn về ba đạo lôi kình đánh xuống địa yêu khôi dưới sự khống chế của tiêu viêm không hề có chút do dự nào thân hình giống như là một vật dẫn điện vậy trực tiếp dẫn ba đạo lôi kình đó đánh lên người mình sau khi bị ba đạo lôi kình đánh vào thì thân thể của địa yêu khôi bị đánh rớt xuống thậm chí hai chân còn cắm sâu vào bên trong phiến đá cứng rắn, nhưng sau khi lôi kình tiêu tán đi thì nó lại trực tiếp bay vút lên. Cả người lúc này tản phát ra ngân quan sáng chói đứng ở ngay giữa bầu trời, trong nó lúc này giống như là một pho tượng chiến thần không bao giờ ngã xuống vậy, vô cùng uy phong, nhìn thấy địa yêu khôi khiêu khích như thế, dường như đang lôi cũng căm phẫn lên, từ bên trong mây đen không ngừng hiện ra những sợi tơ lôi kình vô cùng to lớn, sau đó giống như là một khẩu đại bác vậy không ngừng đánh lên trên người địa yêu khôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy những người chung quanh xem thấy mà có cảm giác hô hấp của mình cũng trì trệ theo còn tiêu viêm thì vẫn chăm chú nhìn lên trên vị trì mà đang lôi đánh xuống nhưng sau khi thấy địa yêu khôi không ngừng bay vút lên thì trên mặt không khỏi xuất hiện nét tươi cười cùng với sự chờ mong không biết sau khi trải qua lần đang lôi luyện thể này thì địa yêu khôi sẽ được cường hóa đến tình trạng nào đây nghĩ đến đây tiêu viêm có cảm giác tim của mình càng lúc đập càng nhanh hơn trong đám mây đen dày đặc ở cuối đường chân trời, lôi kình như những con mãng xà chợt ùng ùng kéo đến đánh xuống khiến cho cả phiến thiên địa này đều phải rung rẩy cả lên. Sơn cốc vốn đang tối đen cũng vì những sợi tơ lôi kình liên miên không ngừng này mà trở nên sáng như ban ngày, âm thanh ầm ầm vang lên khắp sơn cốc không ngớt, mà ở ngay phía dưới vị trí lôi kình trút xuống, một thân ảnh màu bạc trôi nổi trên trời đem những lôi kình đó hút vào thân thể của mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi khi có một đạo lôi kình từ phía chân trời đánh xuống thì thân ảnh màu bạc đó sẽ bị lực lượng khủng khiếp trong lôi kình đánh rơi xuống, mà tiếng nổ ầm vang lên trong khi tiếp xúc khiến cho da đầu của người nghe phải rung lên, nếu như đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ giờ đã bị cháy xém rồi. Trên bệ đá, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn đang tập trung vào địa yêu khôi đang đứng lơ lửng trên không, bởi vì có cảm ứng tương liên nên hắn có thể trong lúc mơ hồ nhận thấy thực lực của địa yêu khôi dưới sự oanh kích của lôi kình mà dần dần tăng lên địa yêu khôi không sử dụng được đấu khí nhưng nó lại có một khối thân thể vô cùng khủng bố mà khối thân thể này trong khi bị lôi kình đánh xuống thì không những không bị hủy mà còn hấp thu lực lượng lôi kình trong đó cho nên khối thân thể đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn đang lôi do đang được thất phẩm cao cấp sinh ra quả nhiên rất mạnh mặc dù lấy năng lực của địa yêu khôi cũng chỉ hơi miễn cưỡng chống đỡ được nhưng mà may mắn địa yêu khôi có năng lực hấp thu lực lượng lôi kình cho nên dần dần nó cũng thích ứng được nếu không dưới tình trạng lôi kình đánh xuống liên tục như vậy thì mặc dù nó không có cảm giác đau nhưng cũng không trụ nổi cho đến bây giờ a à. liếc nhìn đám mây đen sau khi đánh xuống lôi kình liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán tiêu viêm không nhịn được lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nhưng mà chắc cũng mau thôi hiện tại cường độ lôi kình đánh xuống đã không còn cao như lúc đầu nữa rồi khôi lỗi thật kỳ dị chỉ sợ sức chiến đấu của khôi lỗi này không kém hơn thất tinh đấu tông đâu hơn nữa nhìn bộ dáng này thì khôi lỗi còn có thể hấp thu lực lượng lôi kình để cường hóa bản thân nếu cứ tiếp tục trải qua vài lần đang lôi như vậy thì chỉ sợ sẽ có sức chiến đấu ngang với cường giả đấu tôn đi trên thềm đá đường chấn hơi kinh hãi nhìn vào địa yêu khôi sau khi bị lôi kình đánh trúng không những không tiêu hao mà còn trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn cũng phải hít sâu một hơi khôi lỗi bực này thì cho dù lấy sự lịch duyệt của hắn cũng là lần đầu tiên thấy trong nhiều năm a à nhưng mà thật sự không ngờ rằng nham kiêu này có thể chỉ dựa vào khôi lỗi mà ngăn cản được đang lôi người trẻ tuổi này đúng là không ngừng làm cho người ta kinh ngạc a à, trong lòng khẽ thở dài một tiếng đường chấn tự nhiên có thể cảm giác được đang lôi khiến cho người ta phải sợ hãi kia đã gần kết thúc rồi đương nhiên những người có ý nghĩ giống hắn thì ở chỗ này cũng không ít đối với đang lôi do đang dược thất phẩm cao cấp tạo thành thì mọi người đều hiểu rõ uy lực của nó Mỗi một khi đan dược này xuất thế thì đều phải cần đến nhiều cường giả đấu tông liên thủ bảo hộ, nhưng mà đang lôi khiến cho nhiều luyện dược đại sư phải đau đầu lúc này đã dễ dàng bị con khôi lỗi do Tiêu Viêm triệu ra dễ dàng tiếp được, điều này làm cho người khác có chút cảm giác khó tin. Nếu như truyền việc này ra thì sợ rằng một số nhân vật luyện dược tông sư cũng sẽ nhân dịp này mà động tâm. Dù sao chỉ cần có con khôi lỗi kỳ dị này thì ngày sau luyện đan cũng sẽ không cần lo lắng đến đan lôi nữa. Ngay khi mỗi người trong quảng trường có một suy nghĩ riêng thì bỗng nhiên có một tiếng sấm vang vọng thắp chân trời rồi một đạo lôi kình cỡ nửa trượng như một con ngân long vậy, vi mảnh xé trời rồi mạnh mẽ đánh lên trên thân thể của địa yêu khôi, thình thịch, cường lực va chạm lần này trực tiếp đánh địa yêu khôi văng xuống đất, làm cho đá bay khắp nơi trên quảng trường rồi tạo thành một cái hố sâu lớn cỡ chừng 10 trượng, chung quanh hố sâu này xuất hiện những cái khe vô cùng lớn rồi như những mạng nhện vậy, không ngừng lan tràn ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy làm cho phần đông đệ tử phần viêm cốc chung quanh đều chấn kinh rồi vội vàng lui về sau. Khi cả bọn nhìn vào cái hố sâu đó thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh, còn mây đen trên bầu trời sau khi đánh ra đạo lôi kình mạnh nhất thì cũng ngưng chỉ quay cuồng, sau đó dần loãng đi, từng đạo điện lưu xuyên thấu qua mây đen hóa thành những vết lống đốm, chiếu quan phần viêm cốc vừa bị đang lôi tàn phá, ánh mặt trời chiếu xuống cũng xua đi màn đêm ảm đạm trong cốc, mà bản thân những người xem lúc này cũng đã dần dần mất đi cảm giác sợ hãi trước lôi uy của đang lôi lúc nãy, nhìn thấy đang lôi tán đi, những người ở đây cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi từng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên cái hố sâu trên quảng trường kia, hai mặt nhìn nhau, đều tự đặt lên câu hỏi chẳng lẽ cái khôi lỗi này sau khi kháng trụ nhiều đạo lôi kình như vậy mà lại thất bại ở đạo cuối cùng sao, nham kiêu tiểu hữu, không sao chứ, đường chấn cũng vì đạo lôi kình cuối cùng mà có chút kinh hãi nhìn thoáng qua cái hố sâu một chút rồi nhìn sang tiêu viêm, vội vàng hỏi. Sắc mặt tiêu viêm vẫn trắng như tờ giấy lúc trước, hắn vung tay áo lên rồi cười, tiếng cười có vẻ hơi kiệt sức, đường cốc chủ, yên tâm, tiếng nói vừa dứt thì thủ ấn trong tay cũng biến đổi. Rồi chợt có một đạo âm thanh trầm thấp từ dưới hố sâu vang lên, sau đó có một thân ảnh màu bạc từ bên dưới bay lên, đứng vững trên thềm đá, ánh mắt tiêu viêm lần nữa nhìn lên người địa yêu khôi khôi lỗi này sau khi được đang lôi rèn luyện lần nữa thì cái màu bạc trên người càng thêm tinh thuần giờ nhìn vào thì y như màu trắng bạc trong vậy vô cùng bắt mắt bàn tay hơi chạm đến trên người của địa yêu khôi thì lập tức có cảm giác như đụng đến một kim loại vậy làm cho người ta có cảm giác vô cùng cứng cỏi nhưng mà điều làm điều làm cho tiêu viêm thất vọng đó là hắn không nhìn thấy một chút màu kim sắc nào trên người của địa yêu khôi cả yêu khôi được chia làm ba cấp nhân địa thiên cũng có thể lấy màu sắc trên thân thể mà nhận biết nhân cấp thì sẽ có màu đồng địa cấp thì sẽ có màu bạc mà thiên cấp thì chính là màu kim sắc hiện tại cả người địa yêu khôi vẫn hiện lên màu bạc như màu của ngọc hiển nhiên vẫn đang ở địa cấp mà khi nào màu sắc bên ngoài được chuyển sang màu kim sắc thì lúc đó nó sẽ được gọi là thiên yêu khôi chứ không còn là địa yêu khôi nữa nhưng mà tuy màu sắc vẫn chưa chuyển thành kim sắc nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được Địa Yêu Khôi sau khi trải qua lần rèn luyện của Đan Lôi này thì thực lực của nó đã tăng lên. Dựa theo suy đoán hiện tại của hắn thì chỉ sợ Địa Yêu Khôi đã có thực lực miễn cưỡng đấu với lão yêu quái Phí Thiên một trận. Mặc dù không dám khẳng định là sẽ chiến thắng đối phương, nhưng ít ra sẽ không phải là không có chút lực uy hiếp nào đối với Phí Thiên như lúc trước. Xem ra độ khó khăn tiến vào thiên cấp không hề nhỏ a. À. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Vừa muốn thu địa yêu khôi vào trong nạp giới thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong mắt trống không của địa yêu khôi thì bỗng nhiên phát hiện ở đó cư nhiên có chút ánh sáng kim sắc hiện lên. Kim sắc, mặc dù tia kim sắc này rất ảm đạm, nhưng lại vô cùng nổi trội trong con mắt trống không của địa yêu khôi cho nên vẫn chưa thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn vào luồng kim sắc đang phát sáng kia, trong lòng Tiêu Viêm vẫn có chút kích động, mặc dù kim sắc này rất nhạt nhưng dù sao thì hắn cũng đã có biện pháp làm cho địa yêu khôi tiến hóa, đó chính là hấp thu đan lôi, sử dụng lực lượng lôi kình trong đan lôi để rèn luyện thân thể cho yêu khôi, làm cho nó ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, còn có thể làm cho nó tiến vào thiên cấp, xem ra ngày sau phải nghĩ biện pháp để yêu khôi này hấp thu nhiều đan lôi nữa. Nếu như nó có thể bước vào thiên cấp thì sẽ có tác dụng cực lớn với mình, dù sao đây cũng là kim bài sát thủ chân chính của mình, lại không bao giờ làm ra hành động phản bội tiêu viêm kìm nén sự kích động trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói trong lòng quyết định chủ ý tiêu viêm khẽ vươn tay đưa địa yêu khôi về lại trong nạp giới sau đó mắt nhìn về dược đỉnh ở trong đó có một quả đang dược rất tròn có hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn trong lúc xoay tròn còn tỏa ra mùi đan hương làm cho người khác phải thoải mái đây chính là hỏa bồ đan sao nhìn vào quả đang dược màu xanh hồng trong dược đỉnh một hồi tiêu viêm không khỏi cười lên ngón tay của hắn hơi búng công ra ngay khi nắp đỉnh vừa mở thì một đạo ánh sáng xanh hồng như tia chớp vụt ra sau đó không hề dừng lại mà muốn bay vút lên bầu trời hình như là muốn chạy trốn đường cốc chủ giao nó cho ngươi nhìn thấy đang dược muốn chạy trốn tiêu viêm mỉm cười đang dược đến cấp bậc này thì đã sinh ra được một chút linh tính hiểu được các hung cho nên vừa mới ra dược đỉnh thì đã muốn chạy trốn nghe thấy lời này của tiêu viêm đường chấn cũng cười to một tiếng rồi gật đầu đường chấn nhẹ nhàng vung tay lên một cái thì không gian mà hỏa bồ đang đang muốn chạy trốn lập tức bị ngưng động lại, sau đó viên đan dược này như dụng phải một bức màn vậy, trực tiếp bị bắn ngược trở về, đường chấn lại nhẹ nhàng vung tay áo lên, bỗng nhiên có một luồng hấp lực dữ dội dễ dàng cuốn lấy hỏa bồ đang kia, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem cái viên đan dược xanh hồng không ngừng quậy bên trong lòng bàn tay nhét vào trong đó. Sau khi làm xong thì dường như đường chấn đã trút được gánh nặng vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nhìn sang tiêu viêm trầm giọng nói nham kêu tiểu hữu đa tạ rồi phần ân tình này lão phu nhớ kỹ nhận ủy thác của người mà làm việc thôi tiêu viêm lắc lắc đầu bỗng nhiên một cảm giác mệt mỏi vô cùng từ sâu trong linh hồn phát ra làm cho hắn cảm giác thấy trước mắt trở nên tối đen rồi không một chút kháng cự làm hắn đang ngồi xếp bằng trên đá lại hơi ngã xuống đang dược thất phẩm cao cấp quả nhiên không dễ luyện chế a à. trước lúc hôn mê trong lòng tiêu viêm cũng vang lên một tiếng cười khổ cùng lẩm bẩm đợi đến khi tiêu viêm dần tỉnh lại từ trong hôn mê thì đã phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại cả gian phòng còn phiêu đãng một mùi thơm nhàn nhạt mí mắt chậm rãi mở ra đôi mắt hơi trì trệ một chút rồi đã mở hẳn ra từ trong đôi mắt đen nhánh đã dần có chút ít sức sống nằm ở trên giường một lát tiêu viêm nhìn thoáng qua cơ thể mình một lát nhưng vẫn chưa phát hiện gì không đúng cả hơn nữa linh hồn lực lượng vốn cạn kiệt vì luyện chế hỏa bồ đan cũng đã khôi phục rất nhiều cái cảm giác mệt mỏi suy yếu đã sớm biến mất không còn thấy đây là cảm nhận được những biến hóa này tiêu viêm cũng lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi rồi từ trên giường ngồi dậy hắn có chút nghi hoặc nhìn qua cái phòng rồi bàn tay như có điều kiện sờ qua giới chỉ trên ngón tay cảm giác trong giới chỉ không thiếu thứ gì thì hắn lại thở nhẹ một hơi nữa ngươi đã hôn mê năm ngày rồi ngay khi tiêu viêm thở dài thì một âm thanh hơi âm trầm từ trong tâm thức vang lên hiển nhiên đây là thiên hỏa tôn giả mới hồi phục không lâu ánh mắt nhìn qua cái nạp giới màu trắng trên ngón tay một cái tiêu viêm không khỏi cười trong lòng nói diệu lão tiên sinh hồi lâu không thấy a à, tự hồ trạng thái không tồi a à, coi như cũng được mượn phúc khí của ngươi ở trong thiên sơn huyết đàm kia linh hồn của ta cũng đã ở trong đó được săn sóc ân cần một thời gian nên cũng có chút hưởng lợi nhưng sau đó bởi vì bên người ngươi thường có cường giả đấu tôn xuất hiện nên chưa từng hiện thân ra âm thanh thiên hỏa tôn giả vang lên trong lòng tiêu viêm nghe vậy tiêu viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ hiện giờ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn rồi nào có dễ dàng như vậy ngươi cho rằng khôi phục đến đấu tôn là chuyện dễ dàng như vậy sao nghe thấy lời này của tiêu viêm thiên hỏa tôn giả nhất thời tức giận lên nếu như không thể tìm thấy thân thể thích hợp thì sợ rằng ta vĩnh viễn cũng không thể khôi phục thực lực đấu tôn. Tiêu viêm cười hắc hắc. Lấy thực lực của dược lão, không có thân thể còn chưa thể khôi phục lại được đến đấu tôn thì làm sao thiên hỏa tôn giả có thể được. Xem ra thân thể đối với việc tăng thực lực lên có tác dụng không nhỏ a. À? Diệu lão tiên sinh đừng gấp, việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng làm giúp ngươi. Sau khi tiến nhập trung vực thì số cường giả mà tiêu viêm gặp phải cũng nhiều hẳn lên, Tuy nói hiện giờ hắn đã đột phá đến đấu tông, nhưng chút thực lực ấy vẫn chưa đủ để tung hoành không cố kỵ tại trung vực. Ở địa phương này, phàm là những thế lực nhất lưu thì đều có không ít lão quái vật tọa trấn, mà trên người hắn lại mang theo nhiều bảo bối như vậy, nếu như bị người nào đó nhìn trúng mà mạnh mẽ cướp đoạt thì sẽ rất khó khăn. Sống ở địa phương này mà không có lực chấn nhiếp thì sẽ bị phiền toái đuổi tới không ngừng mà cái gọi là lực chấn nhiếp thì tất nhiên không còn gì tốt hơn việc bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn nếu như có một gã đấu tôn thủ hộ thì cho dù ở trung vực cũng sẽ dễ làm việc hơn nhiều cho nên việc luyện chế thân thể cho thiên hỏa tôn giả cũng phải tận lực hơn rất nhiều nhưng mà dù sao đi nữa thì việc luyện chế thân thể cũng không phải là việc dễ dàng gì cứ như lời của dược lão nói thì cần phải có ba vật một là sinh cốt dung huyết đan hai là máu huyết của ma thú thất cấp ba là hài cốt cường giả đấu tông trong ba loại này thì hai cái sau trong mắt tiêu viêm cũng không quá khó tìm, nhưng cái gọi là sinh cốt dung huyết đang lại không phải là vật tầm thường A. Sinh cốt dung huyết đang là đang dược thất phẩm đỉnh phong, theo như truyền thuyết thì chỉ cần người còn có một hơi thở thì chỉ cần phục dụng đan dược này vào cũng có thể cứu được. Nếu so sánh thì đan dược này so với hỏa bồ đan là đường chấn luyện chế còn cao cấp hơn. Hơn nữa nếu từ một góc độ khác mà nói thì sinh cốt dung huyết đan này cho dù được tính là đan dược bác phẩm cũng không quá phận. Một ít thần hiệu kỳ dị của viên đan dược này đã cho nó tư cách bước vào loại đan dược bát phẩm rồi. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng đối với việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan vẫn không hề có chút nắm chắc. Đương nhiên, đừng nói là hắn mà cho dù là các thất phẩm luyện dược đại sư lâu năm khi luyện chế sinh cốt dung huyết đan này cũng có xác suất thành công đến đáng thương. Sự khó khăn khi luyện chế đan dược thất phẩm thì Tiêu Viêm đã từng thể hội qua. Khi luyện chế ở nội viện nếu như không phải hắn tiến vào một trạng thái huyền diệu thì sợ rằng lúc đó đã thất bại rồi còn về phần mới đây thì không thể nói là một mình hắn luyện đang được mà còn có huyền đại sư đường chấn cả ba người phải liên thủ với nhau thì mới thành công luyện chế ra hỏa bồ đan tuy nói trong đó hắn là người bỏ ra lực lượng lớn nhất nhưng nếu như để cho hắn một mình luyện thì sợ rằng cũng rất khó để luyện hỏa bồ đan thành công dù sao đang dược thất phẩm cao cấp cũng không phải là vật tầm thường nếu như xác suất thành công khi một mình luyện chế hỏa bồ đang còn thấp, thì đừng nói đến việc luyện chế thất phẩm đỉnh phong sinh cốt dung huyết đang rồi. Dựa theo dự đoán của tiêu viêm thì trừ phi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nếu không đừng nói đến việc luyện chế đang dược này. Nhưng từ sau khi tấn thăng đến đấu tông thì việc tăng thực lực lên cũng cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều đấu tông đã tu luyện nhiều năm nhưng cũng không thể tăng thực lực lên được, cho nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc thăng cấp của đấu tông. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì không có thời gian 2 3 năm chuẩn bị thì cũng đừng nghĩ đến việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan, cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể để sau, nhưng mà, cho dù Thiên Hỏa Tôn giả có thể chờ đợi thời gian đó thì chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không đợi được, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cách khác để giúp cho Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể, sinh cốt dung huyết đan là đang được cao cấp, tạm thời không thể nào luyện chế ra cho nên lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả có thể thay thế được luyện chế ra thôi tuy nói hiệu quả sẽ kém đi nhưng cũng không còn cách nào khác cả đợi ngày sau thực lực tăng lên thì hãy luyện chế lại tiêu viêm hơi do dự một chút rồi chợt nhắm mắt lại lực lượng linh hồn xâm nhập vào giới chỉ màu đen sau đó nhanh chóng đi tìm kiếm một loại đan dược đan dược mà hắn muốn tìm chính là đan dược có thể thay thế được sinh cốt dung huyết đan trong giới chỉ có cất chứa những phương thuốc mà dược lão sư tầm cả đời, cho nên số lượng bên trong vô cùng khủng bố. Lần tìm kiếm này đã làm tiêu viêm mất gần cả hai canh giờ. Chừng hai canh giờ sau, đôi mắt vốn đóng chặt của tiêu viêm mở ra, bàn tay nắm chặt một cái thì đã có một quyển trục màu lục nhạt hiện ra trong tay. Âm dương mệnh hồn đan, đan dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàng mệnh dung hồn. Tài liệu luyện chế bao gồm hoàng hồn yêu quả mệnh hồn quỷ kiểm hoa, cái đang dược gọi là âm dương mệnh hồn đan này có công hiệu không khác là mấy so với sinh cốt dung huyết đan, hơn nữa cũng chỉ là thất phẩm trung cấp. Vừa lúc tiêu viêm có thể luyện chế được, dùng để thay thế sinh cốt dung huyết đan là một lựa chọn cực kỳ không tồi, dược liệu dùng để luyện chế tuy có chút trường ra, hơn nữa trong đó còn có một vài dược liệu quý hiếm rất khó tìm, nhưng hẳn cũng không khó tìm lắm ở trung vực này, đan dược này lại là thất phẩm trung cấp vừa vặn trong phạm vi mà ta có thể luyện chế được, xác suất thành công cũng có thể đảm bảo. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là đan dược này so ra kém hơn sinh cốt dung huyết đan, nhưng mà tổng quát mà nói thì coi như không tồi. Còn chỗ thiếu hụt thì ta sẽ tận lực bù lại trong việc tìm máu huyết ma thú cùng hài cốt cường giả. Sau khi tiêu viêm đem tin tức về đan dược nhớ trong đầu thì trầm ngâm một chút, rồi thấp giọng nói, ừm, việc này cứ theo ngươi đi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta một thân thể là được, còn thế nào cũng không sao. Cái trạng thái này quả thật là ta có chút không chịu nổi rồi. Thiên Hỏa Tôn giả đối với những lời này của Tiêu Viêm thì không có dị nghị gì cả. Yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập dược liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan, sau khi đã có đủ thì sẽ luyện chế. Nhất định trong thời gian nhanh nhất giúp ngươi có được thân thể. Tiêu Viêm gật gật đầu, mỉm cười nói, nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cũng là cười cười, nói nếu như ngươi có thời gian thì cũng nên tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp mà ta đã truyền cho ngươi. Đợi đến khi nào ngươi có thể kết thành ngũ luân ly hỏa trận thì ta tin ngươi sẽ không thất vọng với uy lực của nó đâu. Nghe thấy lời này thì tiêu viêm đang nghe truyện trên TV audio CV cũng hơi động trong lòng. Ngũ luân ly hỏa pháp chính là đấu kỹ cấp bậc địa giai cao cấp, uy lực tự nhiên không thể bàn cãi, nhưng việc khống chế nó lại có chút trường ra. Lúc trước thực lực tiêu viêm còn chưa mạnh thì khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được hỏa lan chi linh, căn bản không thể tạo thành trận pháp được, không biết sau khi đã đạt tới đấu tông thì có thể ngưng tụ bao nhiêu loại hỏa linh. Nếu như có thể ngưng tụ đủ năm loại thì lúc đó mới có thể thi triển thực lực chân chính của ngũ luân ly hỏa pháp. Đương nhiên, trong lòng tiêu viêm cũng hiểu rõ, chỉ khi trong năm loại hỏa linh tạo thành ngũ luân ly hỏa pháp có bốn loại hỏa linh là do dị hỏa ngưng tụ thì mới có thể thi triển quy lực của ngũ luân ly hỏa pháp, đến mức độ cao nhất. Nhưng một bước này, thì có lẽ chỉ đợi đến khi Tiêu Viêm đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Thu vào trong tay mới có thể đạt đến được. "Xin Diệu lão tiên sinh yên tâm, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp chính là bản lĩnh xuất chúng của lão gia ngài, tiểu tử tất nhiên sẽ không bỏ lại." Nghĩ đến thời điểm thi triển trận pháp này đến trình độ cao nhất thì trong lòng Tiêu Viêm cũng không khỏi nóng lên, có chút cười nhẹ nói, "Lão phu cũng không có nói quá với ngươi." Năm đó khi ta sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp thì danh chấn cả đại lục, không ai không biết nhưng mà hiện giờ thì đã không còn ai nhớ đến rồi trong giọng nói thiên hỏa tôn giả mơ hồ có chút kiêu ngạo hiển nhiên vào năm đó thì hắn cũng là nhân vật hiển hách ở đại lục đấu khí tiêu viêm mỉm cười có thể trở thành cường giả đấu tôn thì có người nào không phải là nhân vật hiển hách chứ đối với những lời này của thiên hỏa tôn giả thì hắn không có chút nghi ngờ nào sau khi nói chuyện với thiên hỏa tôn giả xong thì tiêu viêm cũng bước xuống giường thân thể thoáng một cái thì đã ra ngoài phòng nếu như hắn đã trợ giúp đường chấn luyện chế hỏa bồ đang thành công thì chuyện thiên hỏa tam huyền biến chắc cũng đã được giải quyết một chút đi ken két cửa phòng đóng chặt chậm rãi được mở ra tiêu viêm chậm rãi ra ngoài rồi đưa mắt nhìn về chung quanh bên ngoài phòng là một phiến hoa viên trong hoa viên có rất nhiều hoa cỏ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cả tòa viện sẽ tản nhạt khắp hương hoa làm cho người ta có cảm giác tâm thần tốt hơn ngươi đã tỉnh rồi ngay khi ánh mắt tiêu viêm nhìn sang thì một âm thanh thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên. Tiêu viêm nhìn lại thì thấy ở một chỗ của hoa viên có một hồng y nữ tử đang khoanh chân ngồi đó, tấm thân mềm mại vô cùng. Bộ quần áo màu hồng kẹp chặt vào người làm cho những đường cong động lòng người hiện lên rất rõ. Tiêu viêm đã từng gặp qua nàng, cũng biết nàng có địa vị không thấp trong phần viêm cốc cho nên miễn cười gật đầu. Hồng y nữ tử đứng dậy, nàng bước nhanh đi tới tiêu viêm, sau đó nở ra nụ cười sáng ngời, tươi chói. Ta tên Đường Hỏa Nhi, lần này đa tạ ngươi rồi, bởi vì hai người đứng quá gần cho nên Tiêu Viêm có thể ngửi được từ người cô gái này truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt, ánh mắt vừa nhấc lên là có thể thấy làn da trắng như tuyết cùng đôi má hơi hồng nhuận xinh đẹp của mỹ nhân. Trong mấy năm nay Tiêu Viêm cũng đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, xét về dung mạo thì Đường Hỏa Nhi có lẽ còn kém so với một số vị có dung mạo tuyệt sắc, nhưng nàng lại có một cổ khí chất của riêng nàng, tự nhiên hào phóng, hiên ngang oai hùng đây cũng là một dự hấp dẫn đặc biệt. Đánh giá đường hỏa nhi một chút, tiêu viêm cũng nở nụ cười, chắp tay nói, gặp qua đường tiểu thư, đừng gọi là đường tiểu thư, nếu không chê thì cứ gọi ta là hỏa nhi được rồi, lại nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên cũng đừng xa lạ như thế. Thấy tiêu viêm xưng hô như thế, đường hỏa nhi liền phất phất tay, nói, người này không hề có chút bộ dáng đại tiểu thư của phần viêm cốc cũng làm cho tiêu viêm có ấn tượng không tệ lắm, lập tức gật đầu cười hắn biết đường chấn luyện chế hỏa bộ đang chính là bởi vì cô gái trước mặt này nhưng mà đang dược đó dùng để làm gì thì hắn cũng không hỏi dù sao đây cũng là việc riêng của người ta ngươi hôn mê đã năm ngày rồi phụ thân có nói nếu như sau khi ngươi gặp lại mà muốn gặp người thì ta dẫn ngươi đi ta thấy ngươi chắc bây giờ rất muốn gặp phụ thân ta đi đôi mắt đẹp của đường hỏa nhi nhìn tiêu viêm cười duyên nói vậy làm phiền hỏa nhi tiểu thư rồi tiêu viêm mỉm cười nói đi theo ta nhưng mà nhân tiện đây ta cũng có điều muốn hỏi, vì sao ngươi lại có hứng thú đối với thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc như vậy? Đường hỏa nhi vừa muốn xoay người đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhỏ giọng hỏi, nghe vậy, tiêu viêm lại là ngẩn ra, chần chờ một chút, nói, ta chỉ có thể nói, thiên hỏa tam huyền biến này cực kỳ thích hợp với ta. Đối với câu trả lời của tiêu viêm, đường hỏa nhi lại cảm thấy kinh ngạc, hơi nhíu mày nói, tự nhiên còn có chuyện này nhưng mà phụ thân ta cũng từng nói qua ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến lời này làm cho tiêu viêm hơi chút dừng lại đặc biệt khi cảm nhận được ánh mắt hơi có chút nóng lên của đường hỏa nhi thì hắn không khỏi cười khổ cô bé này so với một số nam nhân thì còn háo thắng hơn a à. nhìn thấy tiêu viêm có chút xấu hổ đường hỏa nhi cũng là che miệng cười xoay người ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói mặc kệ ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào nhưng mà nếu như phụ thân ta đã đáp ứng ngươi rồi thì ta cũng sẽ không nói gì cả nhưng mà vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút muốn có được thiên hỏa tam huyền biến không phải là điều dễ dàng đâu mặc dù phụ thân đã cho ngươi cơ hội nhưng nếu thực lực ngươi không đủ thì ngươi cũng khó mà đạt được thiên hỏa tam huyền biến tiêu viêm yên lặng gật đầu thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc nếu muốn có nó thì tất nhiên vô cùng khó khăn nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã tới đây chẳng lẽ tới đây còn phải buông tha cho nó sao? Một đường đi theo đường hỏa nhi ra sân, rồi đi sâu vào trong cốc. Trên đường tiêu viêm gặp không ít đệ tử phần viêm cốc, những đệ tử này khi thấy đường hỏa nhi đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này ở phần viêm cốc không chỉ có thân phận đặc thù mà thiên phú tu luyện cũng thuộc loại tuyệt thế kinh tài, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào trong cốc phải thâm phục. Mà tiêu viêm đi theo bên cạnh đường hỏa nhi cũng nhận lấy không ít ánh mắt chú ý tới. Đối với cái người luyện dược đại sư có thể trợ giúp cốc chủ đem đang dược luyện chế ra thì các đệ tử phần viêm cốc cũng không xa lạ gì. Trong mấy ngày tiêu viêm hôn mê thì chuyện của hắn làm ra hầu như đã trở thành chuyện được các đệ tử phần viêm cốc đàm luận nhiều nhất. Dưới phần đông ánh mắt soi mói này, Tiêu Viêm đi theo đường hỏa nhi hơn 10 phút thì mới tới trước một tòa đại điện vô cùng khí thế. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, dựa theo quy củ trong cốc thì không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này, dù sao phần viêm cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại, mà mấy tên lão già cổ hủ này lại cực kỳ khó đối phó, khi dừng lại trước đại điện, đường hỏa nhi thấp giọng nói. Nghe vậy, tiêu viêm khẽ gật đầu, xem ra việc này quả nhiên không đơn giản a, à, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như phụ thân đã đáp ứng ngươi rồi thì nhất định sẽ nói cho ngươi. Phụ thân ta là cốc chủ, cho dù là trưởng lão hội thì cũng không dễ dàng mà bỏ qua lời người được, lo lắng Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung, Đường Hỏa Nhi nhanh chóng nói tiếp. Tiêu Viêm gật đầu cười, nói, lấy thân phận địa vị của Đường Cốc chủ, tất nhiên sẽ không đi trêu chọc một tên tiểu tử vô danh như ta, tiểu tử vô danh mà cũng có bổn sự thất phẩm luyện dược sư. Đường Hỏa Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó chỉnh lại thần sắc của mình. Phất phất tay với Tiêu Viêm rồi xoay người vào trong đại điện tiêu viêm cũng vội vàng đuổi theo, dưới sự hướng dẫn của đường hỏa nhi, tiêu viêm thuận lợi tiến vào bên trong. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực, chung quanh đại điện vẫn còn có không ít đệ tử phần viêm cốc võ trang đầy đủ, điều này làm cho không khí ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiêu viêm sau khi đi vào đại điện thì ánh mắt hơi có chút đảo qua chung quanh, trên vị trí đứng đầu đại điện vẫn là đường chấn có thần thái sáng láng, mà ở hai bên cạnh lúc này lại có thêm hai gã lão giả hồng bào tóc bạc trắng sắc mặt hai người này trầm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy, hơn nữa, điều làm cho tiêu viêm hơi kinh hãi đó chính là từ hai người lão nhân này tán phát ra cổ đấu khí bàn bạc vô cùng, tuy nói còn chưa tới mức sâu không lường được như đường chấn nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu, mà dưới hai lão giả bạch phát này còn có mười lão giả ngồi dưới nữa, những lão giả này cũng có thực lực không kém. Mà xích hỏa trưởng lão đã đón tiêu viêm tới phần viêm cốc cũng ở trong 10 người này, hiển nhiên bọn họ đều là trưởng lão phần viêm cốc. Nham Kiêu gặp qua đường cốc chủ, dưới bầu không khí đầy áp lực cùng vô số ánh mắt soi mói kia, tiêu viêm vẫn không hề đổi sắc, chậm rãi tiến lên ôm quyền đối với đường chấn, trầm giọng nói, ha hả, Nham Kiêu tiểu hữu, khôi phục như thế nào rồi, nhìn về tiêu viêm một cái, nét cười trên khuôn mặt của đường chấn cũng nhiều hơn một chút, cười hỏi, đa tại đường cốc chủ quan tâm, không có việc gì rồi, tiêu viêm cười cười, nói, ngươi chính là Nham Kiêu muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta một âm thanh già nu không chậm không nhanh đột nhiên vang lên tiêu viêm đưa mắt nhìn lại đó chính là lão giả bạch phát ngồi bên cạnh đường chấn đối với câu hỏi của lão giả tiêu viêm cũng chậm rãi gật gật đầu lão phu là tam trưởng lão của phần viêm cốc ngô thần đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế ra hỏa bồ đan thì lão phu thay mặt phần viêm cốc hết sức cảm ơn ngươi sắc mặt ngô thần lạnh nhạt nhưng sau đó lại nói tiếp nhưng thiên hỏa tam huyền biến chính là bí mật bất truyền của phần viêm cốc ta trong cốc có quy củ không thể truyền ngoài được không biết ngươi có thể đổi điều kiện khác được không quả nhiên tiêu viêm cười lạnh một tiếng hắn đã biết trước chuyện này sẽ không thuận lợi như thế tam trưởng lão lão phu lúc trước đã đáp ứng với nham kiêu tiểu hữu rồi ngài hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tính ư trên vị trí chủ vị sắc mặt đường chấn hơi trầm xuống nói nghe thấy lời này của đường chấn tam trưởng lão kia hơi có chút dừng lại rồi nói tuy nói cốc chủ đã có đáp ứng hắn nhưng dựa theo quy củ thì, quy củ là vật chết, chỉ có người là sống. Lão Phu là cốc chủ, chẳng lẽ chút quyền lợi ấy cũng không có, đường chấn thản nhiên nói, cốc chủ không nên tức giận, tam trưởng lão cũng chỉ dựa theo quy củ trong cốc cho nên mới nói ra những lời này thôi. Mà thiên hỏa tam huyền biến không phải là bí pháp bình thường, nếu cứ như thế mà giao cho ngoại nhân thì cho dù đại trưởng lão có mặt ở đây cũng sẽ cân nhắc thêm a. À lão giả vẫn không nói lời nào ở bên cạnh lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói. Khi nói đến đây thì hắn nhìn tiêu viêm một chút, nói, hơn nữa vị tiểu hữu tên nham kiêu này cho tới giờ này vẫn chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ cứ như vậy mà đem thiên hỏa tam huyền biến cho một người không biết rõ lai lịch, đối với lời này thì đường chấn cũng hơi sững sờ rồi cau mày lại. Lấy nhãn lực của hắn thì sớm đã biết tiêu viêm cố ý che giấu dung mạo, nhưng vẫn chưa tiện hỏi sang mà thôi nhị trưởng lão thật là xem trọng tiểu tử hành tẩu bên ngoài nhiều cho nên phải thêm sự bảo hộ cho mình cho nên mới che giấu dung mạo đi nếu như nhị trưởng lão không thích thì bỏ ra là được tiêu viêm mỉm cười bàn tay hơi vuốt trên khuôn mặt một chút sau đó khuôn mặt thật liền hiện ra sau khi thấy tiêu viêm lộ ra dung mạo thật của mình thì nhìn tuổi còn trẻ hơn nữa thấy thế thì mọi người ở đây kể cả đường chấn cũng có chút nao nao tên nhị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn vào tiêu viêm đôi mắt hiếp lại. Lúc sau thản nhiên nói ra một câu, đoạn thời gian trước, lão phu vừa vặn đi qua bắc vực ở Trung Châu một chuyến, nghe thấy lời này, tiêu viêm hơi nhíu mày lại, gần đây bên bắc vực đó có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo, đó chính là chuyện một người thanh niên có ân oán với phong lôi cát, hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến vào phong lôi sơn, đánh bại phượng thanh nhi của phong lôi cát rồi nghênh ngang rời đi, nhị trưởng lão vẫn không để ý tới sắc mặt tiêu viêm, vẫn tự biên tự diễn như cũ mà đôi mắt đẹp của đường hỏa nhi vẫn đứng cạnh đường chấn nãy giờ giờ phút này lóe lên những tia sáng kỳ dị, đối với sự kiện này thì nàng cũng đã có nghe qua, người thanh niên này tên là tiêu viêm, nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng, đột nhiên thâm ý nhìn tiêu viêm một cái, nói, lão phu nghĩ, tiêu viêm cùng nham kiêu tiểu hữu đây chắc là cùng một người đi, nghe thấy lời này của hồng bào lão giả thì nhất thời mọi người trong đại điện ngẩn ra, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về người thanh niên có thân hình gầy yếu ở giữa sân ai cũng không ngờ rằng người này ngoại trừ một thân luyện dược sư cao, cư nhiên còn có bản lãnh như vậy. Thực lực phong lôi các tuy nói so ra kém hơn phần viêm cốc, nhưng cũng tuyệt đối là một trong những thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu, mà tiêu viêm lại có thể một mình đi tới đó giải quyết ân oán sau đó an nhiên rời đi, đủ có thể thấy người này không hề đơn giản chút nào. Đường hỏa nhi nhìn tiêu viêm chăm chú, đôi bàn tay càng lúc càng nóng lên. Trong những người cùng thế hệ thì cho đến lúc này nàng chưa từng gặp đối thủ. Đối với phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện, tiêu viêm vẫn không đổi sắc mặt, liếc nhìn hồng bào lão giả một cái, thản nhiên nói, tại hạ đúng là tiêu viêm, nhưng chuyện này có quan hệ gì? Cũng chỉ là đổi tên mà thôi, hồng bào lão giả đúng là nhị trưởng lão phần viêm cốc, nghe tiêu viêm nói thế thì cười nói, nguyên nhân ngươi kết thù kết oán với phong lôi cát là bởi vì ngươi mang theo trong người tam thiên lôi động của phong lôi cát, cho nên mới khiến họ đuổi giết, mà ngươi không phải là đệ tử phong lôi cát, tam thiên lôi động ở đâu mà ngươi có hơn nữa hiện giờ ngươi lại muốn thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta chẳng lẽ ngươi lại có hứng thú đối với đấu kỹ của người khác như vậy ư sắc mặt tiêu viêm vẫn bình thản nói tam thiên lôi động là do ta ngẫu nhiên có được điều này thì ta cũng không cần giải thích với nhị trưởng lão về phần thiên hỏa tam huyền biến là vì bản thân ta có dị hỏa có thể đem uy lực của thiên hỏa tam huyền biến thi triển đến đỉnh phong cho nên ta mới đến phần viêm cốc này còn về việc ta đây có hứng thú với đấu kỹ của người khác hay không thì cũng không phải là chuyện nhị trưởng lão có thể quản. Những lời này của tiêu viêm không hề khách khí, cho nên sắc mặt của nhị trưởng lão cũng hơi trầm xuống. Tiêu viêm, nơi này không phải là phong lôi cát, ngươi không được làm càng. Tam trưởng lão phần viêm cốc, ngô thần nhíu mày, lạnh lùng nói. Tiêu viêm cũng không thèm đứng đó cãi lý với hai lão thất phu đó, ánh mắt trực tiếp nhìn về đường chấn, chắp tay nói, đường cốc chủ, ta tới phần viêm cốc này chủ yếu là vì thiên hỏa tam huyền biến đến tột cùng nên giải quyết thế nào thì xin ngài nói một câu nếu như ngài biết thiên hỏa tam huyền biến là đấu kỹ không truyền của phần viêm cốc thì chỉ cần nói một tiếng là được tiêu viêm sẽ lập tức rời đi mà không một chút chần chờ nếu như ta nói lời này thì sau này cái mũ thất hứa không phải chụp trên đầu đường chấn ta sao yên tâm đi nếu như lão phu đã đáp ứng ngươi thì lão phu sẽ không thất tính đường chấn phất phất tay sắc mặt cũng dần trở nên lãnh mạc nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh một cái thản nhiên nói chuyện này ta đã có quyết định hai vị trưởng lão không nên làm khó tiêu viêm về phần quy củ trong cốc lão phu cũng biết cho nên vẫn chưa nói là đem thiên hỏa tam huyền biến giao thẳng cho tiêu viêm đường chấn hơi ngừng lại nói tiếp dựa theo quy củ trong cốc thì đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể có được thiên hỏa tam huyền biến cho nên nếu tiêu viêm cũng vượt qua được khảo nghiệm thì những người khác cũng không thể có dị nghị gì nữa người vi phạm tùy theo cốc quy mà xử lý nói đến lời cuối cùng âm thanh của đường chấn hơi có chút nghiêm khắc nghe thấy lời này của đường chấn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng nhìn nhau một cái sắc mặt hơi có chút biến ảo chần chờ một lát nhị trưởng lão rốt cuộc cắn răng một cái nói việc khảo nghiệm của đệ tử trung tâm trong cốc đều là do trưởng lão hội sắp đặt hiện giờ đề mục của khảo nghiệm này cũng phải do trưởng lão hội quyết định chứ những lão gia hỏa cổ hủ này dường như không muốn đưa thiên hỏa tam huyền biến cho một ngoại như tiêu viêm, cho nên vẫn luôn nghĩ hết tất cả biện pháp quấy nhiễu. Sắc mặt đường chấn hơi trầm xuống, chợt nói, nếu như nhị trưởng lão có ý này thì cứ nói đề mục khảo nghiệm ra trước xem sao. Nhìn thấy đường chấn có chút thả ra, trong lòng nhị trưởng lão cũng có chút vui vẻ, mở miệng nói, chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi như là việc bình thường, cho nên lão phu sẽ đích thân khảo nghiệm. Nếu như tiêu viêm có thể chống đỡ lão phu được 10 hồi thì coi như chuyện thiên hỏa tam huyền biến tùy ý để cốc chủ quyết định. Lời này vừa phát ra thì trong đại điện nhất thời im lặng. Phần đông trưởng lão phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thực lực của nhị trưởng lão như thế nào thì bọn họ cũng hiểu rõ, đấu tông đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tiến vào đấu tôn. Nếu để cho hắn đích thân khảo nghiệm thì có vẻ khi dễ người một ít, đường hỏa nhi nhíu mày lại, trong đôi mắt đẹp cũng có chút tức giận. Lão gia hỏa này thật là khi dễ người ta, đấu tông đỉnh phong, cho dù là nàng thì cũng rất khó chống cự nổi. Lời này mà nhị trưởng lão cũng nói được ư? Đừng chấn cười nhạt, trong âm thanh còn có chút vị cười đùa. Điều này làm cho sắc mặt nhị trưởng lão cũng có chút mất tự nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ đến việc không muốn đem Thiên Hỏa Tam Huyền biến giao cho ngoại nhân, cho nên mới nói ra khảo nghiệm như vậy. Nếu như cốc chủ cảm thấy nhị trưởng lão ra tay không thích hợp vậy thì để ta đi. Nghe nói tiêu viêm ngay cả trưởng lão của phong lôi cắt cũng có thể giết chết, nói vậy con bài chưa lật cũng không yếu đâu. Ở trong tay ta chống cự hơn 10 hồi chắc cũng là chuyện không có khả năng chứ. Nhìn thấy nhị trưởng lão có chút khó khăn mở lời, vị tam trưởng lão ngô thần chậm rãi mở miệng nói. Tiêu viêm hơi có chút nhíu mày nhìn ngô thần, tuy thực lực ngươi này so với nhị trưởng lão yếu hơn một chút nhưng tuyệt đối có thực lực ngang ngửa lão yêu quái phí thiên, các chủ phong lôi các, cái này hơi có chút giải quyết. Đường chấn hơi chần chờ một chút, chợt nói, thân thận hai người cùng tiêu viêm xê xích quá nhiều, ra tay cũng không tốt lắm. Ta thấy hay là để tiêu viêm đấu với hỏa nhi, chỉ cần thắng hỏa nhi thì coi như hắn thông qua, thế nào? Nghe thấy lời của đường chấn, đôi lông mày của đường hỏa nhi bên cạnh hơi nhướng lên, Hỏa nhi tiểu thư quả là một lựa chọn thích hợp, nhưng tiêu viêm vừa rồi mới luyện chế hỏa bồ đan cho hỏa nhi thành công, mà hỏa nhi lại là nữ tử, khó tránh lúc động thủ có điểm lưu tình, cho nên cũng không quá thích hợp. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nói, ta thấy đề nghị của tam trưởng lão cũng không quá đáng rồi, cứ để hắn ra tay, nếu như tiêu viêm có thể chống đỡ được 10 hồi thì coi như thông qua đi. Đừng hỏa nhi nghe thế thì mặt liền trầm xuống, căm giận nhìn nhị trưởng lão một cái bộ dáng như hận không thể xông lên cho hắn một trận vậy nhìn thấy nhị trưởng lão không đồng ý với ý kiến của mình sắc mặt đường chấn trầm xuống trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn hai người này quả nhiên thuộc loại lão giả cổ hủ nói mãi không nghe a à. đường cất chủ nếu nhị trưởng lão đã có ý để ngô thần trưởng lão đến khảo nghiệm vậy cứ như vậy đi ngay khi đường chấn sắp mở miệng phản bác thì tiêu viêm trong đại điện cũng mở miệng nói nghe thấy lời này của tiêu viêm đám người đường chấn đường hỏa nhi đều ngẩng người ra tiêu viêm ngô thần trưởng lão chính là bác tin đấu tông thật sự đó cho dù so với các chủ phong lôi các phí thiên cũng mạnh hơn không ít ngươi thật sự muốn để cho hắn khảo nghiệm ngươi ư đường chấn cao mày ánh mắt nhìn về tiêu viêm trầm giọng nói ngụ ý nhắc nhở trong lời nói rất rõ ràng tiêu viêm chậm rãi gật đầu rồi đưa mắt nhìn về tam trưởng lão cũng đang có chút giật mình vì lời nói của mình thật ra tiêu viêm biết nếu hôm nay không làm theo ý tứ của hai lão già này thì sợ rằng hắn không cách nào thuận lợi đem thiên hỏa tam huyền biến rời khỏi phần viêm cốc một khi đã như vậy thì cứ theo ý nguyện của họ thử xem vị tam trưởng lão nào có thực lực thế nào đi tuy nói thực lực ngô thần còn mạnh hơn phí thiên nhưng hiện tại tiêu viêm đã chân chính bước vào đấu tông thực lực so với lúc bị phí thiên đuổi giết mạnh hơn không ít nếu như chỉ trong tay đối phương mà chống đỡ hơn 10 hồi thì cũng không đến nỗi bất khả tư nghị như dự đoán đi, hơn nữa, chính hắn cũng muốn ra tay cho lão già này một bài học, nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, đừng chấn càng nhíu mày hơn. Nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão đang vui mừng bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, nếu ngươi đã chọn như vậy thì lão phu cũng không có biện pháp. Cơ hội này chỉ có một lần nếu như ngươi không thể thông qua khảo nghiệm thì coi như ngươi không có duyên phận với thiên hỏa tam huyền biến mà thôi cho nên hy vọng ngươi có quyết định của chính mình đi tiêu viêm mỉm cười gật đầu hắn không phải là người lỗ mãn nếu như đã đáp ứng khảo nghiệm này thì tự nhiên bản thân cũng có chút ít nắm chắc bác tin đấu tông tất nhiên cường đại nhưng tiêu viêm cũng không phải là hạng vô dụng không dám nói có thể đánh bại được tam trưởng lão nhưng nếu như chỉ là chống đỡ mười hồi thì mấy lão gia hỏa này cũng quá coi thường hắn rồi cốc chủ yên tâm lão phu biết hắn đối với phần viêm cốc có một ít ân tình cho nên sẽ không xuất thủ đã thương hắn lần này nếu không phải thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc thì lão phu cũng sẽ không quấy nhiễu cho nên mong cốc chủ có thể thứ lỗi tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy nhìn đường chấn nói đường chấn liếc mắt nhìn hắn sau đó phun ra bốn chữ cổ hủ ngoan cố đối với đánh giá của đường chấn thì tam trưởng lão từ chối cho ý kiến chỉ cần có thể không để cho đấu kỹ này rơi vào trong tay người ngoài thì cổ hủ cũng được ở nơi này quá nhỏ nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi hơn nữa ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này cũng có chút hứng thú nên để cho họ quan sát một chút đây cũng là điều có lợi cho họ tam trưởng lão nhìn quanh đại điện một lát rồi cười nói sau đó bắt đầu đi ra khỏi đại điện khi hắn đi qua tiêu viêm thì dừng lại nói nể tình ngươi trợ giúp cốc chủ luyện chế hỏa bồ giang cho dù ngươi không thông qua khảo nghiệm thì cũng sẽ cho phép ngươi một lần nữa tuyển chọn công pháp hoặc đấu kỹ, chỉ cần nó không thuộc danh sách đứng đầu của phần viêm cốt, không cần. Hơn nữa, những lời thế này thì mong tam trưởng lão có thể sau khi khảo nghiệm kết thúc hãy nói, bằng không xảy ra biến cố gì đó thì lại mất hết mặt mũi ấy. Tiêu viêm thản nhiên cười, cũng không để ý tới ngô thần đang ngẩn ra, liền xoay người rời khỏi đại điện, nhìn bóng lưng tiêu viêm, ngô thần liền phục hồi tinh thần lại, lập tức cười nhạo một tiếng, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên toàn là tự đại như vậy cả. Cũng tốt, lão phu cũng muốn nhìn thử xem ngươi như thế nào làm cho mặt mũi lão phu mất hết. Bên ngoài đại điện là một mảnh đất trống rộng rãi. Phóng mắt nhìn tới là có thể thấy ở cuối có một khu rừng cây xanh um, tạo thành một vòng tròn bao quanh cả đại điện lại. Tiêu Viêm đứng ở ngoài đại điện, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn chậm rãi khởi động đấu khi trong cơ thể nhất thời một cảm giác tràn đầy lực lượng tràn ngập khắp thân thể còn ngay lúc này ở cửa đại điện thì có rất đông các trưởng lão phần viêm cốc nối đuôi nhau mà ra mà người đi trước thì chính là đường chấn cùng đường hỏa nhi còn có tên nhị trưởng lão kia hơn nữa còn có không ít các đệ tử phần viêm cốc trông coi ở bên cạnh bởi vì thế khi những người này vừa xuất hiện thì cũng bị không ít đệ tử phần viêm cốc nhìn thấy trận chiến như vậy thì cho dù không phải là người thông minh cũng sẽ biết có chuyện gì xảy ra cho nên từng tiếng bàn luận xôn xao nhất thời như một cơn sóng nước lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, chỉ ngắn ngủn trong vòng 10 phút mà cả đại điện đã bị đông đúc đệ tử phần viêm cốc vây quanh lại. Đối với việc chung quanh trở nên náo nhiệt thì tiêu viêm cũng chưa từng để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào lão giả mặt quần áo hồng trắng đối điện. Đúng là ngô thần, giờ phút này, ngô thần đang chắp tay ở sau lưng, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười nhàn nhạt. Sự chênh lệch thực lực giữa tiêu viêm và hắn như giữa trời và đất mặc dù hắn đã nghe được một chút sự tích liên quan đến tiêu viêm nhưng điều này cũng không làm cho hắn lo lắng quá nhiều trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt không hề có chút tác dụng nào đường chấn lúc này đang ở bậc thang khẽ to mày nhìn ngô thần một cái ánh mắt có chút không biết làm sao nhìn về tiêu viêm nói ngươi thật sự quyết định như vậy ư đối với những lời của đường chấn thì tiêu viêm cũng nhìn hắn mà mỉm cười rồi gật đầu đúng là ngô thần rất mạnh nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không phải là mạnh đến mức khó địch nổi như hồng hoang mãnh thú nếu như chiến đấu thì hắn cũng có chút tin tưởng đúng là một tiểu tử quật cường thấy thế đường chấn cũng chỉ thở dài một tiếng rồi nói thầm nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm không hề thay đổi thì nét cười trên mặt ngô thần cũng nhiều hơn hắn nhìn tiêu viêm cười nhạt nói những lời khác không cần nói nữa nếu như ngươi có thể chống đỡ lão phu quá mười hồi thì cứ tính là ngươi thắng thiên hỏa tam huyền biến cũng sẽ là của ngươi, còn nếu ngươi không thể chống đỡ được thì chỉ có thể nói là ngươi không có duyên với thiên hỏa tam huyền biến, nhưng một số đấu kỹ cao cấp khác của phần viêm cốc vẫn có thể cho ngươi lựa chọn. Nghe thấy lời này của ngô thần thì một số đệ tử phần viêm cốc chung quanh nhất thời ồ lên, từng ánh mắt khó tin nhìn về tiêm viêm. Tuy ở đây ai cũng biết về trình độ luyện dược cao siêu của tiêu viêm, nhưng thuật luyện dược cao thì không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Mà ngô thần chính là tam trưởng lão của phần viêm cốc, những người có thực lực cao hơn Ngô thần thì cho dù là ở phần viêm cốc cũng không có mấy người, mà người thanh niên nhìn không hơn bọn họ mấy tuổi lại muốn cùng bị Tam trưởng lão này động thủ ư? Không nhọc Ngô trưởng lão nhắc nhở. Nếu như kiên trì không được thì tiểu tử lập tức bỏ của chạy lấy người này, còn những công pháp đấu kỹ khác thì cũng không cần, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đối với lão nhân này, hắn cũng không có hảo cảm mấy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngô thần nghe thấy ẩn ý chế dẻo trong lời nói của tiêu viêm thì cũng gật đầu cười, chỉ cần có thể không để thiên hỏa tam huyền biến rơi vào tay người ngoài thì cho dù thanh danh của hắn có kém đi cũng không sao cả, dù sao thì cái danh ác nhân này cũng phải có người làm, nếu không thì sau này người nào cũng sẽ cho rằng những công pháp đứng đầu của phần viêm cốc hắn cứ dễ tùy tiện lấy đi như thế thì cũng không hay chút nào. Ngô thần bước nhẹ nhàng lên phía trước mấy bước, rồi đột nhiên một cổ đấu khí màu đỏ bàn bạc từ trong người hắn toát ra đồng thời tóc bạc của hắn cũng bay phất phới, hồng bào tung bay, khí thế nhìn qua hùng mảnh vô cùng. Đấu khí màu đỏ rực kia bao phủ cả không trung lại, hai mắt vốn bình thản của ngô thần giờ này cũng bắn ra tinh quang như ánh sao. Hắn nhìn thẳng vào tiêu viêm, trong âm thanh chứa đựng khí thế làm cho người khác phải kinh sợ, chuẩn bị tốt rồi chứ. Tiêu viêm khẽ bước lên hai bước, đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển nhanh hơn, rồi sắc mặt dần ngưng trọng lại, lãnh mặt nói, ra tay đi. Ngô thần nghe thấy thế thì cười to lên hai tiếng, tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bàn bạc nên vang to lên như sấm. Mà thân hình cũng khẽ động, thoáng cái đã biến mất đi. Trong mắt của các đệ tử phần viêm cốt thì ngô thần lúc này đã biến mất một cách quỷ dị, còn đối với tiêu viêm thì lại có thể mơ hồ thấy được một tàn ảnh màu đỏ mang theo tiếng xé gió chói tai đột nhiên ập tới, đôi mắt hơi hiếp lại, lòng bàn chân tiêu viêm khẽ lóe lên chút ngân quang, thân thể rung lên nắm tay màu đỏ quỷ dị hiện lên rồi oanh kích thật mạnh trên lồng ngực tiêu viêm, rồi một đạo âm thanh trầm thấp vang lên trực tiếp xuyên qua lồng ngực tiêu viêm, tàn ảnh. Hắc hắc, chắc đây chính là tam thiên lôi động của phong lôi các đúng không? Quả nhiên có chút môn đạo, một quyền không có kết quả, sắc mặt của ngô thần cũng không có chút biến hóa. Một tiếng cười lạnh vang lên rồi ngô thần liền chấn tan cái tàn ảnh này, đồng thời quanh bàn tay của hắn còn có những ánh lửa quay quần, mà dưới những ánh lửa đó thì bàn tay cư nhiên to lên thêm vài phần, từ xa nhìn lại thì giống như một cái quạt lửa vậy, cách ngô thần khoảng hơn 10 mét thì thân hình tiêu viêm cũng thoáng hiện ra, nhìn lướt qua quần áo xém chút cháy đen thì trong mắt cũng có chút ngưng trọng hẳn lên, ngô thần này không hổ là tam trưởng lão phần viêm cốc, thực lực quả nhiên kinh người. Nhưng trải qua một kích lúc trước thì tiêu viêm cũng mơ hồ cảm nhận được tốc độ của ngô thần so ra kém hơn phí thiên, nhưng trình độ cường hãn của công kích lại mạnh hơn phí thiên rất nhiều dưới sự cường hãn đó thì chỉ cần tiêu viêm bị đánh trúng một cái là lập tức bị mất đi sức chiến đấu ngay vì vậy trong lòng hắn cũng đề cao cảnh giác lên đồng thời cước bộ cũng di chuyển nhanh hơn phốc thân hình vừa mới động thì đột nhiên có một bàn tay to màu đỏ rực đánh tới ngay bụng của tiêu viêm chỉ mới lướt qua thôi nhưng tiêu viêm cũng cảm nhận được da đau hẳn lên thuần dương lạc thủ vừa mới tránh đi đòn hiểm tiêu viêm còn chưa kịp ổn định lại thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh đánh tới vừa xoay người lại thì đã thấy bàn tay to màu đỏ đó đột nhiên quỷ dị kéo dài thêm một nửa, cổ tay chuyển một cái đã vỗ vào phần trên eo của tiêu viêm, răng rắc, một âm thanh trầm thấp vang lên, trong khi mọi người chung quanh kinh hải kêu lên dưới cảnh tượng vừa rồi thì thân hình tiêu viêm đã bị đẩy ngã ra sau, bàn chân đạp một cái trong hư không thì đã quay cuồng trong không trung, sau đó ngồi lên trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, ở khóe miệng còn có máu tươi chảy ra đấu kỹ quỷ dị kia của Ngô Thần làm cho hắn chịu thiệt không nhỏ, mà ở cách đó không xa, thân hình của Ngô Thần cũng chậm rãi hiện ra, đưa bàn tay to màu đỏ về phía Tiêu Viêm, thản nhiên nói: "Thuần Dương Lạc Thủ, một trong những đấu kỹ cao cấp của Phần Viêm Cốc." Khi đã luyện tới trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh thì có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh độ dài của tay, khi đối địch có hiệu quả rất lớn, không hổ là trưởng lão Phần Viêm Cốc, thủ đoạn như vậy khiến tại hạ rất bội phục. Tiêu viêm khẽ chùi đi vết máu ở khóe miệng, đồng thời vội khu động lưu ly liên tâm hỏa trực tiếp cắn nuốt luồng ám kình cuồng bạo nóng cháy đang chạy trong cơ thể, sau đó nhìn chầm chầm ngô thần, cười to nói, tiếp đi, nhìn thấy tiêu viêm vẫn chưa vì thế mà ngã xuống, ngô thần hơi sững sờ, rồi nhướng mày lên, thuần dương lạc thủ này không những có thể tạo ra công kích bất ngờ, mà trong công kích còn có một luồng ám kình vô cùng nóng cháy cuồng bạo, một khi xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ chạy loạn khắp nơi. Mặc dù có thể không làm đối phương bị thương nặng nhưng cũng sẽ làm cho đối phương phải phân thần, nhưng tại sao Tiêu Viêm này cư nhiên không sao cả? Tiểu tử này có thể thành danh ở Bắc vực thì quả nhiên không phải hư danh à, xem ra lão phu cũng phải ra tay hơn một chút. Trong lòng hiện lên ý niệm này, sắc mặt Ngô Thần cũng dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh lửa ở quanh bàn tay to kia càng lúc càng sáng lên. Cùng lúc đó, một cổ đấu khí như ngọn lửa cũng chậm rãi từ dưới hai chân hiện lên đối với tam thiên lôi động của phong lôi các thì lão phu đã sớm muốn kiến thức một phen ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là thiên cương toái thạch bộ của phần viêm cốc ta hay tam thiên lôi động của bọn hắn lợi hại hơn ngô thần cười hắc hắc bàn chân đang bốc lửa lên kia bỗng nhiên đạp mạnh một cái ầm một âm thanh nổ mạnh vang lên khối đá cứng rắn dưới chân ngô thần bỗng nhiên mở tung mà cùng lúc đó thì thân hình của hắn cũng quỷ dị biến mất tại chỗ ngay khoảnh khắc ngô thần biến mất đó vẻ ngưng trọng trên mặt tiêu viêm cũng nồng đậm hơn chỉ sau nháy mắt thì tóc gáy của hắn đã dựng thẳng lên cùng lúc đó thì tam thiên lôi động đã được triển khai như phản xạ có điều kiện lưu lại những đạo tàn ảnh trên sân bóng người màu đỏ đó mang theo một âm thanh trầm thấp như khí bạo rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi kình mạnh mẽ va chạm vào những đạo tàn ảnh kia người sau trực tiếp bị văng ra sau khi va chạm xong thì bóng người màu đỏ nhanh chóng ổn định thân hình mà không gian ở phía trước sau cuộc va chạm vừa nãy đã bị đánh thành tơi tả từng vết nứt nhanh chóng lan ra nhưng còn chưa đợi vết nứt không gian lan mạnh ra thì bóng người màu đỏ lại mạnh mẽ đạp chân một cái rồi thân thể như một cây tiễn lửa bay vụt về phía trước chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt tiêu viêm tốc độ nhanh quá nhìn vào bóng ảnh chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thì sắc mặt tiêu viêm cũng phải biến đổi đấu kỹ mà ngô thần đang thi triển mặc dù không linh hoạt như tam thiên lôi động nhưng lực phá hoại lại khủng bố vô cùng trọng xích trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay gân xanh trên tay tiêu viêm cũng đã nổi lên trong lòng quát lạnh một tiếng lục hợp du thân xích lục hợp hỏa vừa xuất hiện thì hắn đã sử dụng thức có lực công kích mạnh nhất của lục hợp du thân xích bởi vì tiêu viêm vô cùng hiểu rõ khi chiến đấu cùng một cường giả bát tinh đấu tông là nguy hiểm ra sao trọng xích mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ đánh xuống mà ngay khi thức ảnh vừa mới vũ động thì một bóng ảnh màu hồng cũng xuất hiện bỗng nhiên từ trên bàn tay to màu đỏ kia có đấu khí màu đỏ dữ dội tuôn ra, mạnh mẽ chụp cây trọng xích đang đánh xuống kia, khen, âm thanh kim loại thanh thúy vang lên khắp không trung. Sau khi các luồng kinh khí tự động khuếch tán ra khắp không trung thì hai đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện trong mắt mọi người, cả hai đạo thân ảnh đều bị đánh văng ra sau đụng vào vách tường của đại điện, ầm, um, ầm, um, vách tường ở phía sau tiêu viêm bị lõm vào tạo thành một cái động to lớn, Từng cái khe nứt như những mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra, hắn ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, xóa đi vệt máu ở khóe miệng. Tuy nhìn hắn hơi chật vật, nhưng khi nhìn thấy vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt trong mắt hắn thì tâm thần mọi người chung quanh cũng phải chấn động. Tiểu tử này cư nhiên dám cùng một cường giả bát tinh đấu tông đối chiến. Sự gan dạ của hắn làm cho người ta không thể không phục, lại đến, một cước bước ra, giọng nói của Tiêu Viêm lại lần nữa phát lên sự cuồng nhiệt trong cái giọng nói đó khiến cho da đầu của người nghe phải tê dại nhìn thấy khóe miệng của thân hình người thanh niên kia đang chảy máu nhưng vẫn như một cây trường thương thẳng tắp toàn thân tràn ngập một cổ khí tức sắc bén thấy tiêu viêm như vậy các đệ tử phần viêm cốc ở chung quanh đều âm thầm cắn lưỡi bọn họ chưa từng dự đoán được là tiêu viêm có thể dưới sự công kích hung hãn của ngô thần mà có thể kiên trì được như vậy năm hồi rồi trên bậc thang đường chấn khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về tiêu viêm lại có chút kinh ngạc, tiêu viêm có thể kiên trì đến năm hồi trong tay ngô thần làm cho hắn có chút cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng vô cùng hiểu rõ ngô thần, đó chính là cường giả bát tinh đấu tông A, cho dù là nhìn thắt trung châu thì vẫn thuộc loại cường giả nhất lưu, đường hỏa nhi ở bên cũng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về tiêu viêm. Người thanh niên có tuổi suýt soát với nàng này, dường như luôn biết cách gây cho người khác kinh ngạc, giữa không trung, thân ảnh của ngô thần cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Bàn chân khẽ đạp trên mặt đất một cái, lập tức có một luồng ám kình bàn bạc tản ra, làm cho mảnh đá phiến cứng rắn trên đất trực tiếp hóa thành bụi phấn. Tay áo vẫy nhẹ một cái, hai mắt ngô thần hiếp lại, nhìn về tiêu viêm cách đó không xa, thản nhiên nói, đấu kỹ không tồi, quy lực mạnh lắm. Nếu như không phải thực lực giữa ta và mi xê xích quá nhiều thì chỉ sợ cho dù là ta cũng không thể đỡ nổi một kích đó. Đối với những lời nói của ngô thần thì tiêu viêm chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt lại càng lúc càng đậm. Cho dù ngô thần khó ưa như thế nào thì ngô thần cũng là một cường giá bác tinh đấu tông, nếu như hắn mà không cẩn thận đối phó thì sợ rằng rất khó kiên trì quá mười hồi đâu. Hơn nữa, hắn cũng không thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến ở đây, nếu sử dụng ra thì sợ rằng đó lại là lý do để đám người ngô thần thoái thác, đến lúc đó thì cho dù mình có nói gì đi nữa cũng sẽ vô dụng. Thiên cương toái thạch bộ của lão gia hỏa này cùng bạo vô cùng, nhưng may mắn nó không linh hoạt bằng tam thiên lôi động. Năm hồi sau xem ra phải dốc toàn lực ra, vẻ mặt của tiêu viêm càng ngưng trọng thì đấu khí bàn bạc màu xanh biết lại càng tràn đầy toàn thân, vây kín mít hắn lại. Đồng thời nhiệt độ nóng cháy không ngừng từ trong đấu khí tán ra xung quanh, nếu như ngươi chỉ có như vậy thì sợ rằng không trụ nổi năm hồi kế tiếp đâu, ngô thần người, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hai tay vung lên một cái thì ánh lửa tràn ra khắp nơi, đồng thời hai nắm tay to như cái quạt cũng nắm lại, làm cho cả không gian cũng không nhịn được mà phải rung lên. Vừa dứt lời thì ngô thần lại lần nữa đạp mạnh một cái, tảng đá dưới chân ầm ầm nổ tung, mà thân hình của hắn về một cái đã mang theo một âm thanh trầm thấp, rồi chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt tiêu viêm đang ở ngoài trăm thước. Trong con người của tiêu viêm thì bóng ảnh màu đỏ đó đã tiến đến, sắc mặt hắn khẽ biến tam thiên lôi động được sử dụng một cách như có phản xạ vậy thân thể của hắn cũng vội vàng lui về sau vài bước xoẹt mới lui về phía sau thì bóng người màu đỏ lại tới cánh tay màu đỏ chợt quét qua trên ống tay áo của tiêu viêm một cái trực tiếp xé rách ống tay áo rồi đâm thẳng vào da thịt lập tức phá da rồi có những dọc máu chảy ra ngoài thân hình tiêu viêm lui gấp về sau mặt trầm như nước nhìn về cánh tay nơi đó có một năm vết máu dài đỏ sẫm Năm vết sẹo này còn chưa xuất hiện bao lâu thì đã thâm tím lại, hiển nhiên là bị thuần dương lạc thủ của Ngô Thần gây nên, phản ứng đúng là không tồi. Nhưng mà lần sau thì không còn vận may như vậy đâu. Ngô Thần tùy tiện vẫy tay bỏ đi mảnh rải rách trong tay, liếc nhìn Tiêu Viêm đã lui về sau, lạnh nhạt cười, sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng. Bác Tinh đấu tông quả nhiên hơn xa rất nhiều nhất Tinh đấu tông, nếu không phải hắn có Tam Thiên Lôi Động thì chỉ sợ đã bị thương trong tay Ngô Thần nhưng mà so với lần chạy trối chết khi gặp phí thiên trước kia thì tình huống bây giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hiện tại tiêu viêm có chút chật vật nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ được, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta mà không thi triển vật nộ hỏa liên thì sẽ không kiên trì đến cùng được rồi, tiêu viêm thầm nghĩ, lẩm bẩm nói, cũng đến lúc kết thúc rồi, ngô thần bình thản nhìn tiêu viêm đang lui về sau, cước bộ lại lần nữa động ngay khi bàn chân của Ngô Thần vừa hạ xuống thì Tiêu Viêm cũng ngừng lại không lui về sau nữa. Hắn đạp mạnh chân một cái, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi làm cho phiến đá cứng trắng bị chấn thành tro bụi. Tay áo hắn vung lên một cái làm cho tro bụi tràn ngập ra phía trước, làm cho tầm mắt của người trước bị che đi. Nhưng khi nhìn thấy tro bụi tràn ngập khắn nơi thì Ngô Thần không những bị đình trệ lại mà còn cười lạnh một cái. Thân hình vèo một cái đã dữ dội lướt tới. Ngay khi Ngô Thần vượt qua đám tro bụi kia đang chuẩn bị tiến công thì lại có một thân ảnh từ bên trong thoát ra sau đó có một luồng ngân quang lóe lên ở phía xa tiêu viêm muốn trốn còn muốn chạy tốc độ của đạo thân ảnh kia tuy cực nhanh nhưng vẫn bị ngô thần phát hiện hắn thoáng sửng sốt một chút rồi cười lạnh một tiếng thân hình vừa chuyển thì đã hiện ra ngay trước mặt đạo thân ảnh đó bàn tay to màu đỏ mạnh mẽ vỗ một cái lên lưng của tiêu viêm một chữ này vô cùng mạnh mẽ cổ lực đạo đó trực tiếp chụp lấy tiêu viêm rồi quăng ra phía xa trong những tiếng kinh hô sợ hãi của đám người chung quanh. Tiêu viêm bị quăng ra xa đến cả trăm thước, lúc rơi xuống mặt đất trực tiếp làm cho sàn nhà cứng rắn đó phải nứt ra, hiện lên vô số khe nứt. Trên bậc thang, không ít trưởng lão phần viêm cốc cũng phải biến sắc, đường hỏa nhi thì lại lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, nàng không ngờ rằng tiêu viêm lại lộ ra sơ hở đến như vậy. Thân hình tiêu viêm rơi trên mặt đất, thân thể hơi lão đảo một chút vừa muốn đứng lên thì ngô thần đã cau mày lại, thân hình vừa động thì cánh tay của hắn đã đặt lên trên cổ của tiêu viêm, sau đó chậm rãi đưa lên, thản nhiên nói, nhận thua đi, lão phu nếu muốn giết ngươi thì ngươi đã sớm mất mạng. Tiêu viêm bị ngô thần chụp lấy cổ, hai chân hơi dễ dãy trông có vẻ thống khổ vô cùng. Nhưng trên khuôn mặt tái nhật lại hiện lên nụ cười quỷ dị, khàn khàn nói, chính hồi, nghe thấy lời này của tiêu viêm thì bỗng nhiên ngô thần hơi nao nao còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại thì tiêu viêm đang bị hắn chụp lấy cổ nổ ầm một tiếng rồi lặng yên biến mất đột ngột xuất hiện một màn như vậy thì làm cho đại đa số mọi người ở đây đều sững sờ ngay cả đương sự là ngô thần cũng không hiểu nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại rồi đột nhiên nhìn sang chỗ đang tràn ngập tro bụi lúc nãy kia giờ phút này thì đám tro bụi đã dần dần tan đi mà trong đó có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đang bước ra một lúc sau thì một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi đã xuất hiện giữa mọi người, linh hồn phân thân, sắc mặt ngô thần hơi trầm lại. Một lát sau thì trong miệng đã phát ra bốn chữ, nhìn thấy sắc mặt ngô thần như vậy thì tiêu viêm không khỏi cười. Lão gia hỏa này rốt cuộc cũng bị hắn đùa giỡn một phen, ngay cả đánh linh hồn phân thân mà cũng thống khoái như lúc nãy ư, đừng chấn thấy như vậy thì chậm rãi gật đầu, trong mắt có chút tán thành cách làm của tiêu viêm trong thời khắc mấu chốt mà tiêu viêm có thể sử dụng cách này để dẫn dắt ngô thần phân tâm thì quả là rất giỏi, hơn nữa, nếu như linh hồn phân thân kia mà mạnh hơn chút nữa thì sợ rằng có thể trụ qua cả 10 hồi rồi. Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh lại thở vào nhẹ nhõm một hơi, hơi che miệng nói, tên tiêu viêm này đúng là giảo hoạt mà. Mà lúc này đây, ngô thần với sắc mặt âm trầm đang nhìn tiêu viêm mỉm cười, một lát sau hít vào một hơi, chậm rãi nói, lão phu quả thật xem thường ngươi nhưng ngươi không cần cao hứng như vậy đâu còn một hồi cuối này lão phu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình âm thanh vừa phát ra thì trong mắt ngô thần cũng hiện lên vẻ ngoan độc hiển nhiên bị tiêu viêm lừa một vố như vậy làm cho hắn có cảm giác cực kỳ mất mặt mũi một loại ánh sáng ngọc màu đỏ trắng không ngừng như hỏa diễm từ trong cơ thể ngô thần trào ra một lát sau thì ngay cả màu trắng cũng chuyển thành màu đỏ rực nhìn ngô thần lúc này toàn thân đỏ rực giống như một hỏa thần từ trên buông xuống càng ngập khí thế làm người khác phải sợ hãi đám người đường chấn trên bậc thang thấy khí thế của ngô thần như vậy thì đều hơi đổi sắc ai trong đám người này cũng biết là ngô thần đã bắt đầu vận toàn lực rồi nhưng đối với một hậu bối mà làm như vậy thì đúng là khi dễ người quá mà lão gia hỏa này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ mà da mặt cũng dày quá rồi đường chân chậm rãi nói trong âm thanh tràn đầy sự tức giận ai cũng có thể nhận ra lúc này đây thì vị cốc chủ phần viêm cốc cũng nổi giận thật rồi nhị trưởng lão ở một bên định nói gì nhưng cảm thấy bi áp kinh khủng của đường chấn thì cũng chỉ ngậm miệng lại hắn cũng chưa từng dự đoán được là ngô thần lại bị tiêu viêm ép tới mức này đối với lửa giận của đường chấn thì ngô thần lại không hề cảm nhận được bởi vì giờ phút này trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận lấy thực lực của hắn mà lại bị tiêu viêm đùa giỡn như vây đây chính là điều làm hắn khó có thể tiếp nhận được huống chi còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Nói xong câu đó thì ngô thần vung tay lên, lập tức có những khe nứt không gian lan tràn ra khắp nơi, rồi chợt điểm chân một cái, ầm, ầm, một âm thanh ro rõ vang lên, thân thể ngô thần hóa thành một đạo cầu vòng đỏ rực nhanh như một tia chớp xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu tiêu viêm, khuôn mặt già nua của hắn lúc này cũng vô cùng dữ tợn, thái ớt hỏa la trưởng, bàn tay cực lớn giờ phút này cũng bị một đạo hồng quanh chói mắt bao phủ, sau đó lấy một thanh thế khổng lồ trực tiếp đánh xuống Tiêu Viêm ở phía dưới, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn luồng hỏa diễm đang bao phủ trên đầu mình thì hắn cũng chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay vừa nâng lên thì một đóa hỏa liên tam sắc tinh xảo đã hiện ra ngay giữa bàn tay. Đóa hỏa liên tam sắc vừa xuất hiện thì sắc mặt Đường Chấn bỗng trở nên biến sắc hẳn đi. Đóa hỏa liên tam sắc chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, mà theo sự chuyển động của nó thì không gian chung quanh cũng bị rung động hẳn lên từng khe nước không ngừng lan tràn ra, làm cho người khác thấy lạnh cả người. Đóa hỏa liên vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng trong không gian chung quanh cũng trong nháy mắt mà cùng bạo hẳn lên, hơn nữa độ ấm cũng tăng cao hơn. Dị tượng như vậy làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ trong lòng. Cho dù là đường chấn thì biểu tình trên khuôn mặt lúc này cũng tràn đầy sự khiếp sợ. Trong đóa hỏa liên tam sắc kia có cất giấu một cổ lực lượng hủy diệt đáng sợ, hơn nửa loại lực lượng này còn gây cho hắn một cảm vô cùng quen thuộc đây là năng lượng của dị hỏa trong lòng suy nghĩ một chút đồng tử đường chấn lập tức co lại mà trong đám người cảm nhận được của lực lượng kinh khủng đó thì tất nhiên có cả đương sự ngô thần bởi vì khoảng cách của hắn gần nhất cho nên đối với của lực lượng hủy diệt trong đó hắn cũng cảm thụ được rõ nhất dưới cái lực lượng đó thì vị trưởng lão phần viêm cốc này rốt cuộc hiện ra vẻ mặt khó tin Hắn có nghĩ thế nào thì cũng không thể hiểu được là vì sao một nhất tinh đấu tông như tiêu viêm lại có thể thi triển ra loại lực lượng khủng bố khiến cho hắn phải rung động đến thế này. Làm sao có thể? Trong mắt biến hóa một chút, một lát sau thì ngô thần cũng mạnh mẽ cắn răng một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Hỏa liên của tiêu viêm tuy khủng bố nhưng thái ức hỏa la trưởng của hắn cũng không phải là vật để không, nếu cùng nhau đối thì cũng chưa biết là ai chết về tay ai. Không thể không nói ngô thần là lão quái thành tinh. Ở ngay thời khắc này thì không những lão không bị hỏa liên kinh sợ mà còn trong nháy mắt bột phát ra chiến ý mạnh hơn, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, ngay thời khắc này nếu như tiến tới thì còn có thể thẳng, nhưng nếu lui thì thua là không thể nghi ngờ, mặc kệ có phải là thật hay không, nhưng nếu không cẩn thận thì đóa hỏa liên tam sắc mỹ lệ này sẽ phải khiến hắn vô cùng chật vật chứ không nói chơi, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy thì vẻ ngoan độc trong mắt ngô thần ngày càng đậm hơn đấu khí bàn bạc trong cơ thể giống như một cơn hồng thủy đang gào thét, trên bàn tay lớn đang không ngừng phát ra ánh hào quang chói mắt kia thì giờ phút này lại có một cái phù văn hình ngọn lửa đang như ẩn như hiện lên ngay giữa bàn tay, quang mang chói mắt khiến cho không ít người phải vội vàng nhắm mắt lại, thái ất hỏa la trưởng, hỏa la kinh thiên địa, hét lớn một tiếng lên, đấu khí trong cơ thể ngô thần cũng tăng vọt, đôi bàn tay to kia chỉ trong chớp mắt đã bành trướng ra thêm gấp 8 lần, nhìn từ xa giống y như một cái màn to lớn đang đánh xuống vậy. Theo tiếng quát này thì cổ năng lượng cùng bạo trong cái phù văn hình ngọn lửa ngay giữa lòng bàn tay của ngô thần cũng trong nháy mắt đã tăng vọt lên. Tam trưởng lão lại thi triển chiêu mạnh nhất của thái ất hỏa la trưởng ư. Nhìn thấy bàn tay của ngô thần bành trướng đến mức như thế thì nhất thời có không ít tiếng kinh hô vang lên. Không có ai dự đoán được rằng chỉ là một cái khảo nghiệm mười hồi mà thôi, nhưng cuối cùng lại thành cục diện sống mái như thế này mà đám trưởng lão cũng hiểu rõ là giờ phút này Ngô Thần đã vận dụng toàn lực lực lượng bát tinh đấu tông của hắn, mà người khởi xướng toàn bộ việc này lại chỉ là một tên thanh niên nhất tinh đấu tông mà thôi. nghĩ đến đây thì không ít người có cảm giác hoảng hốt. chênh lệch giữa bát tinh và nhất tinh không phải là trò đùa lấy ra dẫn đâu a? À. đối với việc ngọn lửa trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra hào quang dữ dội, sắc mặt tiêu viêm vẫn chưa vì vậy mà chưa có biến hóa. Ngô Thần này làm cho hắn có cảm giác chán ghét đối với mười hồi khảo nghiệm này thì tên ngô thần này chưa bao giờ cho hắn một chút cơ hội để làm được điều này thì hắn không hề ngần ngại sử dụng hết lực lượng của mình cho dù có trả giá đến đâu thì cũng không hề muốn tiêu viêm có được thiên hỏa tam huyền biến trong lúc ra tay bản thân ngô thần này cũng đã đều ra chiêu rất nặng nếu không phải tiêu viêm còn lưu lại thủ đoạn thì sợ kết cục cũng sẽ không tốt lắm mà đến bước này đây thì tiêu viêm cũng phải nhẫn tâm mà sử dụng ra hỏa liên tam sắc ngươi đã không muốn tha cho ta vậy thì ngươi cũng phải trả giá thật đắt cho điều đó đi. Vẻ ngoan độc dần hiện lên trong con mắt đen kịch, bàn tay tiêu viêm mạnh mẽ vung lên, đóa hỏa liên tam sắc kia đã bạo suốt rồi. Mà cũng trong lúc đó, ngô thần đã gầm lên một tiếng trống giận, thái ớt hỏa la phù, tiếng hô vừa phát ra thì hào quang của đạo phù văn ngọn lửa trong lòng bàn tay bỗng nhiên tăng vọt lên, rồi đạo phù văn đó bỗng nhiên thoát khỏi lòng bàn tay của ngô thần, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng kinh người nhanh chưa chớp đánh xuống, Lúc đánh xuống thì lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho cả không gian phải rung động lên không thôi, ánh sáng cầu vồng của hòa quang của đóa hỏa liên cùng lóe lên rồi chỉ trong chớp mắt đã có vô số luồng ánh sáng lóe lên mạnh mẽ như mặt trời tỏa vậy, sau đó dưới cái nhìn gắt gao của Ngô Thần cùng Tiêu Viêm, hai cổ năng lượng đó va chạm vào nhau, hai người vừa mới chạm vào nhau thì dường như cả phiến thiên địa này đều rơi vào trong tĩnh lặng, vô số người ở đây cũng nín thở theo dõi cuộc chiến này. Ầm um, loại yên tĩnh này chỉ vẻn vẹo kéo dài được trong chốc lát, sau đó một cổ năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra, phốt, cổ năng lượng này vừa mới xuất hiện thì dường như có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên người của tiêu viêm cùng ngô thần, lập tức hai người dường như gặp phải một đòn vô cùng nặng nề, lập tức phun ra một bụng máu tươi, thân thể như một con diều đứt dây bay ra xa rớt xuống mặt đất, sau đó bị kéo lùi ra sau hơn trăm trượng thì mới dừng lại sau khi hai người bị chấn lui đi thì cổ năng lượng do hai người sản sinh ra lại càng lúc càng khổng lồ trong đó hỏa diễm ngập trời không chỉ làm cho nhiệt độ của phiến thiên địa này đột nhiên tăng lên mà còn làm cho năng lượng ở chung quanh cũng dữ dội hơn vào thời khắc này thì không hề có ai dám tùy ý đem những luồng năng lượng đó hấp thu vào thể nội cả luồng năng lượng đó như một cơn bão khổng lồ hơn trăm trượng trải dài khắp cả trong sơn cốc mà cổ uy áp từ trong cơn bão năng lượng này sinh ra khiến cho tất cả những cường giả ở đây phải biến sắc không thôi mảnh đất trống ở ngoài đại điện giờ phút này cơ hồ đã bị chấn thành bụi phấn hơn nữa năng lượng trong cơn bão đó lại không hề có dấu hiệu yếu đi ngay bây giờ mà còn ngày càng khuếch tán ra làm cho những cây đại thụ ở phía xa cũng bị chấn nát trước đại điện tất cả các trưởng lão của phần viêm cốc kể cả vị nhị trưởng lão kia cũng phải hít một hơi lạnh thật sâu bọn họ đều có thể cảm giác được nếu giờ này mà bọn họ bị cuốn vào cổ năng lượng đáng sợ trên bầu trời kia thì cho dù không chết cũng phải bị lột da mất sắc mặt đường chấn lúc này đã vô cùng âm trầm, ao cũng không ngờ sự tình lại tới mức này. Chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi, nhưng giờ đây lại tạo ra hậu quả muốn tiêu diệt trọn cả phần viêm cốc, nếu như còn không ra tay thì chỉ sợ phần viêm cốc sẽ bị cơn bão này làm cho hỏng hết. Sau khi yên lặng chờ một chút thì đường chấn chỉ đành thở dài một hơi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão bên cạnh một cái, cảm nhận được ánh mắt của đường chấn thì nhị trưởng lão hơi rung lên, chợt cười khổ hắn cũng biết sự việc như thế này thì đã chọc giận đường chấn rồi nhưng thân là trưởng lão thì hắn cũng phải ra mặt quản lý a dù sao thiên hỏa tam huyền biến cũng không phải là vật tầm thường đường chấn cũng không để ý tới khuôn mặt phát khổ của nhị trưởng lão bàn chân chậm rãi bước ra một cái rồi chợt như thuấn di đã xuất hiện trước mặt cơn bão năng lượng khổng lồ kia đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vẽ một cái trong hư không thì đã có một đường màu đen không gian thật lớn xuất hiện hai tay của hắn đưa vào trong đường màu đen không gian này sau đó đột nhiên kéo một cái, dưới lực kéo này thì không gian nhất thời vỡ ra thành một cái khe nứt khổng lồ vài chục trượng, bên trong cái khe đó lộ ra một khoảng không hắc ám sâu không thấy cuối, làm cho người khác lúc nhìn vào có cảm giác tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Cái bổn sự kinh thiên xé rách không gian này thì sợ rằng chỉ có cường giả cảnh giới đấu tôn mới có thể làm được. Đi, bàn tay Đường Chấn Hơi đưa ra trước mặt cơn bão khổng lồ kia sau đó nắm chặt lại. Bỗng nhiên cơn bão năng lượng kia bị đình trệ lại rồi dường như bị đường chấn dùng một loại lực lượng nào đó trực tiếp đưa vào trong cái khe nước đen nhánh kia. Cơn bão năng lượng vừa mới bị ném vào trong cái khe nước thì khe nước cũng nhanh chóng khép lại, sau đó chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy gì nữa. Mà cùng biến mất với nó thì còn có cơn bão năng lượng khủng khiếp lúc nãy. Nhìn thấy cơn bão kinh khủng kia biến mất thì các đệ tử phần viêm cốc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi ai nấy cũng lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nếu hôm nay không phải có đường chấn xuất thủ thì sợ rằng nơi đây sẽ biến thành một mảnh phế tích rồi. sau khi thu thập hết cơn bão năng lượng thì đường chấn cũng thở ra một hơi, rồi đem bàn tay có chút trung rễ thu vào trong tay áo. đối với thái ất la hỏa trưởng thì hắn vô cùng hiểu rõ, trưởng pháp này không có khả năng tạo ra cơn bão năng lượng kinh khủng đến như vậy. xem ra cơn bão khi này đã bị đóa hỏa liên kia dẫn dắt ra. tiêu viêm này quả nhiên không phải người bình thường, cư nhiên có thể đem uy lực của dị hỏa phát ra đến như thế. Phần viêm cốt ta điều khiển Cửu Long lôi cương hỏa nhiều năm như thế nhưng cũng chưa đạt đến trình độ này bao giờ cả, quả nhiên là bất phàm a." À. Đường Chấn khẽ nói, không khỏi nổi lên lòng ái tài. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Viêm có trình độ như vậy thì hẳn đã có lão sư thì trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Đường Chấn lúc này đang đứng ở trên không trung, ánh mắt hơi nhìn qua Tiêu Viêm và Ngô Thần. Mà bản thân hai người này thì lúc này đã từ từ đứng dậy, hai bên nhìn nhau vô cùng gay gắt, mười hồi đã qua, ngô thần, ngươi thua, đường chấn chậm rãi từ trên không trung đi xuống, sau đó thản nhiên nói, nghe thấy lời của đường chấn thì ngô thần đang có chút bần thần lại ngẩn ra, sau đó cũng chỉ có thể không cam lòng mà cắn chặt răng, hắn không nghĩ tới là lần này cư nhiên bị lật thuyền trong mương bởi một hậu bối như thế, tuy trong lòng không phục, nhưng khi nghĩ đến cơn bão năng lượng ban nảy thì cả người không khỏi run lên. Nếu như khi nãy mà hắn bị cuốn vào trong đó thì chỉ sợ hôm nay còn bị thương nặng hơn. Tiêu viêm xóa đi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt hơi có chút tái đi. Nhưng trong lòng lại có hơi chút nóng lên, hỏa liên tam sắc trước kia không thể nào đấu với bác tinh đấu tông, nhưng hiện giờ lại có đủ rồi. Điều này đồng nghĩa là sau này có đấu với các cường giả như vậy thì hắn cũng có thêm một hậu chiêu nữa. Ánh mắt đường chấn nhìn về tiêu viêm, mỉm cười, âm thanh cũng hiền lành đi không ít. Nếu như ngô thần đã thua vậy thì theo ước định, thiên hỏa tam huyền biến cũng nên đưa cho tiêu viêm. Nghe thấy lời này của Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm ở trong lòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướng khó có thể che giấu được, liền trịnh trọng ôn quyền, đa tại Đường Cốc chủ, Đường Chấn khoát tay áo, nói: "Cái này hoàn toàn là do ngươi dựa vào sức mình, lão phu cũng chỉ giúp một phần nhỏ. Lần thảo nghiệm đấu 10 hồi này thì hoàn toàn là do Tiêu Viêm dựa vào sức mình, nói đến thì hắn cũng không giúp gì cả." Đường Cốc chủ khách khí rồi, nếu như không có ngài thì sợ rằng ngay cả cái khảo nghiệm này cũng không có, tiêu viêm cười. Thực ra đối với đường chấn hắn có cảm giác không tồi, người này tuy có một thân thực lực sâu không lường được nhưng lại không hề có chút cao ngạo của cường giả đấu tôn, so với lôi tôn giả của phong lôi các thì có thể nói là vô cùng bình dị và gần gũi, đường chấn cười cười, cũng không có nói với tiêu viêm nữa, mà quay đầu nhìn nhị trưởng lão ở trước đại điện, thản nhiên nói, nhị trưởng lão, tiêu viêm đã thuận lợi thông qua khảo nghiêm rồi, ngươi còn có muốn nói gì không? Nghe vậy, nhị trưởng lão lại là cười khổ một tiếng, chật thở dài gật gật đầu, nói, nếu tiêu viêm dựa theo ước định thông qua khảo nghiệm, như vậy lão phu tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, hết thảy theo ý của cốc chủ đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão không nói gì nữa, đường chấn cũng hơi gật đầu, chợt nhìn qua chung quanh rồi nói, tất cả về chỗ cũ đi. Nghe thấy lời này của đường chấn thì phần đông đệ tử phần viêm cốc chung quanh nhất thời cung kính đạp lại, sau đó hơi nhìn lén qua tiêu viêm, rồi tiếp tục thấp giọng trò chuyện với nhau rồi lui ra sau. Trong lúc mơ hồ thì những người còn ở lại vẫn có thể nghe thấy những tiếng kinh hô từ xa truyền đến, hiển nhiên biểu hiện của tiêu viêm đã làm cho họ rung động vô cùng. Ngô thần đứng ở trên mảnh đất trống hơi hỗn độn mà sắc mặt biến hóa không thôi, một lúc lâu sau thì chỉ đành vung tay áo lên một cách không cam, nhìn tiêu viêm một cái rồi không nói gì thêm nữa nhìn thấy không ai phản đối nữa đường chấn nhìn về tiêu viêm cười nói đi theo ta vừa dứt lời thì hắn liền đi vào một chỗ sâu trong cốc đường hỏa nhi nhanh chân đuổi theo tiêu viêm hơi do dự một chút rồi cũng vội vàng đi theo thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc cho nên phải được lưu trữ trong đấu kỹ các đường hỏa nhi cùng tiêu viêm đi theo phía sau đường chấn sau đó nàng ta nhìn tiêu viêm thấp giọng cười nói Tiêu viêm nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Hắc hắc, tiêu viêm này, cái hỏa liên bang nảy của ngươi là cái gì vậy, cấp bậc đấu kỹ nào? Vì sao uy lực lại kinh khủng đến thế? Nhìn thấy tiêu viêm không muốn nhiều lời thì tính tình của đường hỏa nhi lại có chút không chịu nổi, sau khi chờ một lúc sau thì cũng thấp giọng hỏi. Mà ngay khi đường hỏa nhi nói ra lời này thì cước bộ của đường chấn ở phía trước cũng hơi chậm lại một chút. Tiêu viêm cười cười, hời hợt nói, cái hỏa liên đó là do ta dùng dị hỏa ngưng tụ ra thôi cho nên uy lực cũng không tồi. Nhưng dùng thứ này thì cũng phải tiêu hao rất nhiều đấu khí, Phật nộ hỏa liên là con bài chưa lật của Tiêu Viêm. Năm đó thì nhiệt huyết của hắn nhất thời dâng lên cùng với vài phần vận khí thì đã chế tạo ra được Phật nộ hỏa liên này, hiện giờ, trải qua nhiều năm hoàn thiện thì uy lực Phật nộ hỏa liên đúng là càng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, hiệu quả của nó cũng hơn xa các đấu kỹ mà Tiêu Viêm đang tu tập. Vì vậy, đối với việc này thì tiêu viêm cũng không muốn nói với người ngoài quá nhiều, mặc dù hắn rất có hảo cảm với đường hỏa nhi cùng đường chấn nhưng Phật nộ hỏa liên có liên can quá lớn đến hắn, cho nên hắn cũng không muốn nói nhiều ra. Đối với câu trả lời này của tiêu viêm thì đường hỏa nhi có chút không hài lòng lắm, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người ngốc, cho nên cũng không hỏi tới vấn đề đó nữa, lập tức cười duyên một cái rồi chuyển sang chuyện khác. Khi cùng với đường hỏa nhi nói chuyện phím thì đá vụn dưới chân cũng bớt dần đi, đợi đến khi tiêu viêm phát hiện đường chấn đã dừng bước lại ở phía trước thì mới ngẩng đầu lên. Giờ phút này thì đây đã là điểm cuối của con đường đầy đá vụn, phía trước có một kiến trúc được che giấu tờ NG những hàng trúc xanh ung tùng, trong lúc mơ hồ thì có thể thấy được trên tòa kiến trúc đó có ba chữ to, đấu kỹ cắt. Đây chính là đấu kỹ cắt của phần viêm cốc ta, bình thường thì cấm người tiến vào, đường hỏa nhi nói nhỏ với tiêu viêm. Tiêu viêm đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ gật đầu rồi khẽ đưa mắt nhìn sang chung quanh. Trong lúc mơ hồ thì hắn có thể cảm giác được xung quanh đây còn có những đạo hơi thở cường đại, hiển nhiên là hộ vệ của đấu kỹ các Đi theo ta, thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốt ta, cho nên chỉ có thể ở đây mới có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đường chấn phất phất tay với tiêu viêm, sau đó đến gần cái lầu cắt kia, tiêu viêm vội vàng bước theo. Ngay khi cước bộ ba người dừng trước đấu kỹ cắt thì lập tức có ba đạo thân ảnh từ trên đỉnh lầu cắt lướt xuống, hóa thành ba lão giả mặc áo bào màu hồng sau đó không mình hành lễ với đường chấn. Ba vị trưởng lão, xin hãy mở ra đấu kỹ cắt đi. Đường chấn vất vất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy thì ba lão giả hơi nhìn qua tiêu viêm một chút, nhưng sau đó cũng gật đầu, rồi đồng thời tay kết xuất ra ba đạo án pháp. Từng đạo hào quang màu hồng từ trong tay ba người phát ra, sau đó bay tới đại môn đang đóng chặt ở trước mặt. Sau khi bị đạo ánh sáng màu hồng đó đánh trúng thì đại môn kia nhất thời nổi lên từng cơn sóng dao động kịch liệt, rồi từ bên trong phát ra tiếng động kẻo kẹt, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra, đường chấn dẫn đầu đi vào bên trong, hai người tiêu viêm cũng bước theo. Sau khi đi vào bên trong thì ánh sáng đã mờ đi rất nhiều, đập vào trong mắt của ba người chính là những cái tủ chính tề rất cao, trên giá gỗ của những cái tủ này còn có những quyển trục màu sắc khác nhau, nhưng đường chấn cũng chưa dừng lại ở đây mà tiếp tục lên lầu. Tòa lầu các này tổng cộng có ba tầng, ba người tiêu viêm đi thẳng lên đến lầu thứ ba thì mới dừng chân lại. Diện tích tầng thứ ba của đấu kỹ các cũng không quá lớn, nhìn đi thì lại có chút trống trải, mà ở trong bốn góc thì lại được bao phủ bởi một tầng quang mang nồng đậm khiến cho không gian chung quanh có cảm giác bị bẻ gãy. Hiển nhiên những đồ vật ở nơi đây đã được cấm chế phòng hộ, đừng có đụng đến mấy thứ đó, nếu không sẽ có chút phiền toái, đừng chấn nhắc nhở tiêu viêm một câu, sau đó đi tới chỗ giữa của tòa cát, ở đó có một đoàn hồng quang đang lơ lửng, mười ngón tay của hắn khẽ chạm giữa một cái thì hồng quang dần tiêu tán đi, sau đó lộ ra một cái thủy tinh cầu nhỏ màu đỏ, thủy tinh cầu màu đỏ trôi nổi giữa không trung, phát ra quang mang nhẹ nhẹ. Nếu như nhìn vào thì có thể thấy trong thủy tinh cầu tràn ngập vô số ký hiệu kỳ dị, trông vô cùng thần bí. Đây là thủy tinh truyền thừa của phần viêm cốc ta, trong đó không chỉ có đầy đủ phương pháp tu luyện thiên hỏa tam huyền biến mà còn có những cải biến cùng với kinh nghiệm của các tiền bối phần viêm cốc đối với nó đường chấn lạnh nhạt cười nói. Nghe vậy thì trong mắt tiêu viêm hiện lên một chút lửa nóng, điều này có chút ngoài dự kiến của hắn. Nguyên bản hắn tưởng rằng đường chấn chỉ đưa cho hắn một quyển trục thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ mà thôi, chứ chưa bao giờ đoán được rằng đường chấn lại đưa cho hắn bản bí pháp truyền thừa này. Dựa vào cái này thì hắn có thể trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ được một bản thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ, hơn nữa bên trong đó còn có kinh nghiệm của các tiền bối phần viêm cốc. Nói không chừng thì ngày sau hắn vẫn có thể dựa vào sức của mình mà làm cho thiên hỏa tam huyền biến càng thêm cường đại. Đa tạ, hít sâu một hơi, tiêu viên trịnh trọng ôm quyền nói với đường chấn, ngươi cứu hỏa nhi một mạng, đây cũng chỉ là lão phu báo đáp một chút thôi. Dù sao ta cũng chỉ có đứa con gái này, đường chấn khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi hãy đem linh hồn của ngươi dung nhập vào trong đó thì trong nháy mắt sẽ đạt được truyền thừa của thiên hỏa tam huyền biến thôi. Nhưng mà, bởi vì đây là cấm địa của phần viêm cốc cho nên lão phu phải ở lại, đối với điều này thì tiêu viêm không có dị nghị gì cả. Đấu kỹ các đối với bất kỳ thế lực nào cũng là địa phương vô cùng trọng yếu, đường chấn có thể cho hắn vào đây đã là ân huệ lớn lắm rồi, chậm rãi tiến lên, tiêu viêm thở nhẹ ra một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên quả thủy tinh cầu màu hồng kia, sau đó đôi mắt dần nhắm lại. Mà theo đó thì lực lượng linh hồn của hắn cũng theo bàn tay ào ra tràn vào trong thủy tinh cầu lực lượng linh hồn vừa mới vào trong thủy tinh cầu thì đột nhiên thân hình tiêu viêm hơi rung lên, trong đại não cũng nổ ầm lên một tiếng, một lượng lớn tin tức như thủy triều dâng lên vậy, liên tục tràn vào trong đầu của tiêu viêm. Khi tiếp nhận của tin tức khổng lồ này thì cho dù lấy năng lực hiện giờ của tiêu viêm cũng cảm thấy có chút choáng váng. Nhưng mà, bởi vì tiêu viêm nhắm mắt lại ngưng thần cho nên cũng không phát hiện khi lực lượng linh hồn của hắn trào vào thủy tinh cầu thì nhất thời từ trong thủy tinh cầu bạo xuất ra những luồng ánh sáng màu đỏ sậm cực kỳ bắt mắt. Cổ ánh sáng đó mạnh đến nỗi làm cho cả tòa đấu kỹ các này gần như là tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ. Bên cạnh đó, đường chấn cùng đường hỏa nhi cũng bởi vì sự biến hóa này mà trợn mắt há mồm lên, sau đó hai người nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là thủy tinh cầu truyền thừa này thực chất cũng là một kiểu khảo nghiệm năng lực tu luyện, nếu như thiên phú tu luyện của tu luyện giả cao thì sẽ làm cho thủy tinh cầu phát ra hào quang chói mắt lúc trước thì đường hỏa nhi cũng đã từng làm cho hào quang phát ra, nhưng nếu so với những gì mà tiêu viêm làm được hiện giờ thì đúng như là đong đóm so với ánh trăng rằm vậy, đường hỏa nhi chấn kinh một hồi rồi thì lẩm bẩm tự nói. Lúc này nàng mới nhớ tới là nàng có từng hỏi tiêu viêm là vì sao có hứng thú với thiên hỏa tam huyền biến đến thế, tiêu viêm có nói là nó vô cùng thích hợp với hắn. Lúc bấy giờ nàng còn tưởng rằng đối phương nói đùa, nhưng xem biến hóa đang diễn ra thì những lời nói đùa ấy lại trở thành sự thật thiên hỏa tam huyền biến này dường như là vì người này mà sinh ra vậy vẻ khiếp sợ trong mắt đường chấn dần tiêu tán đi mà thay vào đó là vẻ tiếc nuối không thôi ai nếu như người này là đệ tử phần viêm cốc ta thì chỉ sợ qua không bao lâu phần viêm cốc sẽ lại có một nhân vật kinh thiên như lão tổ phần viêm năm xưa phần viêm lão tổ đường hỏa nhi ở bên cạnh nghe thấy mấy lời của đường chấn thì lẩm bẩm nói hơi nao nao Đối với nghi ngờ của Đường Hỏa Nhi thì Đường Chấn cũng chỉ cười rồi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đắm chìm trong thế giới truyền thừa của thủy tinh cầu. Sau đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía đỉnh tháp, trong mắt toát lên vẻ tôn sùng, Phần Viêm lão tổ cũng là người sáng lập ra Phần Viêm Cốc ta. Cũng đã quá lâu rồi cho nên có rất nhiều người đã có một chút quên đi người này, một người đã từng kinh sợ toàn bộ các cường giả đỉnh cấp của đại lục. Nghe vậy thì Đường Hỏa Nhi không khỏi cắn lưỡi một cái đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên phần viêm lão tổ này xem ra cái quá lâu kia cũng thật là lâu a à. phần viêm lão tổ rất mạnh sao Đường hỏa nhi có chút tò mò nói dường như nàng rất có hứng thú đối với vị nhân vật trong truyền thuyết này đâu phải chỉ là mạnh theo như phụ thân được biết thì vào thời đại đấu khí đại lục năm xưa thì có năm vị trí cường giả năm người này chính là những người có thực lực đỉnh cấp nhất đại lục mà phần viêm lão tổ chính là xếp thứ nhất trong năm người năm người này đều là những người có thực lực thông thiên cách đấu đế cũng chỉ một bước mà thôi đường chấn chậm rãi nói trong lời nói còn ẩn chứa sự kính sợ với các vị trí cường giả đó đấu đế khi nghe những lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của đường hỏa nhi hơi rung động cái tên gọi đó không cần phải vẽ vời thêm gì nhưng lại phát ra uy áp vô cùng khiến cho tất cả mọi người có cảm giác mình rất bé nhỏ vậy bốn vị trí cường giả còn lại kia là ai đường chấn hơi do dự một lúc sau mới nói ra bởi vì đã quá lâu rồi nên phụ thân cũng không nhớ tên gọi của bốn người đó nhưng lại biết được thế lực của ba người này đó là cổ tộc hồn điện đan thác đó đều là những thế lực đứng đầu hiện giờ đường hỏa nhi sợ hãi thang chợt kỳ quái hỏi tiếp vậy người còn lại là ai phụ thân là thế lực nào chẳng lẽ là hoa tông hay thiên minh tông đường chấn chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt cũng có chút mơ màng nói ra người này không hề thuộc các thế lực đứng đầu trung châu hiện giờ nhưng mà đối với tên của người này thì phụ thân lại nhớ bởi vì theo những gì ghi lại thì vị trí cường giả này lại có giao tình với phần viêm lão tổ nghe nói thiên hỏa tam huyền biến còn là do hắn sáng tạo ra thiên hỏa tam huyền biến là do vị trí cường giả đó tạo ra nghe vậy thì đường hỏa nhi cũng vô cùng kinh ngạc có chút khó tin theo những gì ghi lại thì đúng là như thế bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên cũng không biết chính xác hay không đường chấn gật gật đầu nói Vị trí cường giả thần bí này tên gì vậy phụ thân? Đường Hỏa Nhi càng hiếu kỳ hơn, vội vàng hỏi. Đường chấn hơi vuốt chòm râu, suy tư một lát rồi có chút không chắc chắn nói, hình như là tiêu, tiêu huyền thì phải. Ai, cũng lâu rồi phụ thân chưa xem lại mấy cái ghi chép đó cho nên cũng không nhớ rõ. Mà ở thời đại đó thì thế lực phần viêm cốc không hề yếu hơn so với hồn điện bây giờ đâu, nhưng mà đáng tiếc là sau này phần viêm cốc không có xuất hiện nhân vật nào như lão tổ, cho nên cũng dần dần kém hơn cái hồn điện này. Nói đến đây thì dường như đường chấn cũng có chút nghẹn ngào, tiêu huyền, đường hỏa nhi thì thầm trong miệng một lát rồi đột nhiên nhìn sang tiêu viêm, cười nói, tiêu viêm này cũng họ tiêu, không biết có quan hệ gì với vị tiền bối tiêu huyền đó không, nghe thế thì đường chấn cũng ngẩn ra, chợt hơi cười nói, thế gian này có quá nhiều người họ tiêu, nếu theo con nói thì chẳng phải những người họ tiêu đều có liên quan đến vị tiền bối đó, đường hỏa nhi hơi thè lưỡi ra, đây cũng là nàng tùy ý nói ra thôi, đương nhiên sẽ không cho là thế, nhưng mà, phụ thân lại cho rằng Tiêu Viêm có thể sánh ngang với Phần Viêm lão tổ chúng ta, có phải quá đề cao hắn hay không? Mặc dù nói Đường Hỏa Nhi đối với Tiêu Viêm có hảo cảm, nhưng trong lòng cũng cho rằng Tiêu Viêm không thể nào so sánh được với vị trí cường giả kia được. Ha ha, không được xem thường người này, phụ thân vẫn có cảm giác Tiêu Viêm này không hề đơn giản đâu, chỉ dựa vào cái tài khống chế dị hỏa kia thì phụ thân đã khen không ngớt rồi. Hơn nữa, hắn cũng chỉ chừng 20 thôi mà đã có tài luyện dược như vậy, ở trên đại lục này những người có thành tựu như vậy không nhiều đầu, mà xét về thiên phú thì cho dù là con cũng không thể sánh kịp hắn rồi. Đường Chấn Hơi nhìn về Tiêu Viêm, không khỏi hiện lên vẻ ái tài, thở dài nói, Đường Hỏa Nhi vẫn cái miệng nhỏ lên, mặc dù có chút không phục nhưng sự thật rành rành trước mắt cho nên cũng chỉ có thể than thở một tiếng thôi nếu như lúc trước khi mà tiêu viêm chưa giao thủ với ngô thần thì nàng còn có tự tin có thể tranh tài một phen nhưng sau khi nhìn thấy hỏa liên đó thì nàng đã mất hẳn đi cái tâm tư kia bởi vì nàng biết rằng nếu như chính nàng đối đầu với hỏa liên đó thì kết cục chỉ có một mà thôi đó là tử vong người tuổi trẻ có thiên phú như vậy nhưng lại không phải là người phần viêm cốc ta con bảo ta sao không tiếc nuối được chứ đừng chấn thở dài một cái nhưng cũng không nói gì nữa tay áo vung lên một cái rồi ngồi xuống mặt đất đầy cho bụi kia để chờ tiêu viêm thức tỉnh lại. Đường Hỏa Nhi thấy thế thì cũng ngồi xuống cùng, mà chỉ trong nháy mắt thì hai người đã ngồi xuống gần một ngày rồi. Trong một ngày này thì tiêu viêm vẫn như một bức tượng vậy, nếu như không phải vì hơi thở của hắn vẫn bình thường thì chỉ sợ đường chấn cũng tự hỏi không biết trong quá trình truyền thừa có xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn không. Mà ở bên trong tòa lầu trống trải này thì thủy tinh màu đỏ rực vẫn không ngừng tán phát ra ánh sáng ngọc màu hồng chói mắt, làm cho cả tầng các này sáng lên như ban ngày vậy mà tiêu viêm ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế hai tay vươn ra trước thủy tinh cầu chẳng qua giờ phút này thì trên da tay của hắn dường như có những đạo ánh sáng màu hồng đang lưu chuyển nhìn qua có chút huyền bí sao mà hắn còn chưa tỉnh lại a à? ban đầu con nhận truyền thừa cũng chỉ mất hơn một canh giờ thôi mà bàn tay ngọc của đường hỏa nhi đưa lên má nhìn tiêu viêm vẫn không có chút động đậy thì không nhịn được nói lên lúc con nhận truyền thừa thì vô cùng nhàn hạ căn bản không có tiếp thu những kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, mà tiêu viêm lúc này đang hấp thu toàn bộ, đường chấn thản nhiên nói, chờ sau khi con học thành rồi thì không phải có thể tiếp tục hấp thu sao, đường hỏa nhi thè lưỡi ra, cười hắc hắc, ai, thực không có biện pháp bắt ép con. Thiên phú của con cũng không có kém, nếu như con chuyên chú hơn thì vị trí cốt chủ phần viêm cốt sau này tất sẽ thuộc về con, hơn nữa. Khi con có thực lực rồi thì những lão gia hỏa kia có nói gì cũng không được cả đường chấn lắc đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nói, ừ ừ. đường hỏa nhi vội vàng gật đầu, dường như sợ đường chấn tiếp tục lại nhảy nữa vậy. vèo, thấy thế thì đường chấn cũng chỉ đành lắc lắc đầu, bỗng nhiên thần sắc hơi tỉnh lại, chuyển hướng nhìn về thủy tinh cầu, chỉ thấy giờ phút này thì ánh sáng ngọc ở đó đang dần tiêu tán đi, mà bản thân tiêu viêm lúc này lại tán phát ra những đạo hồng mang chói lóa, hai con mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra, đã tỉnh rồi. nhìn thấy tiêu viêm mở mắt ra đường chấn cũng vội vàng đứng dậy cười nói thân thể tiêu viêm vẫn đứng sững ngay đó dường như trong đầu còn đang chỉnh tu lại những thông tin khổng lồ vừa mới nhận được cho nên đến một hồi lâu sau thì thân thể mới khẽ rung lên đôi mắt đờ đẫn cũng dần có chút sinh khí sau đó nhìn về đường chấn ông quyền cung kính nói đa tại đường cốc chủ khẳng khái đem tặng tiêu viêm cũng hiểu rõ truyền thừa kiểu này là một loại ưu ái không nhỏ mà hắn cùng với đường chấn cũng chưa có quan hệ quá gần nhưng người này lại đối đãi tốt với hắn như vậy cho nên hắn mới trịnh trọng tạ ơn như thế đối với lời cảm tạ của tiêu viêm thì đường chấn lại tùy ý khoác tay áo cười nói phương pháp tu luyện thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ giờ đã có trong đầu ngươi rồi chứ tiêu viêm gật đầu cười tâm thần vừa động thì trong đại não nhất thời hiện lên một bản tu luyện huyền ảo đúng là một bản đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến trong đó không chỉ có bao hàm cách tu luyện đệ nhất biến mà còn có đệ nhị biến đệ tam biến rốt cuộc cũng đã thu tới tay tiêu viêm lúc này vô cùng kích động nếu như có thiên hỏa tam huyền biến này thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều thiên hỏa tam huyền biến tuy có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực mạnh lên nhưng năng lượng lúc đó cũng vô cùng cuồng bạo vì thế thời điểm khống chế phải vô cùng cẩn thận đường chấn nhắc nhở nói tiêu viêm gật gật đầu đối với điều này thì hắn đã sớm biết qua dù sao hắn cũng đã tu luyện đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến lâu năm đối với việc khống chế loại năng lượng cuồng bạo này đã sớm thuận buồn xuôi gió, nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên xuống dưới đi, đường chấn cười cười, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu, sau đó tiêu viêm cùng đường hỏa nhi theo sát xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, vừa ra khỏi đấu kỹ các, cảm nhận không khí tươi mát thì cũng làm cho tâm tình tiêu viêm vui sướng lên, đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy rồi. Có lẽ tiêu viêm hôm nay cũng phải ly khai thôi, ngày sau nếu có cần tại hạ hỗ trợ gì thì cứ tìm đến là được. Nếu như thiên hỏa tam huyền biến đã tới tay thì cũng không cần thiết phải ở lại phần viêm cốc nữa, tiêu viêm lập tức ôm quyền nói, muốn đi rồi sao, nghe vậy thì đường chấn vốn có tâm muốn giữ lại cũng đành bỏ xuống, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, gật đầu nói, nếu như ngươi đã có chuyện quan trọng thì lão phu cũng không quá giữ nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ rằng, thiên hỏa tam huyền biến không được truyền ra ngoài, ha ha, đường cốc chủ yên tâm, tiêu viêm cũng không phải là người không thức thời tiêu viêm cười gật đầu đối với quy củ này thì hắn tự nhiên hiểu rõ đường chấn cười cười sau đó vỗ vỗ bả vai tiêu viêm nói sau này nếu có thời gian thì có thể tới phần viêm cốc ta làm khách chỉ cần đường chấn ta còn làm cốc chủ thì tiêu viêm ngươi vẫn là khách quý của phần viêm cốc đối với ý tốt của đường chấn thì tiêu viêm cũng mỉm cười sau khi chào hai người xong thì trực tiếp bay về phía của của phần viêm cốc mà hướng nhanh tới sau khi ra khỏi phần viêm cốc thì tiêu viêm vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp đi về phía Thiên Hoàng thành, mà trong lúc đi này thì trong đầu của hắn không ngừng diễn luyện lại phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền biến. Thiên Hỏa Tam Huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, nhưng mà bởi vì tính quá đặc thù của bí pháp này cho nên cũng khó có ai có thể xác định cấp bậc thật sự của nó. Dù sao trong một số người thì bí pháp này đúng là một loại phế vật nhưng nếu như một số cường giả trong tay có các ngọn lửa lợi hại thì lại có khả năng thi triển ra uy lực vô cùng to lớn, tuyệt đối có thể so sánh với các bí pháp địa giai cao cấp, mà may mắn là tiêu viêm đúng là dạng người này, trong người của hắn có thanh liên địa tâm hảo, vẫn lạc tâm viêm, thậm chí là cốt linh lãnh hỏa, cho nên vừa lúc có thể đem thiên hỏa tam huyền biến thi triển tới uy lực tột cùng. Cũng đúng như đường hỏa nhi đã từng nói, loại bí pháp này dường như là vì tiêu viêm mà sinh ra vậy một khi ba loại dị hỏa đồng thời phát ra thì lực lượng tăng phúc tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố tiêu viêm dự đoán nếu như hắn có thể thi triển được thì chỉ sợ cho dù có phải đối mặt với các lão quái như phí thiên hay ngô thần thì cũng có thể chân chính ngay mặt đối kháng với bọn họ mà không cần phải chật vật chống đỡ trong mười hồi như hiện nay nhưng mà mỗi một lần thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì lực lượng sinh ra cũng cực kỳ cùng bạo nếu như cả tam biến cùng trọng điệp lên nhau thì không biết lại đến mức nào mặc dù cường độ thân thể của ta bây giờ đã mạnh nhưng nếu thi triển ra như thế thì sợ rằng cũng khó chống đỡ nổi trên khuôn mặt tiêu viêm hiện ra chút do dự dù sao trong cơ thể của hắn cũng không phải là ngọn lửa bình thường mà lại là bá chủ vạn hỏa dị hỏa lấy ba loại dị hỏa mà cơ sở để thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì sợ rằng cho dù là phần viêm cốc thì cũng chưa từng có người làm như vậy cả dù sao cho dù bọn họ có năng lực tìm được ba loại dị hỏa nhưng nếu không có công pháp thần kỳ như phần quyết thì ai lại có đảm lượng đem cả ba loại dị hỏa cùng tồn tại trong một thân thể xem ra mặc dù đã có bản thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ nhưng việc dùng nó cũng không dễ dàng a à. nếu không cẩn thận thì thân thể của mình cũng bị thương rất lớn chứ không chơi tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng mọi sự đều có tốt có xấu lời này cũng không sai chút nào nhưng cho dù thế nào thì hôm nay cũng coi như hắn có thêm một con bài chưa lật nếu như tới ngày sau mà sử dụng thiên hỏa tam huyền biến thì chắc chắn sẽ cho mọi người phải chấn động. Nghĩ đến đây, tiêu viêm dần thu hồi tâm thần lại, chỉ thấy ở phía xa tầm mắt đã có một bóng ảnh tòa thành hiện ra, cũng không biết chuyện của tiểu y tiên, liễu kình có tin tức nào không? Cái ách nang độc thể của nàng là một phiền toái không nhỏ, dù sao cái thể chất này cũng có thanh danh không tốt lắm, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Tiêu viêm thấp giọng nói một tiếng, rồi sau đó cũng tăng tốc độ lên hóa thành một đạo cầu vòng lướt nhanh về tòa thành thị ở phía xa. Khi vừa tới nơi thì tiêu viêm liền huyền phù trên không trung của thiên hoàng thành, sau đó hạ xuống một chỗ hẻo lánh ở phía tây. Sau khi nhận biết được phương vị của liễu gia thì liền đi tới đó, chỉ sau 10 phút thì tiêu viêm đã tới ngoài trang viên của liễu gia. Mà sau khi hắn tới nơi, còn chưa kịp mở miệng thì mấy tên hộ vệ liền vội vàng đón tiếp, bộ dáng cực kỳ cung kính, nham kiêu tiên sinh à. Thấy một màn như vậy thì tiêu viêm hơi ngẩn ra. Có điều hắn không biết là tên của hắn đã trở thành sự chủ đề bàn tán gây huyên náo ở Thiên Hoàng Thành. Giờ đây ai cũng biết ở Liễu Gia có một vị luyện dược sư trẻ tuổi đã đạt đến thất phẩm. Sau khi biết được chuyện, tuy tiêu viêm có hơi chút buồn bực, nhưng vẫn miễn cười gật đầu. Mà sau khi thấy hắn gật đầu thì sự cung kính trong mắt mấy tên hộ vệ kia càng nồng đậm hơn. Người đứng đầu đám hộ vệ vội cho người đi thông báo cho Liễu Kình, còn bản thân hắn thì dẫn tiêu viêm đi vào bên trong sau khi đi được không bao xa thì tiêu viêm đã liền thấy đám người liễu kình lâm diễm đang vội vã đến từ phía xa cuối cùng ngươi cũng trở về rồi còn tưởng rằng ngươi ở phần viêm cốc có chuyện gì chứ liễu kình bước nhanh tới nhìn thấy tiêu viêm vẫn ổn thì mới thở nhẹ một hơi nhìn tiêu viêm cười nói không có việc gì chỉ là giúp phần viêm cốc luyện chế một loại đang được mà thôi cũng hơi tốn thời gian không có việc gì là tốt nhất nhưng mà gần đây Liễu gia chúng ta bởi vì ngươi mà cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Liễu Kình cười nói, như thế nào? Hiện giờ có rất nhiều thế lực biết Liễu gia có một thất phẩm luyện dược sư cho nên bọn họ đều muốn đến lập một quan hệ, thậm chí họ còn muốn gặp ngươi để có thể có quan hệ lâu dài nữa kìa. Chật chật, luyện dược sư quả nhiên là một chức nghiệp nổi tiếng a. À, Lâm Diễm nói, bộ dáng hâm mộ vô cùng, đúng là tới không ít đâu, trong đó còn có một số thế lực rất mạnh ai trong số họ cũng đều có ý nghĩ mong ngươi làm cung phụng cho bọn họ. Liễu Kình nói, cung phụng thì không thể, ta không muốn phải ngồi ở một chỗ để luyện đan dược cho họ. Tiêu viêm lắc lắc đầu, nói, ừm, ta cũng sớm biết ngươi sẽ không thích cho nên đã tìm cớ từ chối rồi. Loại việc này nếu như làm không tốt thì sẽ làm cho người ta ghét hận. Liễu Kình gật gật đầu, nói. Tiêu viêm mỉm cười, sau đó liền đi vào vấn đề chính. Mấy chuyện ta dặn ngươi làm, có tin tức gì không? Nghe thấy mấy lời này thì sắc mặt Liễu Kình cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó đưa đám người Tiêu Viêm đến một thạch đình, đợi đám người đã ngồi đâu vào đó thì hắn mới trầm ngâm nói, "Ừm, đúng là có tin tức." Nghe vậy thì tinh thần của Tiêu Viêm khẽ chấn động. "Cái vị Hân Lam ngươi nói, theo ta tìm hiểu thì chắc hẳn là người của Diệp gia ở Đan vực, mà tên đầy đủ của nàng chính là Diệp Hân Lam." Liễu Kình nói. "Diệp gia?" Tiêu Viêm khẽ thì thầm, ngón tay gõ gõ lên bàn đá. "Thực lực Diệp gia này thế nào?" rất mạnh, ít nhất là hơn xa liễu gia ta. Có thể đi vào vị trí trưởng lão tịch của Đan Tháp thì đương nhiên không phải là nơi mà một thế lực bình thường bằng được. Liễu Kình nói, ở Đan Vực này rồng rắn hỗn loạn, bất cứ thế lực cường đại nào ở đây cũng đều có phân hội cả. Nhưng mà nói tóm lại, có quan hệ cùng với Đan Tháp thì có năm đại gia tộc, mà Diệp Gia chính là một trong số đố. Chẳng qua Diệp Gia hiện giờ đã suy yếu đi rất nhiều, đã dần bị xa rời vị trí năm đại gia tộc rồi, mà cách đây hai năm thì vị trí trưởng lão tịch của họ cũng bị cướp đi mất nếu cứ như vậy thì sợ rằng sau này vị trí trong năm đại gia tộc này chắc cũng không còn của gia tộc này đâu tiêu viêm khẽ gật đầu khó trách diệp gia lại cho hân lâm tới già nam học viện thì ra tình trạng của họ đã tới như vậy rồi muốn gia nhập trưởng lão tịch thì cần điều kiện gì tiêu viêm hỏi nếu như đã đáp ứng giúp hân lam thì hắn cũng phải chú ý tới một chút hắn cũng không muốn lấy cái danh thất tính với người khác cái này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc hà khắc lắm. Dù sao đó cũng là đan tháp, nếu muốn vào được trong đó thì tại trong đan tháp cũng phải có một số người ở trong đó trước. Liễu Kình cười khổ một tiếng nói. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, việc này cũng không phải là việc cấp gáp, cũng có thể chậm rãi bàn sau. Cho nên, hắn lập tức hỏi sang chuyện khác, vậy có tin tức gì của tiểu Y Tiên hay không? Nghe tới chuyện này, Liễu Kình hơi chần chờ một chút, rồi mới nói tiếp cái vị tiểu y tiên này của ngươi có phải là người có thể chất ách nang độc thể trong truyền thuyết hay không nghe được lời này thì tiêu viêm thoáng căng thẳng gật đầu một cái rồi vội hỏi ta trong khoảng thời gian này phái không ít người đi tìm hiểu tin tức đang vực ở đó bây giờ đang có một chuyện vô cùng huyên náo chính là liên quan đến tiểu y tiên này bởi vì nàng chính là người có thể chất ách nang độc thể này ách nang độc thể cái tin này vừa nghe đã khiến cho người ta sợ vỡ mật rồi Trung Châu cách đây không lâu cũng đã xuất hiện loại thể chất này một lần, lần đó cũng đã gây ra tai họa rất lớn. Vốn nghĩ rằng loại thể chất này giờ đây đã mất đi, nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện. Khi nhắc tới chuyện ách nang độc thể thì trên trán liễu kình cũng phải đổ mồ hôi lạnh ra, trong mắt còn có chút sợ hãi, hiện tại có người đang truy đuổi nàng ư, tiêu viêm trầm thấp nói. Đối với tiểu y tiên, bởi vì nguyên nhân thân thế thế thảm cùng với cái độc thể đó cho nên hắn vẫn luôn cố ý che giấu, mà mấy năm nay thì người này vẫn luôn theo cạnh hắn, cho dù hắn gặp phải hiểm cảnh nào thì vẫn không rời xa. Trong lòng của nàng đã sớm coi Tiêu Viêm là tri kỷ có thể tin cậy nhất, mà đối với điều này thì Tiêu Viêm cũng vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, vì có thể giúp nàng thoát khỏi sự thống khổ từ ách nan độc thể, hắn cũng đã luôn nghĩ hết mọi biện pháp để có thể giúp nàng, nếu như hiện giờ nàng xảy ra chuyện gì thì Tiêu Viêm tự nhiên phải ra tay. Phương vị chính xác của nàng ta cũng không rõ lắm nhưng ở đang vực giờ có rất nhiều thế lực đang tìm nàng, bởi vì bọn họ đều biết một khi ách nang độc thể bạo phát thì sẽ dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tiêu viêm, Liễu Kình cũng hiểu được một ít, trầm ngâm một chút thì lại nói, mà trong những thế lực này thì băng hà cốc lại là thế lực tìm kiếm điên cuồng nhất. Băng hà cốc, nghe thấy cái tên này, tiêu viêm liền biến sắc, ừm. Theo ta được biết thì băng hà cốc xưa nay vẫn luôn có hứng thú với những người có thể chất như thế, bọn họ tìm kiếm tiểu y tiên chắc cũng là vì nguyên nhân này liễu kình trịnh trọng nói hơn nữa theo tin tức ta hỏi thăm được thì tiểu y tiên vào thời gian trước đã từng có giao thủ với cường giả của băng hà cốc mặc dù cuối cùng đã chạy thoát nhưng cũng bị thương không nhẹ nếu không thì đã không mai danh ẩn tích như vậy lâm diễm ở bên cạnh trầm giọng nói tiêu viêm chậm rãi gật đầu sắc mặt âm trầm xuống không nghĩ tới mới tách ra một thời gian mà đã phát sinh ra những chuyện này băng hà cốc Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, trong mặt hiện lên vẻ âm tàn. Nếu như tiểu y tiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn nhất định để cho Băng Hà cốc phải trả giá thật đắt. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Liễu Kình cũng có thể đoán được người tên tiểu y tiên này sợ rằng có quan hệ không đơn giản với Tiêu Viêm đâu. "Tiêu Viêm, ngươi định thế nào?" Thực lực Băng Hà cốc không kém hơn phần Viêm cốc đâu, cao thủ trong cốc như mây, cực khó đối phó. Lâm Diễm cũng cảm nhận được sát ý trong lòng Tiêu Viêm khuôn mặt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều nói ta muốn tới đan vực hân lam cùng tiểu y tiên lúc trước ở cùng một chỗ có lẽ nàng cũng biết một ít tin tức còn các ngươi thì cứ ở thiên hoàng thành đi tiêu viêm hơi trầm ngâm nói ta sẽ đi cùng ngươi ta vẫn rất quen thuộc đan vực lâm diễm vội vàng nói tiêu viêm lắc đầu cự tuyệt ý tốt của lâm diễm hắn không ngờ rằng ách nan độc thể lại khiến cho trung châu xôn xao đến như vậy nếu như hắn muốn giúp cho tiểu y tiên khỏi sự phiền toái của các cao thủ thì việc lâm diễm ở bên cạnh mình cũng không có chỗ tốt gì ngươi hãy ở lại cùng với liễu kình đi việc này ngươi không giúp được nhiều đâu tiêu viêm vỗ vỗ bả vai lâm diễm cười nói nhìn thấy ánh mắt chân thật của tiêu viêm lâm diễm mặc dù có chút không cam lòng nhưng sau một hồi cũng chỉ có thể gật đầu hắn cũng biết rằng với thực lực đấu hoàng của mình thì căn bản không có khả năng trợ giúp cho tiêu viêm thậm chí còn có thể trở thành người trói buộc hành động của tiêu viêm cho nên hắn cũng không có quá cố chấp, nếu như ngươi đã quyết định thì ta sẽ không khuyên nữa. Ta sẽ phái người lưu ý đến tin tức Tiểu Y Tiên, nếu như có gì thì sẽ tìm cách đưa đến cho ngươi. Liễu Kình nhìn thấy Tiêu Viêm đã quyết định cho nên cũng không tiện nói thêm gì, lấy một tấm bản đồ từ trong giới chỉ đưa cho Tiêu Viêm, đây là bản đồ trung vực mà Diệp gia chính là ở trong Diệp Thành. Nếu như ngươi muốn tìm Hân Lam thì chắc có thể tìm ở đây đối với việc này thì tiêu viêm không hề cự tuyệt rồi nhận lấy bản đồ này có thứ này thì cũng tránh cho hắn việc bị lạc đường ở trung vực vậy khi nào thì ngươi đi nhìn thấy tiêu viêm nhận lấy bản đồ liễu kình lại hỏi ngay bây giờ tiêu viêm trầm giọng nói hiện giờ tiểu y tiên sinh tử không biết mà hắn cũng thật sự không có tâm tư ở lại đây cho nên hắn phải nhanh chóng tìm thấy hân lam rồi từ đó tìm tin tức liên quan đến tiểu y tiên nghe vậy liễu kình há miệng thở dốc chỉ có thể gật đầu cười, nói: "Được lắm, ta lập tức cho người an bài không gian trùng động cho ngươi." Nói xong, hắn vẫy tay một cái, đem một gã hộ vệ gọi tới, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó hộ vệ kia cáo lui ra. "Nhớ kỹ, tại trung vực phải cẩn thận một chút, ở đó rồng rắn lẫn lộn với nhau, có rất nhiều cường giả. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái gì thì hãy tới Thiên Hoàng thành này, mặc dù thực lực Liễu gia ta không mạnh, nhưng sẽ hết sức bảo vệ ngươi." nhìn tên hộ vệ ra khỏi cửa liễu kình cũng quay đầu lại nói với tiêu viêm nghe thấy lời này thì tiêu viêm đang âm trầm cũng khẽ nở nụ cười khẽ gật đầu mặc dù hắn biết chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra cho dù có thật sự xảy ra thì nếu như hắn chạy đến thiên hoàng thành này thì cũng sẽ dẫn đến tai ương mà thôi chứ không hề có tác dụng nào cả trong quảng trường rộng lớn của thiên hoàng thành không gian trùng động đang chậm rãi xoay tròn từng luồng khí lãng do không gian dao động sinh ra không ngừng tán ra trước mặt không gian trùng động tiêu viêm tiếp nhận một cái thuyền không gian màu bạc khoảng một cái chén sau đó nhìn đám người ở đằng sau nói chờ ta đi sau khi giải quyết chuyện xong thì ta sẽ quay lại thiên hoàng thành trò chuyện cùng bọn ngươi từ đây đến trung vực thì mất khoảng năm ngày đó liễu kình cười cười sau đó vỗ vỗ bả vai tiêu viêm cười nói bảo trọng mặt khác cũng đừng đánh mất mặt mũi của già nam học viện phải biết rằng ngươi chính là đệ tử xuất sắc nhất của nội viện trong nhiều năm qua yên tâm cho dù như thế nào ta cũng sẽ không làm mất mặt mũi tiêu viêm cười sau đó nhìn đám người liễu kình lâm diễm trịnh trọng ôn quyền bảo trọng tiếng nói vừa dứt tiêu viêm cũng đã không chần chờ nữa xoay người tiến vào trong nhìn vào cái không gian trùng động to lớn kia thì quả thật tấm lưng của tiêu viêm lúc đi vào tiêu sái vô cùng nhìn tiêu viêm dần dần biến mất trong không gian trùng động lâm diễm cùng liễu kình đều khẽ thở dài một hơi liếc nhau một cái rồi cùng cười khổ bọn họ biết việc tiêu viêm làm sắp tới chắc chắn sẽ nhấc lên phong ba không nhỏ ở trung vực cái tên này cho dù chúng ta có cố gắng thế nào thì hắn vẫn hơn chúng ta ai gặp phải loại yêu quái này thì đúng là bị đã kích không nhỏ a à. một tiếng thở dài khẽ vang lên sau khi tiêu viêm đi vào trong bên trong thông đạo dài của không gian trùng động tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên thuyền không gian sắc mặt có vẻ ngưng trọng dị thường hắn cũng có một ít dự cảm là lần đi trung vực này chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ ách nang độc thể lại gây nên sự ồn ào ở Trung Châu có chút ngoài dự liệu của tiêu viêm, hơn nữa trong này cũng có không ít hạng người thừa nước đục để làm béo lên như cái băng hà cốc kia. Tiêu viêm biết là một số người có thể chất đặc thù thì cuối cùng cũng sẽ bị người khác nhìn trộm, cái này giống như là thanh lân năm xưa ở gia mã đế quốc vậy. Tiểu cô nương đó có thể chất của bích xà tam hoa đồng mà ngay cả dược lão đều phải khiếp sợ, rồi cũng chính là vì nó mà mặt gia phải dở kế để mưu đồ. Thanh lân, nghĩ đến đây, tiêu viêm không khỏi nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của tiểu cô nương ở cạnh mình luôn nói mình là thiếu gia năm xưa cũng không biết bây giờ nàng thế nào rồi nhưng mà dựa theo lời của dịp lão nói thì nàng ở thiên xà phủ chính là địa phương tốt nhất đối với nàng nói như vậy thì chắc hẳn trong mấy năm nay tiểu cô nương luôn sợ hãi đó chắc cũng đã thành một mỹ nhân động lòng người rồi nhưng mà hiện tại còn phải tìm cho được tiểu y tiên a chậm rãi thu hồi nỗi lòng lại tiêu viêm thở dài một hơi Hắn sắp phải đối mặt với một cuộc diện tương đối khó khăn, không đề cập đến mấy thế lực muốn bắt Tiểu Y Tiên kia thì riêng việc phải khống chế cái ách nan độc thể của nàng, rồi đối phó với Băng Hà Cốc đã làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu vô cùng rồi. Có thể cùng phần viêm cốc, âm cốc sánh ngang rồi vang danh tam cốc thì tất nhiên Băng Hà Cốc này so với Phong Lôi Các còn mạnh hơn. Cho nên, nếu như Tiêu Viêm không chuẩn bị đầy đủ thì có khi hắn sẽ bị nguy hiểm trong chính cái trung vực này sau khi đến trung vực thì cũng phải mau chóng tìm tài liệu giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể A. Đến lúc đó có một cường giả đấu tôn tương trợ thì cho dù đối mặt với thế lực như băng hà cốc cũng sẽ có phần thằng hơn. Hơn nữa, ta cũng phải cố gắng thu thập thú hỏa nhiều hơn, bằng không, chỉ dựa vào hóa sinh hỏa hiện tại thì chỉ đủ để ta thi triển Phật nộ hỏa liên một lần. Ánh mắt tiêu viêm có chút gấp gáp, bởi vì cục diện mà hắn sắp đối mặt chỉ sợ là lần nghiêm trọng nhất trong những năm nay, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó hai biến sau của thiên hỏa tam huyền biến thì ta cũng phải bắt đầu tu luyện trong khoảng thời gian này đi mặc dù thời gian hơi gấp nhưng cũng may là đã tiếp nhận truyền thừa rồi nếu không thì cho dù là ta cũng không có cách nào trong thời gian ngắn mà nắm giữ nó được hít sâu một hơi sắc mặt tiêu viêm dần trở nên nghiêm túc sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại một bộ pháp quyết tu luyện huyền lại lần nữa tuôn ra trong đầu hắn những biến cố xuất hiện đột ngột như vậy làm cho tiêu viêm cảm nhận được rằng thực lực vẫn là trọng yếu vô cùng băng hà cốc trong mắt của hắn đúng là một thế lực lớn vô cùng lấy lực lượng hiện tại của hắn mà muốn lay động con quái vật này thì đúng là rất khó cho nên tiêu viêm phải bằng hết mọi cách có thể để cho lá bài tẩy của mình ngày càng cường hơn trong thông đạo của không gian trùng động thời gian nhanh chóng trôi qua mà ở trong đoạn thời gian này thì tâm thần tiêu viêm đã hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến bộ bí pháp này vốn rất khó tu luyện nhưng mà cũng may tiêu viêm đã tu luyện biến thứ nhất nhiều năm cho nên cũng có chút quen thuộc hơn nữa trong lúc truyền thừa tại phần viêm cốc thì hắn cũng đã nhận lấy các kinh nghiệm của những tiền bối đi trước tránh cho hắn phải đi lòng vòng mà thẳng tiến tới dưới những điều kiện thuận lợi như vậy thì tiến triển tu luyện thiên hỏa tam huyền biến của tiêu viêm cũng nhanh chóng dị thường năm ngày thời gian nhưng tiêu viêm đắm chìm trong tu luyện thì rất nhanh đã trôi qua khi tiêu viêm mở mắt ra lại thì đã thấy ở chỗ xa xôi có những ánh sáng cầu vồng ở đó có những luồng khí lãng nồng đậm do không gian trùng động sinh ra dao động không ngừng đã tới rồi sao nhìn thấy những tia sáng đó nắm tay tiêu viêm cũng đột nhiên nắm chặt hơn hai trong mắt đen nhánh cũng dần trở nên lạnh lẽo thở dài một cái đem hết áp lực trong lòng phun ra tiêu viêm thoáng đứng dậy rồi chậm rãi thu liễm khí tức mình lại thuyền không gian lúc này đã như một mũi tên bén nhọn vậy chỉ xẹt qua vài cái trong thông đạo thì chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận vị trí của khe hở mà dưới sự dao động của khí lãng thì cũng làm cho thân thuyền trở nên lắc lư loại lắc lư này tiêu viêm cũng không để ý sắc mặt bình thản mà thuyền không gian lóe lên thêm vài cái thì cũng đã tiếp cận luồng ánh sáng chói mắt kia trong đồng tử đen nhánh của tiêu viêm thì luồng ánh sáng đó càng gần hơn hắn khẽ nắm chặt hai tay lại vẽ hàng quan khẽ xuất hiện lên trung vực ta đến đây nói xong câu này thì thuyền không gian khẽ lóe lên một cái tiếng nhập vào trong luồng ánh sáng rồi không thấy gì nữa đây là một bãi đá vô cùng rộng rãi, cả bãi đá là một màu trắng, trắng như tuyết vậy, mà làm cho người ta kinh ngạc nhất là bãi đá này không ngờ cao tới gần trăm mét, mà có thể chống đỡ nó đến độ cao như vậy thì ở dưới có đến 10 cái cột đá to lớn. Cột đá chống đỡ bãi đá nhìn qua như là cột chống trời vậy, nhìn từ xa lại có vẻ cực kỳ nguy nga, đồ sộ, không gian chung quanh bãi đá này nhìn không hề giống với các nơi khác, đây là một nơi vô cùng hỗn loạn mà không gian chung quanh dường như bị bẻ gãy đi vậy lúc nào cũng có một số khe nứt đen nhánh lan tràn ra mà từ các khe nứt đó thì lại không ngừng có các ngân quan phóng ra mỗi khi có ngân quan xuất hiện thì lại có không ít người từ bên trong đó bắn ra rồi rơi trên bãi đá đó đây lại là một điểm tập trung của không gian trùng động ngay tại chỗ không gian bị bẻ gãy đó một thân ảnh gầy gò thoáng hiện ra bàn chân của người này khẽ điểm nhẹ một cái rồi dừng ở trên bệ đá người này sau khi bị phun ra thì cũng thở nhẹ nhõm một cái người này hiển nhiên là tiêu viêm từ thiên hoàng thành đến sau khi hắn đứng một lúc nhìn nhìn qua bốn phía sau khi nhìn thấy bãi đá cao ngất này thì không khỏi hiện lên chút kinh ngạc nơi này là trung vực sao quả nhiên không hổ danh là trung tâm của đấu khí đại lục chỉ là điểm truyền tống của không gian trùng động thôi mà đã lớn như vậy sau khi nhìn qua một chút thì tiêu viêm liền phát hiện ra có không ít thân ảnh mặc bào phục của luyện dược sư thấy như vậy thì hắn không khỏi âm thầm cắn lưỡi không hổ là đang vượt a à, luyện dược sư ở nơi khác thì hơi hiếm nhưng ở chỗ này lại có thể dễ dàng thấy như vậy ở trong trung vực có tin tức là băng hà cốc treo giải thưởng rất cao cho những ai tìm được tin tức của ách nang độc nữ nếu như tin chính xác thì có thể lấy được cái giải thưởng đó đó ngay khi tiêu viêm đang thầm thang thì đột nhiên trên thềm đá có một âm thanh hét to lên làm cho hắn hơi biến sắc hắn quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh thì liền thấy có một người nam có thân hình hơi gầy, tay đang cầm một chồng trang giấy, sau đó đem những trang giấy đó dán lên trên cột đá, những người ở bên cạnh liền tụ tập lại, hiển nhiên đối với những người không phải người ở đây thì cũng rất tò mò với cái gọi là ách nan độc nữ, sắc mặt tiêu viêm trầm lại. Cái gọi là ách nan độc nữ này chắc chắn là tiểu y tiên rồi, chỉ là không ngờ rằng băng hà cốc vì muốn tìm ra nàng mà lại chịu hao tổn tâm huyết đến như vậy, ánh mắt hơi lóe lên, tiêu viêm cũng chậm rãi đến gần người nam tử gầy gò đó, bàn tay hắn đưa lên, một cổ hấp lực liền trào ra thu lấy một trang giấy vào trong tay, hắn vừa nhìn qua thì liền thấy trên trang giấy có một chân dung nữ tử, tuy nhìn có chút mơ hồ nhưng tiêu viêm vẫn có thể nhận ra được người nữ trên bức tranh này đúng là tiểu y tiên, hắc hắc vị tiểu huynh đệ này hẳn là mới đến đang vực đúng không? Nàng chính là người có thể chất ách nang độc thể trong truyền thuyết đó, mới đây đã nhấc lên mưa bão ở trung vực này. Không ít thế lực liên thủ đánh lén nàng nhưng vẫn để cho nàng chạy thoát đi. Nam tử gầy gò nhìn về Tiêu Viêm có chút nịnh nọt cười nói: "Tuy nói hắn không có thực lực nhưng nhãn lực cũng có, liếc mắt một cái thì có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này không hề đơn giản." Bàn tay cầm trang giấy hơi nắm chặt lại, Tiêu Viêm nhìn về người này, thản nhiên nói: "Nghe nói băng hà cốc cách đây không lâu có giao thủ với nàng à?" Trong lúc nói chuyện thì Tiêu Viêm tiện tay ném ra một túi kim tệ. Tên nam tử này vui mừng nhận túi tiền, sau đó vội vàng nói, vị đai gia này nói không sai, nửa tháng trước thì băng hà cốc đã tìm được ách nang độc nữ này, trận đại chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. Băng hà cốc lúc đó cũng đã phái ra hai vị trưởng lão băng nguyên, băng phù, hai người này cũng có danh tiếng không nhỏ tại trung vực, chính là cường giả lục tinh đấu tông. Mí mắt trung lên, âm thanh của tiêu viêm cũng trở nên trầm thấp hẳn đi, kết quả như thế nào? Tuy băng hà cốc đã xuất ra không ít cường giả, nhưng ách nang độc nữ này cũng không phải người vô dụng, tự nhiên ở trong vòng vây giết của băng hà cốc mà giết người của họ, hơn nữa còn ở trong tay của hai người băng nguyên, băng phù mà thuận lợi chạy trốn. Nhưng mà theo tin tức nhận được thì tuy ách nang độc nữ đã thoát khỏi vòng vây giết, nhưng đã trúng một băng huyền trưởng của hai vị trưởng lão, cho nên chắc bây giờ cũng đã bị trọng thương. Bây giờ băng hà cốc đã phái người tìm kiếm chung quanh, rồi đưa ra giải thưởng ngất trời, chỉ cần người nào có tin tức hữu dụng là có thể được giải thưởng này tên nam tử này cười hắc hắc nói, tiêu viêm khẽ nhíu mày lại, hàng ý trong mắt càng lúc càng sâu, chậm rãi nói, lúc băng hà cốc vây giết ách nang độc nữ là ở chỗ nào, chính là lạc thần giảng ở hướng bắc, chẳng qua nơi đó bây giờ đã bị người của băng hà cốc bao vây lại, bọn họ hoài nghi ách nang độc nữ vẫn chưa ra khỏi đo, nhưng trải qua một thời gian dài rồi mà vẫn chưa có gì cả, nam tử kia thành thật nói, chẳng lẽ chỉ có băng hà cốc bắt ách nang độc nữ, vốn là rất nhiều thế lực liên thủ với nhau, nhưng sau khi băng hà cốc bị ách nang độc nữ giết đi một số người thì bọn họ tuyên bố là quyết tâm bắt cho được ách nang độc nữ làm cho các thế lực khác không dám ra, tay nữa. Cho nên hiện tại cả trung vực này chỉ còn có băng hà cốc vây giết mà thôi. Tiêu viêm hờ hững gật đầu một cái, trang giấy trên bàn tay phù một cái đã bị hóa thành đống cho tàn nhẹ nhàng rớt xuống, mà hắn thoáng một cái đã đi ra ngoài bãi đá. Sau khi ra đến gần bờ, tiêu viêm lấy tấm bản đồ liễu kình tặng cho ra, cẩn thận nhìn một chút rồi đưa đầu sang hướng bắc, thấp giọng lẩm bẩm, cho dù là lạc thần giảng hay Diệp Thành đều ở hướng này cả, nhưng mà Diệp Thành lại gần hơn, trong vòng một ngày hẳn là sẽ tới kịp, xem ra ta phải tăng tốc lên thôi. Theo như những gì người ban nãy nói thì tình hình của tiểu y tiên hiện giờ cũng không tốt lắm, nghĩ đến đây thì sát ý của tiêu viêm liền tuôn trào ra. Thực lực của tiểu y tiên thì cho dù có mở phong ấn ách nan độc thể ra thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại một lục tinh đấu tông, nhưng nếu như có đến hai lục tinh đấu tông thì hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của họ, xem ra Băng Hà Cốc vì muốn bắt Tiểu Y Tiên mà đã dở hết thủ đoạn ra a. À. Băng Hà Cốc, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm khẽ điểm chân một cái rồi thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như chớp lao về hướng bắc, từ chỗ Tiêu Viêm mà đi tới Diệp Thành cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng một ngày thời gian mà thôi nhưng mà trên đường đi thì tiêu viêm cũng dừng lại một số thành thị khác bởi vì hắn cần thu thập thú hỏa, nhưng mà không thể không nói đang vực không hổ là trung tâm của cả đại lục, có rất nhiều đồ vật rất dễ dàng kiếm được ở đây hơn là bên ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải xuất ra đủ tiền tài hoặc có vật để đổi lấy. Một đường đi đến thì tiêu viêm đã dừng lại đến năm tòa thành, thu hoạch cũng ngoài sự dự đoán của hắn. Chỉ là thú hỏa thôi mà hắn đã có được đến 12 loại, hơn nữa những tài liệu cần thiết để luyện chế tài liệu cũng đã kiếm được không ít thu hoạch như vậy cũng làm cho khuôn mặt vốn âm trầm của tiêu viêm thoáng buông lỏng hơn nhiều mà trong quá trình chạy tới thì tiêu viêm cũng nắm lấy thời gian rất chặt chẽ mấy cái thú hỏa hắn mua được thì ngoại trừ một số loại còn lưu lại thì tất cả đều được đưa vào trong thể nội sau đó dần dần tan ra hòa vào trong hóa sinh hỏa làm cho hỏa chung trong đó mở rộng ra Đợi sau khi tiêu viêm đem hết các loại thú hỏa hòa tan vào trong hỏa chủng thì ở rất xa đã có một bóng dáng của tòa thành thị lớn. Tòa thành thị này được đặt trên một mảnh bình nguyên, chung quanh nó chính là một khu rừng xanh um, ngoài ra còn có một con đường rất lớn kéo dài từ trong rừng rậm tới thành. Đã tới rồi, nhìn thấy tòa thành thị trong rừng rậm này, tiêu viêm cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, thân hình động một cái đã lướt tới nhanh hơn. Diệp thành, chúa tể ở nơi đây hiển nhiên là Diệp gia, Đương nhiên Diệp Gia bây giờ không còn là Diệp Gia năm đó nữa, vinh quang năm xưa cũng đã dần mất hết, nhưng dù như vậy thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, trong Diệp Thành này vẫn chưa có một thế lực nào dám khiêu khích quyền uy của Diệp Gia, thân là chúa tể của tòa thành thị này, nơi ở của Diệp Gia chính là trung tâm của tòa thành, xung quanh một ngàn mét vuông ở đó đều là khu vực của Diệp Gia, nơi này bình thường đều cấm người ngoài đi vào, mà thủ vệ ở đây cũng xâm nghiêm vô cùng, đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không gả cho tên hỗn đảng Tào Đan. Giờ phút này, trong phòng nghị sự của Diệp Gia đang có một hồi khẩu chiến diễn ra. Một người nữ tử mặc áo lam đang hoành thanh nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây bốc lên lửa giận không thôi. Hồ nháo, trong phòng nghị sự, một lão giả mặc áo lam đứng lên, sắc mặt trầm xuống nói, tình huống của gia tộc bây giờ là như thế nào chứ? Bản thân ngươi cũng không phải không biết tào gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc tất nhiên là môn đăng hộ đối với diệp gia ta hơn nữa tào đang còn là luyện dược sư kỳ tài của tào gia nếu như ngươi gả cho hắn thì không những có thể hóa giải nguy cơ diệp gia ra khỏi ngũ đại gia tộc mà còn giúp cho ngươi tìm được phu quân tốt cho dù ta có gả cho tào đang thì sao chứ chẳng lẽ có thể giúp hóa giải nguy cơ sao tào gia đã sớm có giả tâm xâm chiếm diệp gia ta có làm như vậy cũng chỉ là rước sói vào nhà mà thôi nữ tử áo lam nói lời này của nàng làm cho lão giả áo lam chần chờ lại, chợt trầm giọng nói, nếu cái này không được thì ngươi nói làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chờ cái thiên tài của già nam học viện gì đó của ngươi đến cứu giúp sao? Ngươi cũng đừng quá đề cao người khác, nguy cơ của diệp gia ta không phải cứ mời chó mèo tới là có thể giúp được. Hơn nữa, ngươi nói lâu như vậy rồi, có thấy hắn tới chưa? Ta chỉ sợ hắn đã sớm chạy khỏi rồi, người không có đảm lượng thì cũng đừng chạy đến nơi này. Nghe vậy, Nữ tử áo lam không biết nói gì cả, nhất thời không thể phản bác lại, chó và mèo cũng không có hứng thú tới đây giúp ngươi để giải trừ nguy cơ gì đâu. Ngay tại lúc nữ tử áo lam không còn gì để nói thì một âm thanh lạ lùng đột nhiên vang lên trong đại sảnh, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, cô gái áo lam đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó kinh hỉ quay người lại. Nhìn thấy thân ảnh gầy gò ở ngay cửa, nàng ta thất thanh kêu lên: "Tiêu viêm đại ca!" nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha